Tu chân Liêu Thiên Quần chương 1697, treo máy tu luyện làm ta vui vẻ, Xích Tiêu kiếm chắc chắn mình không nhận lầm, cây thương này chính là trường thương mà trước kia người phụ nữ biến ra từ ý chí hỗn độn của Cổ U cầm để đâm Tống Thư Hàn. Sao thứ này lại ở trong tay Tống Thư Hàn chứ? Xích Tiêu kiếm, ngươi đi chọi nhau với ý chí hỗn độn của Cổ U từ lúc nào thế? Một giây không gây sự với các đại lão tuyệt thế thì ngươi lại ngứa da đúng không? Lần này không phải là ta chọi cô ấy. Khi nãy, nguyên thần của ta đi gặp Bạch Tiền Bối và Bạch Tiền Bối tu, sau đó ý chí hỗn độn Cổ U liền chạy tới đập ta, nhất quyết đòi hợp thể với ta. Ta không đồng ý, cô ta bèn ném nhân quả thương về phía ta. Lúc đó Bạch Tiền Bối tu đang ở ngay bên cạnh nên ra tay đánh rơi nhân quả thương hộ ta. Nhân quả thương cũng rơi vào tay ta, Tống Thư Hàn nắm lấy nhân quả thương rồi lắc nhẹ. Xích Tiêu kiếm, bây giờ nó không còn gì để nói nữa, nhưng mà ta cảm thấy thứ này chẳng có tác dụng gì, vì thế ta định dùng nó để chế tạo một cây trường mâu cho Xích Đồng. Tống Thư Hàn hơ hơ nửa thanh trường thương, nếu như nó có hình dáng giống một thanh đao thì nói không chừng còn có thể dùng tạm được. Theo như những thông tin lấy được khi sử dụng bí pháp giám định với cây trường thương này lần trước, chỉ cần dùng đúng cách thì trường thương này có thể dùng sức mạnh nhân quả một lần, nghịch thiên lắm luôn. Tống Thư Hàn vừa dứt lời, nửa đoạn trường thương trong tay hắn lại bắt đầu biến hóa, nửa thanh trường thương tan ra, hóa thành nước thép rồi tự động diễn hóa, hình dáng cây thương ban đầu của nó bị rút ngắn lại, phình to ra. Chỉ trong chớp mắt nó đã biến thành một cây quỷ đầu đao. Tống Thư Hàn, Xích Tiêu kiếm, ha ha ha, đại đao đúng như ngươi mong muốn nhé. Xích Tiêu kiếm tiền bối, cây đao này oai phong lắm, rất phù hợp với phong cách của ngươi, tiền bối, xin đừng đâm chọc. Tí nữa đi ra ít nhất phải làm ba phát dưỡng đao thuật, làm vốn, Tống Thư Hàn nói. Xích Tiêu kiếm tiền bối nghe vậy thì giọng điệu thay đổi ngay tắp lự, chúng ta bắt đầu học nhân quả đao đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Lãng phí thời gian là lãng phí sinh mệnh đấy, dứt lời, nó bắt đầu giới thiệu cho Tống Thư Hàn khung nhân quả đao mà nó mô phỏng ra. Khác với nhân quả thương, ta thay đổi cách thức tấn công của nhân quả đao thành chém, chém hết tất cả nhân đi, tung ra một đao không thể đỡ nổi, thả lỏng đi. Ta sẽ hướng dẫn ngươi thi triển nhân quả đao trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Ngươi vác thanh quỷ đầu đao này trên lưng đi, có lẽ sẽ nâng cao hiệu quả học tập và lĩnh ngộ nhân quả đao của ngươi đấy. Dù gì thì bản gốc nhân quả thương cũng tự trang bị sức mạnh nhân quả mà. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, Tống Thư Hàn vác quỷ đầu đao trên lưng. Sau đó, hắn hoàn toàn thả lỏng, tay phải cầm lấy Xích Tiêu kiếm. Trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất, Xích Tiêu kiếm dẫn dắt cơ thể của Tống Thư Hàn, từ từ giơ kiếm về trước. Vì là hình thức dạy học nên nó thả chậm tốc độ xuất kiếm tối đa, để Tống Thư Hàn nắm được dễ dàng hơn. Bây giờ ngươi vừa ra khỏi trạng thái nhìn thấy sợi dây nhân quả, rồi còn vác nhân quả đao này, đây chính là trạng thái thích hợp nhất để học nhân quả đao. Xích Tiêu kiếm tiền bối lại nói, sau khi chỉ kiếm ra, thân kiếm hơi khựng lại, cứ như chém vào một vật vô hình. Tiếp đó, thân kiếm chuyển từ đâm thành chém, một kiếm rơi xuống, khi kiếm chiêu xuất ra, linh lực trong cơ thể Tống Thư Hàn tự động vận chuyển theo một quỹ đạo nhất định, trong lúc bất tri bất giác lại dẫn dắt cả nhân quả. Thế nào, học được chưa? Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi. Tống Thư Hàn ngây ra, tiền bối, ta không nhìn thấy nhân quả, không nhìn thấy nhân bị chém đi. Nói nhảm, trong không gian ý thức này đâu có kẻ địch, lấy đâu ra nhân cho ngươi chém. Bây giờ ngươi nắm vững bộ đao pháp này đã, đợi học xong rồi lại ra ngoài dùng nó để chém kẻ khác là được rồi. Xích Tiêu kiếm tiền bối đáp, Tống Thư Hàn. Làm lại một lần nữa, thời gian nhân kiếm hợp nhất có hạn, ngươi phải cảm nhận chiêu này thật kỹ vào, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Xích Tiêu kiếm, cơ thể của Tống Thư Hàn lại từ từ chỉ kiếm ra, tu luyện nhân quả đao. Hay lắm, đúng là cảm giác này. Tu luyện đao pháp mà không cần ta tự động thủ, giống như là treo máy cày độ thành thạo của tuyệt chiêu vậy, chỉ cần thả lỏng, mức độ thành thạo tuyệt chiêu sẽ không ngừng tăng lên, đã thật. Trong đầu Tống Thư Hàn đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Gần đây Tống Thư Hàn khá mê phương pháp tu luyện thoải mái thế này. Đợi đã, hiện giờ ta và Xích Tiêu kiếm tiền bối đang ở trạng thái nhân kiếm hợp nhất, ngài ấy có cảm ứng được suy nghĩ của ta không nhỉ? Xét về mặt lý thuyết, khi nhân kiếm hợp nhất, hắn và Xích Tiêu kiếm tiền bối chính là một thể, có lẽ suy nghĩ cũng cộng hưởng chứ nhỉ? Tiêu rồi, như thế không biết Xích Tiêu kiếm tiền bối có tức giận không nữa. Tống Thư Hàn liếc Xích Tiêu kiếm tiền bối trong tay một cái, tiền bối vẫn rất nghiêm túc chỉ đạo hắn tu luyện nhân quả đao, không giống như đang tức giận. Tống Thư Hàn thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn cố gắng tập trung, dùng hết tâm sức vào lĩnh ngộ nhân quả đao. Lúc này, trong nhóm cửu châu số 1, đại yêu ngũ phẩm đậu đậu, bá Tống, Thư Hàn, hôm nay ngươi có online không? Bắc Hà tán nhân, xem tình hình này thì có vẻ như hôm nay Thư Hàn tiểu hữu cũng không online,
Đậu đậu ngươi thử gọi Bạch Tiền Bối xem, hỏi xem bọn họ đã ra khỏi tiểu thế giới kia chưa. Đại yêu ngũ phẩm Đậu đậu, Bạch Tiền Bối, vẫn không có phản ứng gì. Đậu xanh, Thư Hàn và Bạch Tiền Bối đã ở trong tiểu thế giới kia lâu lắm rồi nhỉ. Rốt cuộc đó là thế giới như thế nào mà hấp dẫn người ta đến vậy, làm hắn mãi mà vẫn không chịu đi ra thế này. Đậu đậu buồn bực nói, Diệt Phượng công tử, Đậu đậu, con chó ngốc như ngươi đi ăn phân đi, ta là con bạch hạt nhỏ nơi chân trời. Bạch Tiền Bối và Tống Thư Hàn cùng nhau vào tiểu thế giới hả? Đại yêu ngũ phẩm Đậu đậu, ừ, hai tay đang đặt trên bàn phím của Bạch Hạt chân quân ở phương Tây xa xôi hơi khựng lại. Lệ Chi tiên tử, Đậu đậu, yêu đan của ngươi còn chưa trở lại bình thường à? Đúng thế, vì thế ta mới muốn online xem gần đây Tống Thư Hàn đang làm chuyện quái quỷ gì. Đậu đậu buồn bực đáp, mấy ngày nay, cái hình đại diện tượng trưng cho tình bạn với Tống Thư Hàn trên yêu đan của nó cứ nóng lên mãi, nóng bỏng cả tay. Điều này khiến nó cảm thấy bụng mình cũng nóng theo, đến ngủ cũng không ngon giấc. Còn nữa, thỉnh thoảng phần bụng lại truyền tới cảm giác ấm nóng làm nó nhớ lại ký ức kinh khủng trước kia. Ca Tú tiên tử, Vũ Nhu tử, a, cuối cùng cũng có thời gian để online rồi. Mấy hôm nay, không ngừng có cảm ngộ và linh lực truyền từ chỗ linh quỷ tới, cảnh giới của cô không ngừng tăng lên, thế nên cô đành phải bế quan mấy ngày, hôm nay mới tranh thủ lên mạng được. Ớ, Vũ Nhu tử, đạo hiệu của cô lại bắt đầu thay đổi rồi. Linh Điệp tôn giả xuất quan rồi à? Đậu đậu hỏi. Ca Tú tiên tử, Vũ Nhu tử, dựa vào người khác không bằng dựa vào bản thân, đây là đạo hiệu mới ta tự đặt đó. Me me nắm chặt tay. Đúng rồi, ta vừa lục lại lịch sử chát, có lẽ ta biết nguyên nhân yêu đan của ngươi nóng lên đó Đậu đậu. Đó là vì hóa thân bọc thép của Tống Tiền Bối bị thiên đế bắt đi rồi. Đậu đậu, trong lòng Đậu đậu đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Ca Tú tiên tử, Vũ Nhu tử, Đậu đậu, có lẽ cấn ký tình bạn trên yêu đan của ngươi kết nối với hóa thân bọc thép của Tống Tiền Bối. Bây giờ hóa thân bọc thép đã bị bắt đi, cấn ký của ngươi nóng lên cũng có liên quan đến chuyện này. Dù sao thì thiên đế cũng đang dùng hóa thân bọc thép của Tống Tiền Bối để làm thí nghiệm mà. Bắc Hà tán nhân tò mò hỏi, Vũ Nhu tử biết được tin này từ đâu thế? Ừm, bởi vì mấy ngày trước cảnh giới của ta tăng lên nhanh chóng, hôm nay lúc xuất quan liền ngưng tụ được khúc tiên cốt thứ 8. Vũ Nhu tử đáp, minh nguyệt kỹ thời hữu. Chuyện này thì có liên quan đến nguồn gốc tình báo chứ? Bắc Hà tán nhân, me me trợn mắt há mồm, đợi đã, Vũ Nhu tử, cô ngưng tụ tiên cốt thứ 8 rồi hả? Ở cảnh giới tứ phẩm, nếu muốn ngưng tụ kim đan thì phải ngưng tụ được 9 tiên cốt cái đã, Vũ Nhu tử đã ngưng tụ được tận 8 tiên cốt rồi ư? Ừm, đúng thế. Ta cảm thấy chắc khoảng 3 ngày nữa là ta sẽ ngưng tụ được khúc tiên cốt thứ 9, Vũ Nhu tử đáp, Hùng Đao Tam Lãng, ta hiểu rồi, có phải Vũ Nhu tử cô họ Tống không? Tên họ đầy đủ của cô là Tống Vũ Nhu tử đúng không? Vũ Nhu tử, hỏi chấm, Hoàng Sơn mệt tim muốn về hưu. Vũ Nhu tử, trạng thái của cô không có vấn đề gì chứ? Thường thì cảnh giới của tu sĩ đều tăng lên một cách ổn định. Cách đây không lâu Vũ Nhu tử mới tấn thăng lên tứ phẩm, bây giờ lại đột nhiên chuẩn bị ngưng tụ đến tiên cốt cuối cùng rồi. Tốc độ tấn thăng này không bình thường, Hoàng Sơn ma ma lại bắt đầu lo lắng. Hoàng Sơn tiền bối yên tâm đi, ta thấy mình không sao hết. Vũ Nhu tử đáp, à mà, Vũ Nhu tử nè, chuyện cô thăng cấp với nguồn gốc tình báo có liên quan gì tới nhau thế? Tuyết Lan động chủ hỏi, hình như lúc nãy cũng từng có đạo hữu hỏi câu này rồi thì phải. Ớ, ta chưa nói chuyện này trong nhóm à? Vũ Nhu tử nói, cách đây không lâu, linh quỷ của ta cũng bị thiên đế cướp đi, chắc đã bị chiếm rồi. Lại có lĩnh ngộ cảnh giới và linh lực truyền tới chỗ ta liên tục, vì thế trong mấy ngày ta bế quan, cảnh giới mới tăng nhanh như thế. Ngoài ra, mấy ngày trước Vũ Nhu tử đã ăn thực tiên yến, trong cơ thể cô phong ấn một lượng năng lượng dự bị cực lớn, đủ để dùng trong lần bế quan ngưng tụ tiên cốt này. Hùng Đao Tam Lãng, Vũ Nhu tử, cô họ Tống thật đúng không? Con đường thăng cấp của cô giống hệt như Thư Hàn tiểu hữu vậy. Bắc Hà tán nhân, chấm chấm, Hoàng Sơn mệt tim muốn về hưu. Vũ Nhu tử, bây giờ cô đang ở Linh Điệp đảo à? Ừm, đúng rồi, ta đã hứa với A Cha ta là phải ở lại đảo ổn định cảnh giới, hơn nữa gần đây chẳng có nơi nào để đi, mấy người Tống tiền bối đi tới tiểu thế giới không mang ta đi cùng. Vũ Nhu tử đáp, Hoàng Sơn mệt tim muốn về hưu, ta đi tìm cô, ta cứ cảm thấy không yên tâm cho lắm. Linh Điệp tôn giả và Hoàng Sơn tiền bối có quan hệ rất tốt, tốc độ thăng cấp không bình thường của Vũ Nhu tử khiến cho hắn nhớ tới chuyện Tống Thư Hàn tự bạo mấy ngày trước, hắn hơi lo lắng về trạng thái hiện tại của cô. Được thôi, ta ở trên đảo đợi Hoàng Sơn tiền bối. À mà ta vừa sao một mẻ linh mạch bích trà mới. Đến lúc đó tiền bối có thể nếm thử xem kỹ thuật sao trà của ta có tiến bộ không. Vũ Nhu tử vui vẻ nói, Hoàng Sơn mệt tim muốn về hưu, được, muộn nhất là sáng mai ta sẽ đến. Ngũ phẩm đại yêu đậu đậu, Hoàng Sơn ngu ngốc, ta cũng muốn đi.
ngoan ngoãn ở trong lòng đi, lần này ta đã nói là nhốt ngươi một tháng, ta nhất định sẽ không mềm lòng đâu. Hoàng Sơn tiền bối đáp, đậu đậu, lần này Hoàng Sơn ngu ngốc quyết tâm giam nó bằng được, nếu đã vậy thì. Chỉ còn cách đợi Hoàng Sơn ngu ngốc ra ngoài rồi nó liền lặng lẽ lệ chi tiên tử, nhờ cô ấy đến thả nó ra ngoài. Ca Tú tiên tử, Vũ Nhu tử, đúng rồi, lần trước Tống tiền bối online, gửi cho ta một cái mã QR code, nói là chỉ cần dùng tinh thần lực quét mã là có thể kết bạn, nói chuyện từ xa với hắn, ta thử một lần mà không có phản ứng gì cả, đậu đậu, các ngươi có muốn thử không? Nói không chừng có thể trực tiếp kết nối với Tống tiền bối đó, Vũ Nhu tử đột nhiên nhớ ra chuyện này, sau đó cô bèn gửi ảnh, diễn đồ kim đan QR code mà lúc trước Tống Thư Hàn gửi cho cô lên nhóm Cửu Châu số 1, một lát sau, cùng đao tam lãng, ta vừa lấy điện thoại quét, điện thoại của ta sập máy luôn rồi. Ta chỉ đành đổi sang online bằng máy tính, Vũ Nhu tử, cô có chắc đây không phải là virus không đấy, đừng quét bằng di động, phải dùng tinh thần lực, Vũ Nhu tử nói, à mà đây là thứ gì thế, đậu đậu tò mò hỏi, Vũ Nhu tử, lúc trước Tống tiền bối từng nói đây là diễn đồ trên một tiểu kim đan của hắn. Sau khi phủ tinh thần lực lên nó thì có khi lại kết bạn được với Tống tiền bối cũng nên, nhưng không phải ai cũng kết bạn được, ta thất bại rồi đây này. Các tiền bối trong nhóm thử xem sao, Bắc Hà tán nhân, diễn đồ kim đan QR code à. Rất phù hợp với lối tư duy của lớp trẻ hiện đại bây giờ, Hoàng Sơn mệt tim muốn về hưu, nói không chừng đây là một cách diễn đồ kim đan tốt đó, có thể liệt vào hạng mục nghiên cứu, Thất Sinh Phù phủ chủ nói, đậu đậu, hề hề, để ta quét thử xem sao, đầu tiên nó phóng to hình mã QR code này lên, sau đó nó dùng tinh thần lực của mình để quét tấm ảnh một lần, lại thêm một lúc nữa, không được. Không thấy thông báo nào cả. Cũng chẳng có tác dụng gì hết, đậu đậu nói, cuồng đao tam lãng, ta cũng thử rồi mà chẳng thấy có hiệu quả gì cả, dược sư, thất bại, thông huyền đại sư, me me lắc đầu, diệt phượng công tử, thất bại cộng một, lệ chi tiên tử, phong cách trả lời của tiên tử khác với mọi người, tạo hóa pháp vương, lệ chi tiên tử quét ra thông báo rồi à, lệ chi tiên tử, vừa nãy cô cũng tò mò thử cho tinh thần lực phủ lên QR code để quét mã. Tiếp đó bên tai cô vang lên tiếng thông báo tin, sau đó, một khung thông báo hiện lên trước mắt cô, có muốn thêm Tống Thư Hàn làm bạn bè, gạch chân, người thân không? Yes or no, bạn bè bị gạch là ý gì đây, người thân lại là sao nữa, lệ chi tiên tử quét được rồi à, Bắc Hà tán nhân tò mò hỏi, vừa rồi hắn quét thử một lần, cũng chẳng có thu hoạch gì cả, lệ chi tiên tử thở dài, nhắn vào trong nhóm, bật ra một khung thông báo, hỏi ta có muốn kết bạn với Tống Thư Hàn tiểu hữu không? Hai mắt đậu đậu sáng lên, vậy lệ chi tiên tử thử kết bạn xem, sau đó hỏi tên ngốc Thư Hàn bao giờ mới ra khỏi tiểu thế giới đó, lệ chi tiên tử ngẩng đầu nhìn trời, sau hồi lâu, cuối cùng cô vẫn vươn tay ra ấn vào lựa chọn có, trong nhóm Cửu Châu số 1, ngoài trừ lệ chi tiên tử, tất cả những người thử quét QR code khác đều thất bại, không hề có bất kỳ phản ứng nào, Vũ Nhu tử, lạ thật, sao chỉ có lệ chi tiên tử thành công nhỉ? Chúng ta và lệ chi tiên tử có gì khác nhau à? Chuyện thú vị như thế mà cô lại không tham gia được, là do vấn đề cảnh giới? Hay vấn đề giới tính nhỉ? Cuồng đao tam lãng hỏi, nếu như là cảnh giới, trong nhóm cũng có không ít thành viên cùng có cảnh giới lục phẩm như lệ chi tiên tử. Chắc chắn giới tính cũng không phải là vấn đề, hẳn phải có lựa chọn ẩn gì đó nhỉ? Lệ chi tiên tử, nếu như cô đã kết bạn được với Thư Hàn tiểu hữu thì hỏi trực tiếp tình hình của hắn hiện giờ thử xem, Bắc Hà tán nhân bình tĩnh nói. Ta nhấn vào lựa chọn kết bạn nhưng bên Tống Thư Hàn không có phản ứng gì, lệ chi tiên tử nói, trong khi nói chuyện, trước mắt lệ chi tiên tử đột nhiên hiện ra một thông báo, Tống Thư Hàn đã đồng ý lời mời kết bạn, tin nhắn kèm theo, nhìn trời, sao lệ chi tỷ tỷ kết bạn với ta được thế, lệ chi tiên tử lại nhấn vào khung thông báo này, cô phải làm thế nào để trả lời Tống Thư Hàn nhỉ? Tính năng nhập câu trả lời ở đâu thế? Trong Xích Long Động xa xôi, Tống Thư Hàn vốn đang luyện nhân quả đao cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối. Thế nhưng vừa nãy khi vung Xích Tiêu kiếm ra, trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác, trong mơ hồ, dường như Xích Tiêu kiếm đã cuốn lấy một sợi dây nhân quả. Ngay sau đó, thông báo lệ chi tiên tử gửi lời mời kết bạn cho hắn đột nhiên bật ra, Tống Thư Hàn bị dọa nhảy dựng lên, hắn không tiếp xúc với lệ chi tiên tử mà, sao đột nhiên lại hiện ra thông báo này chứ? Cả hai kết bạn với nhau, nhưng cụ thể làm thế nào để trò chuyện từ xa thì Tống Thư Hàn vẫn chưa nghiên cứu ra. Cho nên hắn chỉ có thể đính kèm một suy nghĩ vào xác nhận thông báo kết bạn thôi. Hắn còn nhớ lần trước lúc ở trong thế giới thiên kiếp, mỗi khi ý chí lưới rồng tự xưng lạc quả cầu béo kia gửi tin nhắn cho hắn đều dùng tính năng gửi kèm lời nhắn này. Diễn đồ kim đan QR code của mình còn phải thăng cấp, tăng thêm mấy tính năng như kiểu trò chuyện từ xa mới được.
Trong lúc Tống Thư Hàn đang suy tư, lại có thêm một thông báo nữa bật ra. Thông qua tính năng bạn bè clone, Trình Lâm tiên tử đã thêm ngươi làm người kế thừa vương vị. Tống Thư Hàn, chấm than, bạn bè clone, là một tính năng cho các hội viên QQ. Sau khi người dùng đăng ký thành hội viên QQ, muốn thêm hết bạn bè trong tài khoản cũ vào tài khoản mới. Tuy nhiên thao tác thủ công quá mất thời gian nên Tencent đã đưa ra tính năng này, cho phép người chơi sao chép danh sách bạn bè cũ vào danh sách bạn bè trong tài khoản hội viên. Lúc này Tống Thư Hàn nhớ ngay đến danh ngôn mà mẹ ruột của một tên họ Trương nào đó đã từng nói, con gái càng xinh đẹp thì càng giỏi lừa người. Một mặt nói bản thân mình sắp nghẽo rồi, đến cả đạo hiệu, Trình Lâm, cũng để cho ta thừa kế, một mặt lại thường xuyên nhảy ra một cách hoành tráng, dùng đủ mọi cách để chứng minh sự tồn tại của mình. Nếu bây giờ ta còn tin chuyện cô đã chết thì ta đúng là con cá mặn ngu ngốc, hơn nữa tính năng bạn bè clone là cái quái gì thế hả? Người kế thừa vương vị lại là thứ quỷ gì nữa đây? Trình Lâm tiên tử còn có thứ như vương vị nữa à? Tuy rằng cô là giao trì nữ đế nhưng thiên đình viễn cổ đã biến mất rồi, hiện giờ giao trì bí cảnh đã trở thành vật sưu tầm của Bạch Tiền Bối, thế cô còn lấy vương vị ở đâu được? Đáng tiếc, bây giờ diễn đồ kim đan QR code của hắn không có tính năng trò chuyện, nếu không nhất định hắn phải gửi một bài đá đẻo 80.000 chữ trở lên cho Trình Lâm tiên tử. Đợi lúc về có thời gian rảnh ta nhất định phải nhanh chóng mở tính năng trò chuyện mới được. Trong lúc Tống Thư Hàn đang trầm tư, giọng nói của Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối vang lên bên tai hắn, Thư Hàn, khi nãy ngươi lại làm gì thế? Tống Thư Hàn, hỏi chấm, Tiền Bối, ta không làm gì hết, ta đang phối hợp với ngài để luyện kiếm. Không, là luyện nhân quả đao mà. Chỉ là vừa nãy hơi thất thần một chút thôi, chẳng lẽ Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối đang giận ta chuyện thất thần khi luyện đao à? Tống Thư Hàn xin lỗi thành khẩn, xin lỗi, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, lúc nãy ta đã thất thần. Xích Tiêu Kiếm, không chỉ đơn giản là thất thần thì phải. Có phải vừa nãy ngươi lại cà khịa từ xa với vị đại lão nào không? Không có mà, Tống Thư Hàn đáp, vừa nãy hắn quả thật không có cà khịa từ xa với vị đại lão nào cả. Vậy vừa nãy ngươi đã quấn vào sợi dây nhân quả của ai? Lúc nãy khi ngươi thi triển nhân quả đao, rõ ràng ta có thể cảm nhận được rằng thân kiếm của mình quấn lấy sợi dây nhân quả. Nếu không phải ta phanh kịp thời thì lúc nãy ngươi đã chém xuống rồi. Tống Thư Hàn nghe thế, hai mắt đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ là cái này ư? Xích Tiêu Kiếm, ngươi cà khịa thật đấy à, một giây không gây sự với đại lão ngươi sẽ chết hả? Không không không, không phải. Lúc nãy ta cũng cảm ứng được mình quấn lấy một sợi dây nhân quả. Cùng lúc đó, Lệ Chi tiên tử đột nhiên kết bạn với ta, kết bạn thông qua mã QR code trên kim đan ấy. Nhưng Lệ Chi tiên tử vừa không gia nhập lưới rồng, vừa không gia nhập mạng công đức, tại sao cô ấy có thể kết bạn với ta được? Lúc nãy ta vẫn luôn thất thần chính là vì suy nghĩ vấn đề này đấy, Tống Thư Hàn giải thích. Có phải là vừa nãy đúng lúc hắn quấn lấy nhân quả có liên quan đến Lệ Chi tiên tử rồi dẫn dắt cô kết bạn với mình không nhỉ? Hay là Lệ Chi tiên tử cũng như hai vị Bạch Tiền Bối, có đường dây riêng của mình? Không cần mạng công đức hay lưới rồng, chỉ cần đổi đường dây là có thể kết bạn với mình. Nhưng vẫn còn một vấn đề khó hiểu nữa, hắn đâu có gửi diễn đồ kim đan QR code cho Lệ Chi tiên tử chứ? Lúc này nếu như có tính năng trò chuyện thì thật là tốt. Hắn có thể gửi tin nhắn hỏi trực tiếp Lệ Chi tiên tử và Trình Lâm. Đúng rồi, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, hay là chúng ta thử xem sao nhé? Tống Thư Hàn đột nhiên nói. Xích Tiêu Kiếm, thử cái gì? Tống Thư Hàn cười khà khà đáp. Ta chiếu diễn đồ kim đan QR code ra, sau đó Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thử dùng tinh thần lực để quét nó nhé. Chẳng phải ta đã quét rồi à? Xích Tiêu Kiếm hỏi. Tống Thư Hàn, ta còn chưa nói xong mà, khi Tiền Bối quét, ta sẽ thi triển nhân quả đao, cuốn lấy nhân quả có liên quan đến Tiền Bối. Xem có thể kết bạn với Tiền Bối được không? Được rồi, cứ coi như kiểm tra thực tiễn độ thông thạo nhân quả đao của ngươi vậy. Xích Tiêu Kiếm đáp. Tống Thư Hàn chiếu diễn đồ kim đan QR code ra. Sau đó, hắn cầm lấy Xích Tiêu Kiếm, thi triển nhân quả đao, vì đang ở trạng thái nhân kiếm hợp nhất, nên khi thi triển nhân quả đao, hắn có thể dễ dàng tìm thấy nhân quả giữa mình và Xích Tiêu Kiếm. Quấn lấy nhân quả, nhưng đừng có chém. Xích Tiêu Kiếm nhắc nhở, Tống Thư Hàn, yên tâm đi Tiền Bối. Hãy tin tưởng thiên phú đao pháp của ta, nếu như là kiếm thuật hoặc thương thuật thì hắn không tự tin lắm. Nhưng trên phương diện đao pháp, hắn học tập rất nhanh, khi thi triển đao pháp, hắn có cảm giác dễ dàng điều khiển như là tay của mình vậy. Ta đã bắt đầu quét rồi, Xích Tiêu Kiếm nói. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàn vung ra một kiếm, thi triển đao pháp nhân quả đao. Thế đao tụ mà không phát, thân Xích Tiêu Kiếm nhẹ nhàng cuốn lại, cuốn lấy nhân quả giữa hắn và Xích Tiêu Kiếm. Chính là lúc này, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối. Tống Thư Hàn nói, tinh thần lực của Xích Tiêu Kiếm lại phủ lên diễn đồ QR code của Tống Thư Hàn. Tiên, không thể kết bạn với Tống Thư Hàn, xin hãy thăng cấp.
Xích Tiêu kiếm. Nhưng đúng vào lúc này, thông báo của hệ thống lại đột nhiên thay đổi, đổi đường truyền, chuyển sang mạng nhân quả. Mạng nhân quả. Ngoại trừ mạng công đức và lưới rồng ra thì vẫn còn mạng nhân quả nữa à? Xích Tiêu kiếm hỏi. Tống Thư Hàn, xem ra ta đã đoán đúng rồi, Xích Tiêu kiếm tiền bối đã chọn đổi mạng. Lúc trước khi Bạch tiền bối kết bạn với ta cũng vậy, sau khi đổi mạng xong là có thể kết bạn được, ta không chọn, nó tự đổi luôn, Xích Tiêu kiếm đáp. Một lúc sau, lại một thông báo mới xuất hiện trước mắt Xích Tiêu kiếm, đổi sang mạng nhân quả thành công, thử kết bạn với Tống Thư Hàn. Kết bạn thất bại, mời đăng nhập vào mạng nhân quả hoặc tiến hành thăng cấp. Đậu xanh, lại thăng cấp, Xích Tiêu kiếm tiền bối tức giận nói. Tống Thư Hàn, tiền bối lại thất bại rồi à, nhắc nhở ta đăng nhập vào mạng nhân quả hoặc thăng cấp. Xích Tiêu kiếm thu lại tinh thần lực của mình, nó cảm thấy duyên phận giữa mình và Tống Thư Hàn đã cạn rồi. Tống Thư Hàn, đăng nhập vào mạng nhân quả. Nói cách khác, tuy rằng đã liên kết được với mạng nhân quả nhưng vẫn chưa mở được tài khoản, cần phải trả tiền mạng ư. Xích Tiêu kiếm, nghe ngươi phiên dịch như thế, tuy rằng ta cảm thấy rõ ràng hơn ngay lập tức nhưng hình như có chỗ nào đó sai sai thì phải. Nếu nói như vậy, Lệ Chi tỷ tỷ quả nhiên không đơn giản, có thể cô ấy còn là khách hàng VIP của mạng nhân quả đấy chứ. Tống Thư Hàn trầm ngâm nói. Xích Tiêu kiếm, gần đây tất cả mọi người đều theo trend gia nhập vào một loại mạng kỳ lạ nào đó hả? Khi về ta có nên để Xích Tiêu tử tạo một tài khoản VIP trong mạng nào đó cho ta không nhỉ? Tống Thư Hàn, thôi bỏ đi, các chuyện này qua một bên đã. Xích Tiêu kiếm tiền bối, chúng ta ôn lại nhân quả đao một lần nữa nhé, thời gian nhân kiếm hợp nhất cũng sắp hết rồi, chúng ta phải giải trừ trạng thái, để cho cơ thể của ngươi nghỉ ngơi một lát, nếu không thì mất nhiều hơn được đó. Xích Tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàn gật đầu, sau đó liền giải trừ trạng thái nhân kiếm hợp nhất với Xích Tiêu kiếm. Ở đầu bên kia, trong nhóm Cửu Châu số 1, vì Lệ Chi tiên tử đã kết bạn thành công với Tống Thư Hàn nên các thành viên khác trong nhóm cũng đột nhiên thấy hứng thú, bắt đầu nghiên cứu diễn đồ kim đan QR code. Có người kết bạn thành công nghĩa là tấm hình QR code này có hiệu lực. Bây giờ chỉ cần tái hiện lại quá trình thành công của Lệ Chi tiên tử thì có lẽ sẽ kết nối được với Tống Thư Hàn, kết bạn với hắn. Trong nhóm Cửu Châu số 1 có rất nhiều vị đạo hữu cảm thấy hứng thú với việc nghiên cứu những thứ mới lạ. Thời gian bế quan tu luyện luôn trôi qua rất nhanh. Lại 2 ngày nữa trôi qua, ngày bế quan thứ 7, Tống Thư Hàn phân thân hé mắt ra. Trạng thái của 3 viên lưu ly kim đan mới vẽ mắt cho rồng cộng 2 viên lưu ly kim đan lúc trước đều đã ổn định. Hắn dùng thời gian 2 ngày để củng cố cảnh giới của mình. Đương nhiên, trong quá trình này hắn cũng sẽ tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất với Xích Tiêu kiếm để tu luyện nhân quả đao. Còn có 23 ngày nữa, ngươi phải đẩy nhanh tốc độ lên, Xích Tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàn gật đầu, cũng đến lúc rồi, chúng ta đi gặp Xích Đồng đi. Nếu như có thể lấy được cơ hội vẽ mắt trên diễn đồ kim đan thánh nhân từ chỗ nó là tốt nhất, nếu như không được thì ta đành phải tìm cách khác, thời gian quá cấp bách, hắn không thể đánh cược tất cả cơ hội vẽ mắt cho rồng lên Xích Đồng được, không nên để tất cả trứng gà trong cùng một ổ mà. Dứt lời, nguyên thần của Tống Thư Hàn xuất khiếu, kiếm linh của Xích Tiêu kiếm hiện lên, bảo vệ nguyên thần của Tống Thư Hàn. Mà lúc này, tạo hóa tiên tử sau lưng cũng đột nhiên đứng dậy, bay ra, đi theo Tống Thư Hàn. Tạo hóa tiên tử cũng muốn đi à? Tống Thư Hàn tò mò hỏi. Tạo hóa tiên tử, ta chán quá, ta mệt quá mệt quá, được rồi, ta hiểu rồi. Tiên tử đi theo chúng ta, đừng chạy lung tung, nguyên thần của Tống Thư Hàn mỉm cười. Sau đó, nguyên thần, kiếm linh, tạo hóa tiên tử bay ra khỏi Xích Long Động, phi đến thành trì của Long huyết tộc nơi mà Xích Đồng đang ở. Hôm nay bên ngoài thế giới Hắc Long sương mù dày đặc, khi nguyên thần bay trên không trung, phóng mắt nhìn chỉ thấy một vùng trắng xóa. Nếu như Tống Thư Hàn không định vị chỗ của Xích Đồng mà cứ bay trong lớp sương mù trắng xóa thế này thì nói không chừng đã bị lạc đường rồi. À mà trước đây không có chỉ đường, các tu sĩ tứ phẩm ngự kiếm phi hành trên một chặng đường dài thì có bị lạc đường không nhỉ? Tống Thư Hàn hỏi. Dù sao thì tinh thần lực của tu sĩ tứ phẩm cũng chưa ngưng tụ thành thần thức, phạm vi bao phủ của tinh thần lực cũng không lớn. Thường thì trước đây nếu phải ngự kiếm phi hành một chặng đường dài, các tu sĩ tứ phẩm sẽ dùng pháp thuật để xác định tọa độ trước. Cách định tọa độ tham khảo ngự kiếm truyền thư. Còn nữa, trước khi có chỉ đường, tu chân giới lưu hành những pháp bảo như kiểu sơn hà đồ bản đơn giản hóa, chúng cũng có tác dụng chỉ đường. Đương nhiên, một số tu sĩ thuộc tính mù đường mạnh, trong tình huống không có định vị, không có pháp khí hỗ trợ, cứ chạy loạn trên không trung rồi lạc đường cũng là chuyện thường gặp. Xích Tiêu kiếm tiền bối đáp, gần nửa ngày sau, Tống Thư Hàn, tạo hóa tiên tử, Xích Tiêu kiếm tiền bối dừng lại ở khoảng không phía trên bãi cỏ trong tòa thành quen thuộc. Trên bãi cỏ, Xích Đồng đang luyện tập quyền pháp căn bản, cương thủ, đâu ra đấy.
xem ra hệ thống học bá của Bạch tiền bối có hiệu quả rất tốt. Hiện giờ Xích Đồng đã thi triển quyền pháp rất thành thạo, không còn cảm giác mạng lát video đứng hình như trước đây. Cậu bé này có tính khí cứng cỏi, tu luyện chăm chỉ đến mức khiến người ta đau lòng. Tống Thư Hàn gật đầu hài lòng, vô cùng vui mừng. Sau khi Xích Đồng đánh xong quyền pháp thì dừng lại, móc ra một thứ nhìn như ma pháp dược tề, uống một hơi hết sạch. Đây là dược tề tăng cường khí huyết toàn thân, hiệu quả chắc là tương tự như thối thể dịch và khí huyết đan. Tiếp đó, Xích Đồng lại vào thế luyện quyền pháp, miệng nó ngâm lên khẩu quyết quyền pháp bằng tiếng Trung cực chuẩn. Linh lực trong trời đất bị dẫn dắt, vây quanh song quyền của Xích Đồng. Xích Đồng hít thở sâu, bắt đầu thi triển quyền pháp. Sau khi đánh được hai chiêu, Xích Đồng đột nhiên ngừng lại, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tống Thư Hàn, có chuyện gì thế này? Không đủ dinh dưỡng đấy, Xích Tiêu kiếm tiền bối thông thả đáp. Không đủ dinh dưỡng, Tống Thư Hàn nhìn về ma pháp dược tề mà Xích Đồng uống lúc trước. Lúc này, sau khi phun máu xong, Xích Đồng mặt tái nhợt ngồi phịch xuống đất, nó từ từ móc khăn tay ra, sau đó lau vết máu trên khóe miệng. Nhìn dáng vẻ thành thạo của thằng nhóc này, chắc không phải đã phun máu nhiều lần lắm rồi đấy chứ. Tống Thư Hàn không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh Xích Đồng không ngừng tu luyện, phun máu, lại tu luyện, lại phun máu. Tên nhóc này chăm chỉ khắc khổ đến mức khiến cho người ta đau lòng. Tống Thư Hàn thầm thở dài, từ từ hạ xuống từ không trung, đi tới bên cạnh Xích Đồng. Hắn không lập tức xuất hiện mà trước tiên vươn tay nắm lấy ống ma pháp dược tề kia, thi triển bí pháp giám định với dược tề trong ống. Ở Xích Long động xa xôi, cơ thể của Tống Thư Hàn phân thân hơi rung lên, quẹt thẻ bằng máu tươi để trả giá cho việc dùng bí pháp. Ma pháp dược tề của bộ Lạc Long huyết thuộc thế giới Hắc Long, long thú dược tề, tăng cường thể chất, ổn định cảm xúc của người sử dụng, đồng thời có hiệu quả kích hoạt huyết mạch long huyết. Dược tề này cũng tương tự như thối thể dịch hay khí huyết đan, hơn nữa còn có hiệu quả kích hoạt sức mạnh huyết mạch của bộ Lạc Long huyết. Trên lý thuyết, cho dù không thể thay thế cho thối thể dịch và khí huyết đan của tu sĩ, nhưng cũng không mức khiến cho Xích Đồng tu luyện đến mức phun máu chứ. Tại sao lại không đủ dinh dưỡng chứ? Tống Thư Hàn nhìn Xích Đồng đang suy yếu với ánh mắt khó hiểu. Ta cũng không biết nữa, ta chỉ nhìn tư thế phun máu của tên nhóc này rồi đoán nó không đủ dinh dưỡng, miễn cưỡng tu luyện quyền pháp căn bản của tu sĩ, dẫn đến việc cơ thể bị tổn thương. Xích Tiêu kiếm tiền bối đáp, hay là do nó hoàn toàn không hấp thụ được ma pháp dược tề nhỉ? Trước tiên cứ chữa cho nó đã. Tống Thư Hàn xuất hiện, đi tới bên cạnh Xích Đồng. Ố, tiên sinh tới rồi à? Khi nhìn thấy Tống Thư Hàn, Xích Đồng lập tức mỉm cười vui vẻ. Tống Thư Hàn mỉm cười gật đầu rồi nói với Tạo Hóa Tiên Tử. Tạo Hóa Tiên Tử, làm phiền cô rồi. Hiện giờ hắn đang ở trạng thái nguyên thần, không mặc trang bị pháp khí tổ hợp tam thập tam thú, không thể sử dụng trì vũ thuật được. Tạo Hóa Tiên Tử hiện ra, vươn tay ấn lên người Xích Đồng, trì vũ thuật tiêu chuẩn của Nho Gia đáp xuống. Gương mặt trắng bệch của Xích Đồng dần khôi phục lại huyết sắc, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tạo Hóa Tiên Tử đích thân thi triển trì vũ thuật nhưng hiệu quả lại không cao. Tống Thư Hàn thấy thế thì vươn tay ra ấn lên người Xích Đồng, thi triển bí pháp giám định. Xích Đồng, 9 tuổi, con lai giữa long huyết tộc và nhân loại. Vì thể chất đặc thù, khả năng hấp thụ ma pháp dược tề rất thấp, do nguyên nhân thể chất, mức độ tiếp nhận trì vũ thuật cực kỳ kém. Tống Thư Hàn, đúng như những gì Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, khả năng hấp thụ ma pháp dược tề của Xích Đồng rất kém, mức độ tiếp nhận trì vũ thuật cũng kém nốt. Mới đầu ván đã có độ khó cấp địa ngục thế này à, thế này thì còn chơi thế nào nữa. Xích Đồng, mấy ngày tới ngươi cứ tạm hoãn tu luyện cái đã. Tống Thư Hàn suy nghĩ một lúc rồi nói. Xích Đồng nghe thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiên sinh, ta không sao cả. Tuy rằng thỉnh thoảng phun máu nhưng ta cảm thấy mình đang mạnh lên. Trong hai ngày tu luyện này, ta đã nắm vững được thức thứ nhất của quyền pháp căn bản rồi. Ta nhất định sẽ luyện được trọn bộ quyền pháp này. Nó tưởng rằng Tống Thư Hàn bảo nó nghỉ tu luyện nên bắt đầu hoảng hốt. Không, ta không bảo ngươi phải từ bỏ. Tống Thư Hàn nhẹ giọng nói, khả năng hấp thụ ma pháp dược tề của ngươi quá thấp, mức độ tiếp nhận trì vũ thuật cũng kém nốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của ngươi sẽ không chịu đựng được mà sụp đổ trước mắt. Vì thế ngươi cần hoãn việc tu luyện lại, ta đi tìm cách phá giải cho ngươi. Xích Đồng nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đáp, nhưng mà tiên sinh, sau mỗi lần nôn ra máu, ta chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một lát là sẽ nhanh chóng hồi phục lại ngay. Thế nên ta cảm thấy không có vấn đề gì lớn cả. Hơn nữa, mỗi khi nôn ra máu, nó lại cảm thấy kích thích một cách kỳ lạ, giống như sắp đối mặt với cái chết vậy. Cảm giác chỉ cần tiến lên một bước nữa chính là cái chết này làm nó mê mẩn, không thể thoát ra được. Trong khi nói chuyện, Tống Thư Hàn cảm ứng được cảm giác suy yếu trong cơ thể Xích Đồng biến mất, cơ thể nhanh chóng khôi phục, chỉ trong chớp mắt đã trở lại như lúc đầu. Xích Đồng đứng lên, nhảy lên hai cái tại chỗ, tiên sinh xem này, giờ ta lại không có vấn đề gì nữa rồi, chẳng lẽ đây là thể chất đặc biệt gì à?
Xích Tiêu Kiếm kinh ngạc hỏi, Tống Thư Hàn, ta đã giám định nhiều lần rồi, hoàn toàn không giám định ra nó có thể chất đặc biệt nào hết, tiên sinh, ta muốn nhân cơ hội này luyện quyền pháp căn bản một lần, ngài xem thử xem hiệu quả tu luyện trong hai ngày nay của ta ra sao được không? Xích Đồng vui vẻ hỏi. Tống Thư Hàn nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, được, nhưng phải chú ý tuyệt đối đừng miễn cưỡng mình. Vâng, tiên sinh, Xích Đồng đáp. Sau đó, nó lại triển khai chiêu thức, miệng niệm khẩu quyết quyền pháp căn bản, cơ thể gầy yếu của nó thi triển quyền pháp đâu ra đấy. Khi nó niệm khẩu quyết quyền pháp, linh lực trong trời đất bị dẫn dắt, quấn quanh song quyền của nó. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba. Nhưng thức thứ ba mới đánh được một nửa, Xích Đồng lại không nhịn được mà nôn ra máu, vể oải quỳ rạp xuống đất. Nó lấy khăn tay ra, lau vết máu ở khóe miệng một cách thành thạo. Sau đó, Xích Đồng quay đầu lại, nhìn Tống Thư Hàn với đầy vẻ chờ mong. Hình như nó mong nhận được lời khen từ Tống Thư Hàn thì phải, hoặc có lẽ là muốn Tống Thư Hàn chỉ điểm hay đánh giá đối với quyền pháp của mình chăng? Tống Thư Hàn, hắn phải đánh giá thế nào mới ổn nhỉ? Bột bột bột, đúng lúc này, sau lưng Tống Thư Hàn vang lên tiếng vỗ tay. Nhóc con, ngươi luyện hay lắm, giọng nói của Tạo Hóa Tiên Tử vang lên. Tống Thư Hàn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Tạo Hóa Tiên Tử. Lần này Tạo Hóa Tiên Tử không dùng cách hát để diễn đạt lời nói của mình, chẳng lẽ là nhân cách B của Tạo Hóa Tiên Tử? Tạo Hóa Tiên Tử có hai nhân cách khác nhau, khi ở trạng thái nhân cách A, chính là chế độ thường thấy hiện giờ, nhìn cô giống như một mỹ nhân thư hương. Hơn nữa không biết vì sao, khi ở nhân cách A, cô không thể nói một câu hoàn chỉnh, không thể giao tiếp bình thường được, nếu như có gì muốn nói, chỉ có thể dùng cách ca hát để hát ra. Mà Tạo Hóa Tiên Tử nhân cách B lại giống như lợi kiếm rút ra khỏi vỏ, tràn ngập tính công kích. Ngoài ra, Tạo Hóa Tiên Tử nhân cách B mới là nho gia Tạo Hóa Tiên Tử bình thường, học thức uyên bác, có được trí nhớ hoàn chỉnh của Tạo Hóa Tiên Tử, rất có thể là cường giả cấp kiếp tiên. Nhân cách A và nhân cách B của cô hoàn toàn không chia sẻ trí nhớ. Tạo Hóa Tiên Tử nhân cách B không thể lấy được ký ức của Tạo Hóa Tiên Tử trạng thái còn lại. Tống Thư Hàn nhìn ra sau lưng, quả nhiên giữa mi tâm của Tạo Hóa Tiên Tử tràn ngập anh khí, mắt sắc như kiếm. Hơn nữa nói chuyện rõ ràng, quả nhiên là Tạo Hóa Tiên Tử B. Tạo Hóa Tiên Tử, sao nhân cách này của cô lại chạy ra thế? Tống Thư Hàn hỏi. Bởi vì chịu sự kích thích từ thế giới bên ngoài, Tạo Hóa Tiên Tử đáp. Tống Thư Hàn, kích thích từ Xích Đồng à? Từng, Tạo Hóa Tiên Tử gật đầu. Tạo Hóa Tiên Tử nhân cách B quả nhiên chẳng đáng yêu chút nào, vẫn là Tạo Hóa Tiên Tử nhân cách A biết hát, Tống, đồ ngốc, kia đáng yêu hơn, chỉ cô ấy mới chơi được với ít tiên tử. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thầm nói, Tạo Hóa Tiên Tử lại nhẹ giọng nói, nó rất giống một vị cố nhân của lão sư, cố nhân của thánh nhân. Tống Thư Hàn nhìn về phía Xích Đồng, cậu bé vừa đen vừa gầy này rất giống một vị cố nhân nào đó của thánh nhân ư, không phải bề ngoài mà là khí tức và thiên phú đặc biệt nữa, rất giống. Tạo Hóa Tiên Tử giải thích, khí tức và thiên phú đặc biệt á? Xích Tiêu Kiếm, thánh nhân nho gia cũng có bạn thích ăn cánh gà rán à? Tạo Hóa Tiên Tử, lão sư thật sự không có người bạn nào thích ăn cánh gà cả, người thích ăn cánh gà là cô. Thiên phú, lẽ nào là khao khát cái chết? Vân Tước Tử Tiền Bối ư? Hai mắt Tống Thư Hàn đột nhiên sáng lên, hắn nghĩ ngay tới vị tiên tử xinh đẹp có mái tóc dài màu lam kia, tồn tại thích tự tìm đường chết nhất trong nhóm cửu châu số 1, hiện nằm trong tốt tự tìm đường chết khắp chư thiên vạn giới, huyền nữ môn Vân Tước Tử Tiền Bối. Căn cứ các manh mối hiện có, Vân Tước Tử Tiền Bối rất có khả năng là mối tình đầu cộng người chỉ dẫn trên con đường tu luyện cộng lão sư của thánh nhân nho gia. Nhóm cửu châu số 1 đúng là nơi ngọa hổ tàng long, đúng, cả khát vọng đối với cái chết và thiên phú tự lành khác thường của nó đều giống với vị tiền bối có mái tóc dài màu lam đó. Tạo Hóa Tiên Tử nhẹ giọng nói. Tống Thư Hàn nghe thế trong lòng chợt động, sở dĩ diễn đồ kim đan thanh âm thánh nhân đã tắt từ thời viễn cổ dẫn dắt nguyên thần của ta tới đây gặp được Xích Đồng, e rằng không chỉ là nhân quả giữa ta và Thác Đồng thập tam thế mà rất có thể trong đó còn liên quan đến thánh nhân nho gia nữa cũng nên. Nếu như chuyện này thật sự có liên quan đến thánh nhân nho gia, vậy cơ hội thắp sáng con mắt thánh nhân của mình có lẽ là ở chỗ Xích Đồng. Tuy rằng giống nhau nhưng cuối cùng hắn cũng không phải là cố nhân của lão sư. Tạo Hóa Tiên Tử nhẹ giọng nói, cho dù có giống thế nào đi chăng nữa, không phải chính là không phải, không thể thay thế được. Trong khi nói chuyện, cô đã đi tới trước mặt Xích Đồng. Nhóc này, ngươi có khát vọng thứ gì không? Tạo Hóa Tiên Tử hỏi. Trở nên mạnh mẽ, đi tìm Hắc Đồng ca ca. Xích Đồng đáp. Sau khi nói xong, hắn suy nghĩ một lúc rồi lại bổ sung thêm, còn nữa, ta đã nghĩ nhiều ngày nay, ta còn khát vọng có thể chết một lần. Tuy rằng huyễn cảnh lúc trước của tiên sinh cho ta cảm giác rất chân thật nhưng đó không phải là cái chết của ta. Tống Thư Hàn, thằng nhỏ này hết thuốc chữa rồi, như ngươi mong muốn.
nhóc này, đừng hối hận đấy, tạo hóa tiên tử nói, dứt lời, cô ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Thanh lợi kiếm được tạo thành hoàn toàn từ linh lực này cứ thế đâm vào lồng ngực Xích Đồng, Tống Thư Hàn, Xích Tiêu Kiếm, Đậu Xanh, mọi chuyện vượt ra khỏi dự liệu của cả hai người. Hơn nữa, tạo hóa tiên tử ra tay quá quyết đoán, hoàn toàn không để người khác có thời gian để phản ứng. Nói đâm là đâm, tuyệt không phí lời. A, à, Xích Đồng hét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi không ngừng tràn ra khỏi miệng nó, phun ra như suối từ miệng vết thương trên ngực, cứ như bị máy bơm hút lên vậy. Tạo hóa tiên tử bình tĩnh rút trường kiếm về, mong muốn của ngươi đã trở thành hiện thực rồi đó. A, Xích Đồng không thể mở miệng nói được nửa lời, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu đầy thống khổ. Hai mắt của nó liệm dần, ngày hôm nay, nó đã tận mắt nhìn thấy cái chết. A, à, ta đã chết rồi. Hôm nay Xích Đồng đã tận mắt chứng kiến cái chết của mình, có lẽ là để nó chết nhanh hơn. Khi tạo hóa tiên tử đâm kiếm ra còn kèm theo lực hút cực mạnh, lượng máu chảy ra rất nhiều, đầy cả đất. Lúc này hồn phách của Xích Đồng lơ lửng trên cơ thể của mình, tận mắt chứng kiến bản thân chết đi. Đây là cảm giác tử vong ư? Hồn phách của Xích Đồng thì thào, cơn đau khi mũi kiếm đâm vào lồng ngực vẫn còn vang vọng trong đầu của nó. Lần này hoàn toàn khác với trải nghiệm chết trong huyễn cảnh của tiên sinh. Quả nhiên phải tự mình nếm trải cái chết mới hiểu được điểm đáng sợ và kinh khủng thật sự của nó. Cùng với niềm vui khiến người ta không cách nào kiềm chế nổi ẩn dưới sự đáng sợ đó. Tạo hóa tiên tử, sao cô lại đâm Xích Đồng thế này? Tống Thư Hàn vội hô. Bây giờ hắn đang trong trạng thái nguyên thần, trên người không có đồng vàng hồi sinh. Thế giới Hắc Long lại chặn thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàn, hắn cũng không thể thông qua thế giới hạch tâm để chuyển đồ được. Không có pháp khí hồi sinh, Xích Đồng mà chết thật thì xem như toi. Tạo hóa tiên tử nghiêng đầu, nhưng chẳng phải chính nó muốn được chết à? Nhưng trên người ta không có pháp khí hồi sinh, Xích Đồng mà chết là sẽ chết thật đấy. Tống Thư Hàn cười khổ đáp, tư duy của tạo hóa tiên tử nhân cách B khác biệt với hắn tới chục triệu năm, lớn đến mức khiến hắn cảm thấy không cách nào giao tiếp. Đúng vậy, ta chết là chết thật đấy, ta không có cách sống lại như tiên sinh đâu. Xích Đồng nói nhỏ, một lát sau, tiên sinh, ngài có thể viết một tờ di chúc giúp ta không? Xích Đồng lên tiếng, giọng cũng run rẩy, hình như đến lúc này nó mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bây giờ cảm giác tuyệt vọng khi chết mà tiên sinh từng nói mới dâng lên trong lòng nó, chẳng lẽ vì ta ngốc quá nên thần kinh phản xạ cũng chậm ư? Xích Đồng nghĩ thầm trong lòng, giờ thì biết điểm đáng sợ của cái chết rồi chứ. Tạo hóa tiên tử nói, chỉ cần nghĩ tới chuyện sau khi chết ta không thể gặp lại cha mẹ và Hắc Đồng ca ca, không thể ăn trọn cả hộp cánh gà nữa thì trong lòng ta lại thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Có điều cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi này thật sự rất tuyệt vời. Xích Đồng trả lời. Tạo hóa tiên tử nghiêng đầu theo hướng khác, ta không thể hiểu nổi suy nghĩ của ngươi, quả nhiên giữa ta và ngươi có rào cản rất lớn. Đúng vậy, rào cản cực kỳ khổng lồ, ít nhất cũng xa tới mấy chục triệu năm. Tống Thư Hàn thở dài, hắn đã cảm ứng được cha mẹ Xích Đồng cùng với pháp sư bộ lạc Long Huyết đang chạy vội tới ở phía xa, gây họa thật rồi. Thư Hàn tiểu hữu, tuổi tác của phụ nữ là cấm khu tuyệt đối không thể nhắc tới. Tạo hóa tiên tử quay đầu lại nói với Tống Thư Hàn, còn nhắc tới tuổi tác nữa là ta sẽ nhịn không được mà đâm ngươi một kiếm đấy. Tống Thư Hàn, ta có nhắc đến đâu, sao chủ đề đổi xoành xoạch thế này? Ngươi thầm nghĩ tới từ có liên quan tới tuổi tác của ta, phụ nữ rất nhạy cảm với chuyện này đấy. Tạo hóa tiên tử đáp rất nghiêm túc, đặc biệt là phụ nữ hơi lớn tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng như ta sẽ càng nhạy cảm với chuyện tuổi tác hơn đấy. Tống Thư Hàn, quả nhiên khác biệt quá lớn, hắn không biết nên đáp lời tạo hóa tiên tử thế nào nữa. Tạo hóa tiên tử quay đầu lại nhìn hồn phách Xích Đồng. Được rồi, ngươi đã trải nghiệm cảm giác tử vong, thế đã, thỏa mãn chưa? Thỏa mãn rồi. Hồn phách Xích Đồng gật đầu nói, chẳng qua cuộc đời còn nhiều tiếc nuối chưa thể hoàn thành nên cảm thấy không cam lòng, giữ những tiếc nuối này lại, đợi sau này từ từ hoàn thành cũng được. Tạo hóa tiên tử vỗ nhẹ một cái, làn váy trên người cô tỏa ra ánh sáng màu trắng, vươn ra hóa thành một bộ lễ hoa lệ phục trắng tinh, là kiểu lễ phục trang trọng như lúc tế trời vậy. Thư Hàn tiểu hữu, đứng trong mắt trận của Thiên Cương trận. Xích Tiêu Kiếm đạo hữu, mời đi quanh Thiên Cương trận, tiếp theo ta sẽ thi triển một trận pháp lớn, tạo hóa tiên tử nói. Tống Thư Hàn, cậu bé này chỉ là người bình thường, còn chưa hoàn thành giai đoạn trúc cơ của nhất phẩm. Cho dù đã chết, nhưng chỉ cần chưa lâu thì chúng ta vẫn có rất nhiều cách cứu nó sống lại. Tạo hóa tiên tử nói khẽ, khiến một người thường đã chết sống lại khác hẳn với hồi sinh một tu luyện giả. Cái giá phải trả để một người bình thường sống lại cũng không lớn lắm, thậm chí... Một số kim đan đặc chế của các môn phái cổ đại đều có công hiệu khởi tử hồi sinh. Trong thời viễn cổ còn có vô số tiên đan được xưng là chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu sống. Xích Đồng nghe đến đây thì trợn tròn hai mắt,
hóa ra nó cũng có thể sống lại như sư phụ ư. Nếu có thể sống lại được thì tốt quá, dù sao thì nó vẫn còn rất nhiều tiếc nuối chưa hoàn thành. Vả lại, sau khi sống lại, sau này sẽ có cơ hội đi thử cái chết khác tuyệt vời hơn. Hóa ra tiên tử có thủ đoạn hồi sinh à. Tống Thư Hàn thở vào một hơi, sau đó hắn lại phát hiện một vấn đề, tiên tử, mắt trận của thiên cương trận ở đâu, tạo hóa tiên tử, chấm hỏi, ta chưa học thiên cương trận. Tống Thư Hàn ngượng ngùng nói, tạo hóa tiên tử, nếu ta không nhìn nhầm thì cảnh giới của ngươi là, cảnh giới ngũ phẩm tám hạt nhân, không lệch đi đâu được. Tống Thư Hàn trả lời, tạo hóa tiên tử nổi giận, ngươi đã tới cảnh giới ngũ phẩm rồi mà còn chưa học cả thiên cương trận, ngươi tu luyện kiểu gì thế, sư phụ ngươi không dạy mấy kiến thức cơ bản này à, trên đời này sao lại có sư phụ thất trách như vậy, nghe mà tức luôn á, thật ra ta là tán tu, nên không có sư phụ. Tống Thư Hàn nói, vả lại ta mới tu luyện có 6 tháng thôi, câu này Tống Thư Hàn không thể nói ra được, tạo hóa tiên tử, sao cứ thấy có chỗ nào đó sai sai thế nhỉ, ngay thiên cương trận còn không biết. Thế rốt cuộc tên này vượt qua mấy lần thiên kiếp để tăng cảnh giới chứ? Được rồi, để ta chỉ chỗ đứng cho ngươi, ta vẽ vòng tròn vào chỗ nào thì ngươi cứ đứng đó là được. Tạo hóa tiên tử đành chào thua, Tống Thư Hàn, làm thế sớm hơn có phải dễ rồi không? Dẫu sao ngươi cũng là linh hoàng ngũ phẩm, vì ngươi dành chút thời gian ra học mấy kiến thức cơ bản đó đi. Tạo hóa tiên tử thở dài, Tống Thư Hàn ngượng ngùng đáp, ta sẽ cố gắng. Thật ra là do gần đây có khá nhiều thứ phải học. Ngôn ngữ viễn cổ này, dẫn lôi pháp trong thiên sư lôi pháp, huyễn thuật với kiến thức trận pháp cơ bản nữa, tạo hóa tiên tử, lỗ tai ta có vấn đề gì à, sao ngoại trừ ngôn ngữ viễn cổ ra thì tất cả những gì tên này phải học đều có chữ cơ bản thế, Xích Tiêu kiếm tiền bối ở bên cạnh im lặng lơ lửng giữa không trung, tạo hóa tiên tử, mau kết thúc cái chủ để đâm tim nhau này đi, còn hỏi nữa thì tim cô cũng bị đâm đấy, tạo hóa tiên tử không hỏi tiếp nữa, do thời gian không có nhiều. Cô giơ tay vẽ vòng sáng vào một điểm trong thiên cương trận, ngươi đứng im trong cái vòng sáng này, đừng có di chuyển nhé, ta đi mua mấy quả quýt nhé. Tống Thư Hàn buộc miệng đáp, vì ngày nào cũng bị Kiếp tiên tử và tạo hóa tiên tử cướp lời thoại, nên hôm nay hắn muốn bùng nổ cướp lời thoại một lần. Ta đi mua mấy quả quýt là câu nói trong chuyện Bóng Lưng của Chu Tự Thanh. Trong chuyện cha của Chu Tự Thanh nói với Chu Tự Thanh, ta đi mua mấy quả quýt, con ở đây nhé, đừng có đi đâu. Vốn đây là câu nói tình cảm nhưng dân mạng Trung Quốc lại dùng từ mua quả quýt để ám chỉ ta là cha của ngươi. Tạo hóa tiên tử, nói linh tinh cái quái gì thế này, ngăn cách giữa ta và thanh niên hiện đại lớn đến vậy sao, thời gian có hạn, nói chung là đừng có nhúc nhích. Xích Tiêu kiếm đạo hữu, tiếp theo tới phi ngươi, pháp thuật hồi sinh người bình thường này làm càng nhanh thì hiệu quả càng cao. Tạo hóa tiên tử nói, Xích Tiêu kiếm, không vấn đề, nó bắt đầu di chuyển dọc theo quỹ tích của thiên cương trận. Tạo hóa tiên tử bắt đầu đọc chú văn bằng ngôn ngữ viễn cổ. Theo chú văn được đọc ra, từng văn tự nho gia xuất hiện trên không trung, xoay tròn quanh người cô, váy trắng hoa lệ cộng phù văn nho gia phát sáng càng tôn lên vẻ xinh đẹp của tạo hóa tiên tử. Ui ui ui, đau quá, đau quá. Lúc này thi thể Xích Đồng trong thiên cương trận kêu lên một tràng dài đau đớn, sau đó nó từ từ mở mắt ra, giơ tay ôm ngực mình, loại đau đớn này tới từ cả thân thể lẫn hồn phách, đúng là đau gấp đôi mà. Tống Thư Hàn giật mình nói, tạo hóa tiên tử, pháp thuật của cô lợi hại thật đấy, vừa mới thi triển pháp thuật thì Xích Đồng đã sống lại, không hổ là pháp thuật nho gia, không chỉ đẹp mà hiệu quả cũng vô cùng nghịch thiên, tiếc là ta với nho gia hữu duyên mà vô phận. Tạo hóa tiên tử, ngón tay đang đặt lên một phù văn nho gia của cô cứng đờ giữa không trung, pháp thuật của cô chỉ mới bắt đầu, căn bản không có hiệu quả gì, nói cách khác, Xích Đồng sống lại không liên quan gì tới cô hết, cô dõi mắt quan sát cơ thể Xích Đồng thật kỹ. Trong mắt có ánh sáng màu vàng lóe lên, thần thức tập trung vào Xích Đồng, nhìn kỹ những thay đổi nhỏ nhất trên thân thể của nó. Cậu bé ôm ngực, máu đã chảy hết từ lâu, nhưng lúc này lại có một luồng sinh cơ mới hiện ra, rót đầy vào thân xác của nó. Vết thương bắt đầu khôi phục, có sinh cơ hóa thành sợi tơ khâu vết thương do kiếm đâm lại, đồng thời trái tim bị kiếm xuyên thủng cũng bắt đầu khôi phục. Thế này chẳng khác nào thân thể bất tử. Sau khi trái tim khôi phục thì nó bắt đầu đập trở lại, nhịp đập rất mạnh mẽ. Mỗi lần tim đập đều có dòng máu hoàn toàn mới đột nhiên xuất hiện, được trái tim đưa tới mọi ngóc ngách trong thân thể Xích Đồng, sắc mặt trắng bệch của nó từ từ hồng hào trở lại. Làn da cũng thay đổi, từ màu đen biến thành màu trắng, nên sắc mặt của nó mới từ trắng bệch biến thành hồng hào. Sau khi máu tươi không ngừng sinh ra, thân thể lạnh buốt của hắn cũng dần dần có hơi ấm, mái tóc của nó liên tục dài ra. Chỉ trong chớp mắt đã từ tóc ngắn dài ra tới đầu gối, mái tóc màu đen vừa dài vừa dày.
phủ sau lưng nó như áo choàng. Ngoại trừ khuôn mặt vẫn là xích đồng lúc trước thì nó lúc này giống như đã thay da đổi thịt. Tống Thư Hàn, Vân Tước Tử tiền bối, có một thoáng, xích đồng khiến hắn có cảm giác giống hệt như Vân Tước Tử. Nói đúng hơn là Vân Tước Tử tiền bối tóc đen vừa bắt đầu sống lại sau khi chết, khi đó mái tóc xanh của Vân Tước Tử cũng hóa thành màu đen như thế này. Rốt cuộc Hắc Đồng và Vân Tước Tử có quan hệ gì đây? Không đúng, là Xích Đồng. Hắc Đồng đã chết từ lâu rồi, rốt cuộc Xích Đồng có quan hệ gì với huyền nữ môn Vân Tước Tử tiền bối đây? Cách sống lại của hai người bọn họ quá giống nhau. Nếu nói hai bên không liên quan gì thì ngón chân của Tống Thư Hàn cũng không tin. Tạo hóa tiên tử, nhắc nhở ngươi một chút, ta chưa bắt đầu thi triển pháp thuật. Việc sống lại của nó không liên quan gì tới ta, chẳng lẽ trên người Xích Đồng cũng có khúc xương bất hủ à? Tống Thư Hàn hỏi. Nhưng trên người Xích Đồng không hề có khí tức bất hủ mà, dù sao Tống Thư Hàn đã tiếp xúc với những thứ liên quan tới bất hủ vài lần, khúc xương bất hủ của Vân Tước Tử tiền bối bị quả cầu béo kia cưỡng ép cướp mất, trạng thái ngụy bất hủ mà Bạch tiền bối kích hoạt lần đó, ngay cả hình thái sương mù của hắn cũng có liên quan tới bất hủ. Nguyên thần của Tống Thư Hàn bước tới bên cạnh Xích Đồng, đặt tay lên người nó thi triển bí pháp giám định. Xích Đồng, mới 9 tuổi, con lai giữa tộc Long Huyết và nhân loại, tạo lại tài khoản thành công. Thiên phú ẩn được khởi động, thời gian chờ của thiên phú, 10 năm, Tống Thư Hàn, xóa tài khoản lập lại, đúng là hồi sinh sau khi chết ư. Ngoài ra trường hợp của Xích Đồng là thiên phú ẩn được kích hoạt chứ không liên quan gì tới khúc xương bất hủ, tiên sinh, cảm giác còn sống thật tuyệt vời. Xích Đồng vừa hết kiếp châu phi chuyển sang châu Âu, cọ đầu lên tay Tống Thư Hàn cười hì hì nói, tử vong khiến người ta sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng khoảnh khắc sống lại khiến ta thấy được hy vọng và tuyệt vời. Ta thích cảm giác hồi sinh này hơn. Lúc này Xích Đồng không còn là cậu bé đen đúa gầy gò lúc trước nữa. Giờ da dẻ nó trắng như tuyết, chẳng khác nào trứng gà luộc vừa bóc, mái tóc dài màu đen rủ xuống tận đầu gối, tóc dài như thế chắc chắn sẽ khiến người ta đau đầu trong sinh hoạt hàng ngày. Trong giới tu sĩ có lời đồn rằng đại lão nghiên cứu ra tích cốc thuật là một vị nữ tiền bối tóc dài tới eo. Vả lại, Xích Đồng sau khi hóa trắng trông không đến nỗi gầy gò như lúc trước nữa, quả nhiên trắng thì béo, đen trông gầy à. Trong lúc đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân vọng tới từ phía xa, cha mẹ Xích Đồng và cao thủ của bộ lạc Long Huyết đã tới gần. Tống Thư Hàn mỉm cười vỗ vai Xích Đồng, từ nay trở đi, ngươi đã là Xích Đồng hoàn toàn mới rồi. Xích Đồng đần mặt ra, Tống Thư Hàn nhìn quanh một lượt, sau đó bẻ một thanh đồng trên cái bàn bên cạnh ra, nguyên thần nắm lấy thanh đồng, vận linh lực vào hai tay vặn một cái. Chỉ chớp mắt, thanh đồng đó đã bị Tống Thư Hàn bẻ thành hình tròn. Tống Thư Hàn động ý niệm, thánh ấn bá tống xuất hiện trong tay hắn. Thánh ấn thu nhỏ lại theo suy nghĩ của Tống Thư Hàn, hắn nắm lấy thánh ấn đóng dấu lên cái vòng đồng này, sau đó hắn đưa cái vòng đồng cho Xích Đồng, đeo nó vào, mấy hôm nữa ta trở lại thăm ngươi, vâng thưa tiên sinh. Xích Đồng nghiêm túc nhận lấy cái vòng rồi đeo nó vào tay, tiên sinh, bao giờ ngài mới nói cho ta biết, phải làm sao mới tới được hiện thế mà Hắc Đồng ca ca đi, chờ lúc nào ngươi trúc cơ xong đã. Tống Thư Hàn mỉm cười, phía xa, cha của Xích Đồng là Hắc Đồng thập nhị thế đã xuất hiện. Chạy nhanh về phía Xích Đồng, thân ảnh của Tống Thư Hàn, Xích Tiêu Kiếm và Tạo Hóa Tiên Tử cùng biến mất, bọn họ đang trong trạng thái nguyên thần, chỉ cần không muốn bị ai nhìn thấy thì người bình thường không thể thấy được bọn họ, Xích Đồng. Khi Hắc Đồng thập nhị thế thấy con của mình thì thiếu chút nữa đã rớt cằm xuống đất, đứa con trai ngốc đen đúa gầy gò của mình sao biến thành trắng trẻo thế này, tóc của nó là sao nữa đây, còn đống máu trên đất là gì thế này, nếu không phải cảm ứng, huyết mạch tương liên, bẩm sinh của tộc Long Huyết vẫn còn. Không có thay đổi gì thì có khi hắn đã nghi ngờ đứa con trai ngốc của mình bị người ta đánh tráo. Cha, từ nay trở đi con là Xích Đồng hoàn toàn mới. Xích Đồng giơ ngón tay cái với cha mình. Tiên sinh đã nói như thế với nó, mặc dù nó không hiểu ý nghĩa của câu này nhưng nghe có vẻ rất quái. Chẳng lẽ huyết mạch thức tỉnh rồi ư? Hắc Đồng thập nhị thế hỏi, thằng con trai ngốc của hắn vốn là con lai rất hiếm thấy, nhưng trước nay luôn ngốc nghếch đến độ nhìn mà đau lòng. Có khi nào bây giờ con của mình đã thức tỉnh rồi không? Cho nên thân thể mới thay đổi rõ rệt như thế. Tống Thư Hàn, Tạo Hóa Tiên Tử và Xích Tiêu Kiếm tiền bối vẫn lơ lửng giữa không trung chứ chưa đi ngay. Lúc này trong tiểu đan điền của Tống Thư Hàn, diễn đồ kim đan, thanh âm thánh nhân đã tắt từ thời viễn cổ trên kim cương công đức bắt đầu nóng lên. Từng đợt linh cảm và cảm ngộ vẽ diễn đồ không ngừng tuôn trào trong đầu. Đây là linh cảm của nét bút, vẽ mắt cho rồng, cuối cùng. Trên kim đan, mắt phải, trống rỗng của thánh nhân lấp lóe, mời gọi Tống Thư Hàn tới vẽ mắt cho nó. Hừ. Lúc trước ta muốn vẽ mắt phải cho nhà ngươi thì dám tránh né ta, giờ lại định mời gọi ta vẽ mắt cho ngươi, ngươi muốn vẽ thì vẽ, không muốn vẽ thì không được vẽ, thế thì mặt mũi ta vứt ở đâu? Tống Thư Hàn nói thầm trong lòng,
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đưa ý thức vào không gian diễn đồ kim đan, tiến tới trước mặt Kim Cương Công Đức. Có khi cả đời chỉ có một lần linh cảm để vẽ mắt cho rồng, nếu bỏ lỡ thì có khi phải chờ thêm rất lâu, thậm chí phải tìm kiếm thời cơ suốt mấy trăm năm. Đây không phải lúc giận dỗi với diễn đồ kim đan của mình. Kết cấu của Thanh Âm Thánh Nhân đã tắt từ thời viễn cổ, vẫn tường hòa như lúc trước. Thánh Nhân ngồi trên cao giảng pháp, tất cả các sinh vật có trí tuệ trong chư thiên vạn giới đều tới nghe pháp, không ai không dạy. Đứng trước tri thức, tất cả đều bình đẳng. Tống Thư Hàn giơ tay điểm nhẹ lên mắt phải của Thánh Nhân. À, mà không biết mắt phải của Thánh Nhân có năng lực gì nhỉ? Trong lúc vẽ mắt, Tống Thư Hàn chợt sinh lòng tò mò. Mắt trái Thánh Nhân là ánh nhìn mang thai, có khi nào mắt phải cũng chứa đồng thuật cùng loại không nhỉ? Lần này, Thánh Nhân trong tranh không né tránh nữa. Mắt phải được vẽ thành công, Kim Cương Công Đức cũng hóa thành lưu ly kim đan. Thực lực của Tống Thư Hàn bản thể lại được tăng lên một bậc. Trong mắt phải của Thánh Nhân cũng không hề có pháp thuật, chỉ có một thân ảnh mơ hồ, như ẩn như hiện trong đó mà thôi. Bóng người kia có mái tóc màu xanh lam vừa dài vừa dày, cô đội một cái mũ nhỏ màu trắng, chỉ để lộ mặt bên, như một đóa hoa xanh lam giữa thế giới băng giá. Thế mới nói, đôi khi đàn ông phải mặc giày vào mới cưới được vợ. Tống Thư Hàn đột nhiên nói, ngươi nhìn Thánh Nhân đi, lúc đó tu vi cái thế, đứng đầu dưới thiên đạo, đánh khắp chư thiên vạn giới, không ai không phục. Tất cả mọi người đều phải tâm phục khẩu phục, thừa nhận hắn là người có tư cách kế thừa thiên đạo đời tiếp theo nhất. Với địa vị và thực lực của Thánh Nhân năm đó, nếu hắn thật sự muốn tìm Vân Tước Tử trong chư thiên vạn giới thì chắc chắn không phải việc khó khăn gì. Nhưng khổ nỗi da mặt hắn quá mỏng, không thể bỏ sĩ diện để đi tìm Vân Tước Tử, tự nhận vì mình không phải người Vân Tước Tử muốn tìm nên bỏ cuộc. Tiên, thiên đế thêm ngươi vào một bạn xấu, kèm theo tin nhắn, Tống tiền bối nói đúng lắm, da mặt không dày lời thì làm sao mà cưới được vợ. Đậu xanh, khi Tống Thư Hàn nhận được thông báo thêm bạn này thì sợ tới nhảy dựng lên. Lần này hắn bị dọa sợ gần bằng với lần có thông báo, quả cầu béo thêm ngươi làm bạn tốt. Thiên đế là tồn tại nằm trong top 3, những kẻ địch không muốn gặp nhất, của Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn hoàn toàn không muốn có dính dáng gì với đối phương, tránh còn chẳng kịp. Nếu đối phương có thể xóa hết hận cũ với hắn là tốt nhất, nhưng hiện giờ không biết thiên đế dùng thủ đoạn gì để cưỡng ép kết bạn như vậy. Hơn nữa bạn xấu là cái thể loại bạn bè kỹ gió gì đây? Là kiểu bên ngoài là anh em, có phúc cùng hưởng, gặp nạn thì đâm ta một đao không? Bạn bè như vậy thì thêm làm quá gì? Chẳng thà không có còn hơn, kéo vào sổ đen ngay và luôn, vĩnh viễn không lại. Nhưng hắn lại đau đớn phát hiện, diễn đồ kim đan QR code của hắn vẫn chưa hoàn thiện, rất nhiều chức năng chưa được đầy đủ. Ví dụ như lựa chọn kết bạn này không có mục kéo vào sổ đen, tạm thời còn không có cả chức năng hủy kết bạn. Những chức năng này thì phải chờ hắn từ từ phát triển ra. Tinh, thiên đế truyền cho ngươi 10 giây công lực từ xa, trong quá trình truyền qua công lực sẽ tiêu hao còn chính thành, xin chú ý kiểm tra và thu nhận. Tống Thư Hàn, đây là chức năng dở hơi gì đây? Sau khi kết bạn thì có chức năng truyền công từ xa, khá giống như thánh ấn, ý chí lưới rồng đổi tên thành quả cầu béo, đã từng làm như vậy. Nhưng hình như có yêu cầu với thực lực của bên truyền, ít nhất thì hiện tại Tống Thư Hàn không thấy mục truyền công lực ở đâu cả. Tống Thư Hàn thầm nghĩ, không chừng phải tới cấp độ đại lão như trường sinh giả mới có thể thông qua chức năng bạn bè để tiến hành truyền công lực. Tinh, thiên đế tiếp tục truyền cho ngươi 10 giây công lực, kèm theo tin nhắn, hello, cuối cùng cũng tìm được cách nói chuyện rồi. Hóa thân bọc thép của Tống tiền bối thật thú vị, ta phát hiện diễn đồ kim đan QR code của ngươi thông qua hóa thân bọc thép này. Sáng kiến rất hay, để kết bạn với ngươi ta phải nghiên cứu cả nửa ngày đấy. Cuối cùng ta lại điều chỉnh trạng thái vào trong mạng thời gian mới kết bạn được với ngươi. Tống Thư Hàn, sau lưới rồng, mạng công đức, mạng nhân quả, giờ có cả mạng thời gian nữa à, nhiều nhà mạng như vậy là muốn cạnh tranh chắc, không biết vì sao, Tống Thư Hàn lại nhớ hình ảnh các nhà mạng Telecom, Unicom, Mobile, Tricom cạnh tranh trong hiện thực. Sao, đây là 4 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Trung Quốc. Tinh, thiên đế tiếp tục truyền cho ngươi 10 giây công lực, kèm theo tin nhắn, thông qua hóa thân bọc thép của ngươi, lúc tín hiệu tốt ta còn có thể nhận được một vài đoạn hình ảnh có liên quan đến ngươi. Giống như xem phim ấy, rất thú vị, nhưng đáng tiếc chỉ là một vài đoạn hình ảnh ngắn, tín hiệu khi có khi không, rất nhiều nội dung ta phải tự tưởng tượng ra, vốn đang định nghiên cứu Thái Dương thuyền xong sẽ trả hóa thân bọc thép lại cho ngươi, nhưng giờ ta hối hận rồi, hóa thân bọc thép đã vĩnh viễn thuộc về ta rồi nhé. Tống Thư Hàn, hắn đang nghe truyện trên TV audio CV ngẩng đầu nhìn trời, tim rất đau, lòng đắng ngắt, nhưng không nói nên lời. Tinh, thiên đế tiếp tục truyền cho ngươi 10 giấy công lực, kèm theo tin nhắn, cuối cùng chờ ta độ kiếp xong thì chúng ta hẹn gặp nhau sớm một chút đi. Do một vài nguyên nhân, bên phía ta chuẩn bị xây dựng lại thiên đình.
đợi trẫm thống trị cả thiên hạ, trẫm hứa sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý trọn đời, lần trước trẫm nói sẽ phong ngươi làm bá phi, vua không nói chơi, trẫm chắc chắn sẽ không phụ ngươi. Nên cũng đến lúc trả mảnh vỡ thiên đình trong tay ngươi lại cho trẫm rồi đúng không? Nói nửa ngày, hóa ra ngươi nhắm vào mảnh vỡ thiên đình trong tay ta à, Tống Thư Hàn, còn nữa, xin ngài phụ ta đi, ta không trách ngài đâu. Tình yêu của ngài nguy hiểm quá, ta chịu không có nổi, tin, đúng lúc này, một tiếng thông báo kết bạn quen thuộc lại vang lên, Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử thêm ngươi thành tiền bối, kèm theo tin nhắn, ha ha ha, Tống tiền bối, vừa rồi đột nhiên trong lòng ta lóe lên một cái, thế là thành công kết bạn với ngươi. Ta thông minh quá đi hà, còn nữa, Tống tiền bối à, sáng nay ngủ dậy ta phát hiện mình đã ngưng tụ khúc tiên cốt thứ 9, tiếp theo phải chuẩn bị tấn thăng lên ngũ phẩm, may là mấy ngày trước Hoàng Sơn tiền bối tới làm khách ở Linh Điệp đảo, giờ Hoàng Sơn tiền bối đang giúp ta bố trí trận pháp độ thiên kiếp ngũ phẩm và chuẩn bị độ kiếp, Hoàng Sơn ma ma thật tốt bụng, hắn là một trong những tiền bối mà ta tôn kính nhất. Ngoài ra, cuối cùng ta cũng sắp đuổi kịp cảnh giới của ngươi rồi đấy Tống tiền bối, ngươi phải chờ ta nhé, đừng bỏ ta lại xa quá. Khóe miệng Tống Thư Hàn nở một nụ cười, Vũ Nhu Tử vẫn hoạt bát như vậy, ha ha, muốn đuổi kịp cảnh giới của ta thì cô phải tăng tốc thêm mới được. Tống Thư Hàn mỉm cười nói, tiếc là diễn đồ kim đan QR code còn chưa có chức năng chát, nên không thể trả lời Vũ Nhu Tử được, thân là chủ nhân của diễn đồ QR code, nhưng hắn lại không thể tìm được chức năng truyền công lực. Không thể sử dụng cách nhắn tin của Thiên Đế để trả lời Vũ Nhu Tử. Chắc là do Thiên Đế nên Vũ Nhu Tử mới đột nhiên kết bạn với mình được. Dù sao Thiên Đế cũng chiếm linh quỷ của Vũ Nhu Tử, linh quỷ và Vũ Nhu Tử lại là một thể. Ý thức của Tống Thư Hàn rời khỏi trạng thái diễn đồ kim đan. Lát nữa về phải kết nối với mạng công đức để gửi hình chụp QR code cho A Thập Lục thử xem. Bạch Long tỷ tỷ sau lưng A Thập Lục cũng là tồn tại tương tự như ánh sáng công đức. Có lẽ cô ấy cũng có cách kết nối với mạng công đức để kết bạn với ta thì sao? Đang lúc suy nghĩ, giọng nói của Xích Tiêu Kiếm vang lên, Thư Hàn, vẽ mắt xong chưa thế? Ừm, xong rồi. Tống Thư Hàn gật đầu nói, tiếp theo chỉ còn lại vẽ mắt cho bức diễn đồ Bích Thủy Cắt cuối cùng. Ta có lòng tin sẽ hoàn thành được nét vẽ mắt cho bức diễn đồ này, trong quá trình vẽ mắt của ngươi có chuyện gì à? Sao ta cảm thấy thỉnh thoảng lại có công lực từ nơi cực xa truyền tới người ngươi, mặc dù rất yếu nhưng chất lượng công lực lại cực kỳ cao thế? Xích Tiêu Kiếm lo lắng hỏi, Tống Thư Hàn ngẩng đầu nhìn trời, là Thiên Đế. Ngươi lại cà khịa với cô ta à? Xích Tiêu Kiếm phát điên, Tống. Thích cà khịa với đại lão. Thư Hàn, một giây không cà khịa với đại lão thì toàn thân khó chịu, tranh thủ mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời để cà khịa với đại lão. Trong giai đoạn vẽ mắt cho rồng quan trọng nhất của cuộc đời tu sĩ còn không quên cà khịa với đại lão từ xa, làm gì có, lần này ta không cà khịa với cô ta. Vẻ mặt Tống Thư Hàn như bị táo bón, nhưng ta lại mong cô ta dỗi ta, dỗi nhiều vào. Xích Tiêu Kiếm, thằng nhóc này không cứu nổi nữa rồi, chờ chết đi, nó định sẽ cáo từ hắn trở về tìm Huyết Tiên Tử. Trên bầu trời, Tống Thư Hàn lại cúi đầu nhìn Xích Đồng, vòng đồng thánh ấn đó có thể là một tọa độ và ấn ký. Quay về trước đã, ta muốn bế quan tiếp, tranh thủ hoàn thành vẽ mắt cho diễn đồ Bích Thủy Cắt. Tính toán thời gian thì chắc hai vị bạch tiền bối cũng sắp trở về rồi, tới lúc đó lại dẫn bọn họ tới gặp Xích Đồng một lần. Tống Thư Hàn nói, Xích Long Động. Tống Thư Hàn nguyên thần trở về phân thân, diễn đồ Bích Thủy Cắt cuối cùng, chuyển cơ vẽ mắt. Ta có nên trở về hiện thế một chuyến trước không nhỉ? Tống Thư Hàn suy nghĩ, sau khi về hiện thế, hắn có thể kết nối với thế giới hạch tâm, nhờ sở các chủ giúp đỡ, hoặc liên hệ với sở các chủ tu ở thế giới cửu U để tìm chuyển cơ cũng được. Tiên, Trình Lâm tiên tử thông qua chức năng đề cử bạn bè, đề cử bạn của cô ấy là sở các chủ tu cho ngươi. Tống Thư Hàn, há to miệng. Tại sao chức năng bên Trình Lâm tỷ tỷ lại nhiều như vậy chứ? Tiếp đó Tống Thư Hàn lại nhận được một thông báo, sở các chủ tu thêm ngươi làm minh hữu, kèm theo ghi chú, nợ ta một cái đầu. Tại sao cả chức năng bên sở các chủ tu cũng nhiều hơn ta thế này? Ngay cả chức năng ghi chú khi kết bạn cũng có, thân là chủ nhân của diễn đồ kim đan QR code như ta thì lại chẳng có quyền hạn gì hết. Ta thật sự là chủ nhân của cái diễn đồ kim đan QR code này ư? Trong lòng Tống Thư Hàn bắt đầu hoài nghi sâu sắc, mặt khác, nội dung ghi chú của sở các chủ khiến Tống Thư Hàn giật thót tim. Chẳng phải ta đã đưa một cái đầu cho sở các chủ tu rồi à, sao lại còn nợ cô ấy một cái đầu chứ? Chẳng lẽ cô ấy vẫn ngấp nghé đầu của ta ư? Còn một điểm nữa. Sở các chủ tu được chia vào cùng nhóm với vị ý chí lưới rồng của thế giới Hắc Long đã đổi tên thành quả cầu béo nọ, đều được xếp vào nhóm minh hữu.
Rốt cuộc cách phân nhóm này dựa theo quy luật gì đây? Tin, sở các chủ tu truyền cho ngươi 0,0001 giây công lực, xin chú ý kiểm tra và thu nhận. Sau khi tiếng thông báo vang lên, Tống Thư Hàn cảm thấy trong cơ thể có thêm một cỗ linh lực tinh khiết, có thể trực tiếp hấp thu. Sở các chủ tu là hình thái cảnh giới trường sinh giả hoàn chỉnh, cho nên mỗi lần cô không dám truyền quá nhiều công lực sang, sợ làm Tống Thư Hàn căng nổ. Thấy sở các chủ tu bắt đầu truyền năng lượng, Tống Thư Hàn lập tức đoán được cô định làm gì. Quả nhiên sở các chủ tu cũng như thiên đế, có chức năng truyền công cộng tin nhắn kèm theo. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của hắn, một lúc sau, sở các chủ tu lại truyền công lực sang cho hắn, kèm theo tin nhắn, chàng vẫn mạnh khỏe chứ, Tống Thư Hàn, phong cách của tin nhắn này quá quỷ dị. Sở các chủ tu bị gì thế này, đầu óc bị tà năng cửu u xâm nhập rồi à? Tin, sở các chủ tu lại truyền một chút công lực cho Tống Thư Hàn, cũng kèm theo tin nhắn, ngươi xem như không thấy tin nhắn bên trên cho ta. Tống Thư Hàn, tin, sở các chủ tu lại nhắn, ta nhận được tin ở chỗ cô ấy, ngươi sắp tiến hành bước vẽ mắt cho rồng lên bức diễn đồ kim đan cuối cùng đúng không? Thế thì ta hỏi ngươi một câu. Tin, sở các chủ tu, câu hỏi rất đơn giản. Nếu năm xưa, ngươi có mặt tại đó lúc Bích Thủy Các bị hủy diệt thì ngươi có ra tay cứu Bích Thủy Các hay không? Tống Thư Hàn ngẩng đầu nhìn lên trời. Sở tiền bối, ta và các cô khác nhau, ta không có chức năng truyền công từ xa, không thể gửi tin nhắn như các cô được. Mấy người các cô ai cũng có nhiều chức năng hơn ta cũng tuyệt vọng lắm đây này. Trong lúc đang suy nghĩ, tiên, sở các chủ tu gửi yêu cầu truyền công cho ngươi, đề nghị ngươi truyền công lực từ xa giúp đỡ cô ấy. Giết o nâu, còn có thể làm thế này cơ à? Tống Thư Hàn lại ngẩng đầu nhìn lên trời, động tác này có thể giúp phần cổ hoạt động, đề nghị các đạo hữu ngồi trước máy tính thời gian dài làm động tác này nhiều lần mỗi ngày. Suy nghĩ của hắn xoay chuyển, đưa tay chọn có. Sau đó, hắn truyền một giây công lực trở lại, kèm theo một tin nhắn, có. Không nói thêm những lời linh tinh vô nghĩa làm gì, hắn cảm thấy sợ các chủ tu cũng chỉ cần câu trả lời khẳng định thế này thôi. Đây đã đủ thể hiện thái độ chân thành nhất của hắn rồi. Tin, sở các chủ truyền công lực, kèm theo tin nhắn, ta cứ thấy ngươi chẳng có thành ý gì cả, trả lời ngắn như vậy khiến ta thấy ngươi đang lừa ta ấy. Tống Thư Hàn, chị hai của em ơi, ta phát hiện mình quả thật không cách nào đoán được suy nghĩ trong lòng các ngài, xem ra đã đến lúc thể hiện khả năng viết văn cực đỉnh của ta rồi, dù sao thì ta cũng là thí sinh được chọn điểm trong bài kiểm tra viết văn cơ mà. Tống Thư Hàn cắn răng nói, đợi ta viết một bài văn dài 800 chữ than thở khóc lóc, thấm đẫm tâm can người khác để thể hiện thành ý của mình nhé. Tin, đúng lúc này, sở các chủ lại truyền công lực tới, kèm tin nhắn, có điều như thế này là đủ rồi. Ngươi đừng quên câu trả lời của mình đấy. Nói xong, Tống Thư Hàn cảm thấy bên cạnh mình có chấn động không gian. Một đường hầm không gian lớn chừng lòng bàn tay xuất hiện bên cạnh Tống Thư Hàn, là sở các chủ tu trực tiếp mở cổng không gian. Cô ấy định qua đây giúp ta vẽ mắt á. Trong lúc Tống Thư Hàn suy nghĩ, đường hầm không gian đột nhiên phát ra một loạt tiếng răng rắc. Một lúc sau, dưới pháp tắc đặc thù của thế giới Hắc Long, đường hầm không gian mà sở các chủ mở bị cướp ép đóng lại, sau đó vỡ nát, thế giới Hắc Long bị ngăn cách với hiện thế, cho dù là đường hầm không gian mà trường sinh giả đưa tới cũng bị thế giới Hắc Long coi là hành động đột nhập, trực tiếp phá hủy, đường hầm không gian sụp đổ, sở các chủ tu không tới được, chỉ có một viên bảo thạch hình dọc nước rơi ra từ đường hầm không gian, rơi xuống bên cạnh Tống Thư Hàn, chẳng lẽ đây là bảo vật sở các chủ tu đưa tới để giúp ta vẽ mắt? Tống Thư Hàn nhặt viên bảo thạch này lên. Xích Tiêu kiếm tiền bối nằm ngang trên đầu gối Tống Thư Hàn, lười biếng nói, ngươi lại kiếm chuyện với vị đại lão nào đấy à? Vừa rồi khi Tống Thư Hàn bế quan, Xích Tiêu kiếm cảm nhận được có khí tức của trường sinh giả thi thoảng lóe lên, lần này là sở các chủ tu. Tống Thư Hàn nhặt viên bảo thạch lên, nói, ta cảm thấy cô ấy vẫn đang nhòm ngó đầu của ta, sau này gặp cô ấy phải cẩn thận một chút mới được. Xích Tiêu kiếm, ngươi không thể đàng hoàng bế quan một thời gian được à, bế quan đúng nghĩa ấy. Tống Thư Hàn nhặt viên bảo thạch lên, nhìn trái nhìn phải, không thấy nó có điểm nào đặc biệt cả. Sở các chủ tu tặng bảo thạch cho ngươi à? Xích Tiêu kiếm hỏi, Tống Thư Hàn, ừm, chắc là có liên quan tới việc tìm chuyển cơ vẽ mắt cho viên tiểu kim đan cuối cùng của ta. Nhưng viên bảo thạch này có gì đặc biệt à? Xích Tiêu kiếm, ta không nhìn ra gì cả, tạo hóa tiên tử, cô thấy sao? Tạo hóa tiên tử chớp chớp mắt, Tống, a ngốc, được rồi, tạo hóa tiên tử lại khôi phục nhân cách bình thường. Đừng mong cô ấy có thể giúp được cái gì, quả nhiên vẫn cần bí pháp giám định ra tay mới được. Tống Thư Hàn tháo găng tay ra, tiến vào hình thái sương mù, đặt tay lên viên bảo thạch. Đây là một viên bảo thạch do tình cảm sâu đậm hội tụ thành, đại biểu cho đau thương cực độ. Vật đổi sao dời có mãi đâu, lời chưa kịp nói lệ tuôn dài. Tống Thư Hàn, hỏi chấm,
hôm nay cả bí pháp giám định cũng bị lỗi chương trình à. Một giọt nước mắt tới từ tống đầu gỗ, nằm trong trăm giọt nước mắt của cuộc đời hắn, một trong tám giọt nước mắt tương đối đặc biệt. Trong cuộc đời hắn có 92 giọt nước mắt là bị người ta đánh đến khóc, chỉ có 8 giọt nước mắt này chảy ra do cảm xúc bản thân, vô cùng quý giá. Cuối cùng, giọt nước mắt quý giá này được tống đầu gỗ tặng cho Sở các chủ làm quà. Tống Thư Hàn, chẳng trách ta cứ cảm thấy hôm nay bí pháp giám định có vấn đề, hóa ra vấn đề nằm ở món đồ được giám định. Nước mắt của tống đầu gỗ, hơn nữa còn là một trong 8 giọt nước mắt chảy xuống vì cảm xúc trong cuộc đời của hắn. Tống Thư Hàn giơ viên bảo thạch này lên để quan sát thật kỹ. Là thật đấy. Tống Thư Hàn đột nhiên nói, Xích Tiêu Kiếm, chấm hỏi, lúc nhỏ ta từng nghe nói nước mắt nàng tiên cá rơi xuống có thể biến thành trân châu. Ta vẫn nghĩ nếu thật sự có nàng tiên cá, vậy chỉ cần chảy chút nước mắt là đổi được cả đống tiền, cứ dựa vào nước mắt mà sống. Nước mắt của tống đầu gỗ lại có thể hóa thành bảo thạch, cái này cũng bán được không ít tiền đấy nhỉ. Tống Thư Hàn nói, Xích Tiêu Kiếm, nó rất muốn bổ đầu của Tống Thư Hàn ra để xem dây thần kinh trong não hắn kết nối kiểu gì. Ngoài ra, ta thấy trong bí pháp giám định có nhắc tới chuyện tống đầu gỗ đã bị người ta đánh phát khóc hết 92 lần, thế là ta cảm thấy vô cùng hả dạ, cho dù không phải lần đầu tiên biết tin này, nhưng mỗi lần thấy thì đều thấy sướng. Tống Thư Hàn nói tiếp, ngươi có thù với tống đầu gỗ à? Xích Tiêu Kiếm hỏi, Tống Thư Hàn, không, nhưng chính vì hắn mà ta đã bị mấy đại lão viễn cổ đánh nhầm vài lượt. Nên ta rất thích nghe tin hắn bị đại lão đánh khóc, hắn giơ viên bảo thạch này lên. Nhìn trái nhìn phải, nước mắt của tống đầu gỗ chắc là chuyển cơ để vẽ mắt rồi. Nhưng dùng kiểu gì đây? Tống Thư Hàn nghi hoặc nói, trong bí pháp giám định không nói phải làm sao để kích hoạt bảo thạch nước mắt này. Tống Thư Hàn suy nghĩ, chẳng lẽ phải nuốt nó à? Từ sau khi học được tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, phối hợp với kình thôn thuật, Tống Thư Hàn thậm chí có thể gặm cả linh thú tinh như đồ ăn vặt, khiến hắn thấy những thứ có hình dạng bảo thạch thì kiểu gì cũng có ý định cho vào mồm nhai. Xích Tiêu Kiếm, ngươi không sợ bị tắc ruột à, có kình thông thuật rồi, chuyện tiêu hóa không thành vấn đề. Nhưng nghĩ tới chuyện đây là nước mắt của tống đầu gỗ thì thôi bỏ đi vậy. Tống Thư Hàn nói, hay là bóp nát nó nhỉ, không được không được. Đây là đồ của Sở các chủ tu, người ta đưa thứ này cho mình, nếu mình phá hỏng nó có khi sẽ bị Sở các chủ tu truy sát mất, xem ra chỉ có thể giám định lại lần nữa, để coi có manh mối gì hay không. Tống Thư Hàn lại đặt tay lên viên bảo thạch nước mắt. Giám định, lần này ta cần manh mối về cách sử dụng bảo thạch nước mắt này. Tống Thư Hàn đọc thầm trong lòng. Bí pháp giám định lại được kích hoạt, máu tươi trong trạng thái sương mù phun ra ào ào, từng cơn đau dữ dội đánh thẳng vào tâm linh. Thành công rồi, đúng là có nhiều manh mối hơn. Tinh, xin chào, số lần sử dụng ám dạ thời hoàng trong tháng đã hết, xin tiếp tục sử dụng vào tháng sau, hoặc nạp tiền để có thêm lần sử dụng. Tống Thư Hàn, hắn cảm nhận được ác ý sâu sắc đến từ bí pháp giám định của mình. Phát Du, nhìn khẩu hình ta đây này, Phát Du. Tống Thư Hàn thu hồi trạng thái sương mù, đeo găng tay lại, sau đó tiếp tục ấn bóp bóp viên bảo thạch nước mắt để nghiên cứu. Không thể bóp nát, không thể nuốt vào, vậy phải làm thế nào đây? Sau khi suy nghĩ, trong lòng Tống Thư Hàn nảy ra một ý tưởng. Hắn quyết định truyền một chút linh lực vào trong viên bảo thạch nước mắt này theo đúng lối tư duy của tu sĩ. Bất kể bảo vật gì, nếu như bóp không có hiệu quả thì cứ thử truyền chút linh lực vào, chắc chắn không sai đi đâu được. Linh lực vốn là thứ vạn năng như vậy đấy, nên Tống Thư Hàn cầm bảo thạch nước mắt đó, vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, truyền một luồng linh lực vào. Bảo thạch nước mắt hấp thu linh lực và tinh thần lực của Tống Thư Hàn như miếng bọt biển. Sau đó, một cảm giác đau khổ không từ ngữ nào miêu tả được bất ngờ dâng trào trong lòng Tống Thư Hàn. Cái mũi Tống Thư Hàn cay cay, nước mắt bất giác rơi xuống, tí tách, nước mắt tuôn không ngừng, rơi lên thân kiếm của Xích Tiêu Kiếm. Ngươi lại làm sao đấy? Xích Tiêu Kiếm tiền bối ngơ ra không hiểu gì, nước mắt rơi lên người nó như thế khó chịu lắm đấy biết không, buồn quá đi, bỗng nhiên rất muốn khóc. Cảm thấy như điểm khóc của ta bị người ta đâm sâu vào, chỉ muốn khóc thôi. Tống Thư Hàn nói, nước mắt tuôn lã chả như châu rơi, nói xong hắn lại bất ngờ và khóc thật to như khóc gào, thanh âm chất đầy đau khổ. Tạo hóa tiên tử quay đầu lại, ngu người nhìn Tống Thư Hàn, một lát sau, cô thử vươn tay sang, vỗ lên đầu Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn, đừng, đừng vỗ, hu hu hu, người đang đau khổ mà được người khác an ủi thì có khi sẽ khóc não nề hơn. Tạo hóa tiên tử càng vỗ Tống Thư Hàn thì hắn càng khóc lớn hơn, nước mắt tuôn ra ào ào, hoàn toàn không để ngừng nổi. Tiên tử, đừng vỗ nữa, hu hu hu, còn vỗ nữa thì ta sẽ không ngừng khóc được đâu. Tống Thư Hàn nói, tạo hóa tiên tử nghe vậy thì khựng tay lại, một lát sau.
cô lại không nhịn được mà giơ tay lên xoa đầu Tống Thư Hàn. Tống, đừng khóc, đừng khóc. Trong lúc an ủi Tống Thư Hàn, cô lại vui vẻ ra mặt. Cô càng an ủi thì Tống Thư Hàn càng khóc não nề hơn. Thế là cô lại vui hơn nữa, sau đó đổi cách khác an ủi Tống Thư Hàn. Không vỗ nữa thì đổi sang xoa. Xích Tiêu Kiếm, đường đường một đấng nam nhi mà lại khóc đến thế này. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cảm thấy gai hết cả người. Nó rút kiếm ra, định bay ra xa Tống Thư Hàn, tránh cho nước mắt của hắn làm ướt thân kiếm. Xích Tiêu Kiếm tiền bối đừng đi mà, hu hu hu, đừng đi mà. Tống Thư Hàn khóc trống lên, hắn đưa tay nắm chặt lấy Xích Tiêu Kiếm tiền bối, còn tiện tay cho một phát Ư Dưỡng đao thuật. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, một lúc lâu sau, Xích Tiêu Kiếm tiền bối mới nói, 10 phát Ư Dưỡng đao thuật, sau đó ngươi quay đầu sang chỗ khác, đừng có nhỏ nước mắt lên người ta, lỡ bị gỉ sét thì sao? Hu hu hu, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, ngài làm sao mà gỉ sét được? Tống Thư Hàn nói, nhưng hắn vẫn quay đầu sang phía khác, đồng thời lại tiện tay làm một phát dưỡng đao thuật cho Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Xích Tiêu Kiếm tiền bối vừa lòng thỏa ý, tiếp tục nằm ngang trên đầu gối Tống Thư Hàn. Khi Tống Thư Hàn quay đầu sang bên khác khóc lóc, mặt đúng lúc hướng về phía Bạch Tiền Bối phân thân. Bạch Tiền Bối phân thân đang ngủ ngon lành, kết quả lại bị tiếng khóc lóc của Tống Thư Hàn đánh thức. Hắn mơ màng mở mắt, nhìn về phía Tống Thư Hàn. Sau đó hắn thấy cảnh Tống Thư Hàn khóc lóc như mưa. Tạo Hóa Tiên Tử mỉm cười vui vẻ giơ tay an ủi Tống Thư Hàn. Xích Tiêu Kiếm nằm ngang trên đầu gối Tống Thư Hàn hưởng thụ từng phát Ư Dưỡng đao thuật liên tiếp. Bạch Tiền Bối phân thân, cảnh tượng quái quỷ gì thế này, hôm nay tư thế mở mắt của ta không đúng à? Bạch Tiền Bối, ngươi tỉnh rồi, hu hu hu, Tống Thư Hàn nói. Bạch Tiền Bối phân thân, ta đang gặp ác mộng ư? Nếu là gặp ác mộng thì chỉ cần nhắm mắt lại, đổi giấc mơ khác là được. Thế là Bạch Tiền Bối phân thân lại nhắm mắt lại. Bạch Tiền Bối, hu hu, có cách nào khiến ta ngừng khóc không? Tống Thư Hàn xin giúp đỡ từ Bạch Tiền Bối vạn năng. Bạch Tiền Bối phân thân thở dài, đúng là bó tay, ngươi cứ khóc như vậy ta chẳng thể nào ngủ được. Hắn hất chăn ra, ném lên trên tà liên màu đen, sau đó hắn nhảy lên đáp xuống bên cạnh Tống Thư Hàn. Trước hết nói cho ta nghe xem, có chuyện gì thế? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàn nức nở thuật lại chuyện vừa xảy ra cho Bạch Tiền Bối nghe. Bạch Tiền Bối phân thân nhận lấy bảo thạch nước mắt trong tay Tống Thư Hàn, cũng thử truyền một ít linh lực vào bên trong. Nước mắt bảo thạch sáng lên, nhưng không có bất cứ hiệu quả gì. Bạch Tiền Bối trả lại viên bảo thạch cho Tống Thư Hàn. Hu hu hu, Tống Thư Hàn khóc dữ dội hơn. Xem ra ngươi đã sinh ra cộng hưởng với viên bảo thạch nước mắt này, đây hẳn là nước mắt chảy ra khi chủ nhân đau khổ tột cùng. Ngươi cộng hưởng với nó, tương đương với trải nghiệm tâm trạng đau khổ của chủ nhân nước mắt khi đó. Bạch Tiền Bối phân thân suy đoán. Tống Thư Hàn gào khóc hỏi, phải hóa giải kiểu gì đây? Bình thường thì khóc tới khi hết cộng hưởng là được. Hoặc là, ý thức của ngươi phải cộng hưởng sâu hơn với viên bảo thạch này. Nói không chừng sau khi hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau của chủ nhân nó thì có thể kết thúc cảm giác đau khổ đó sớm hơn. Bạch Tiền Bối nói. Tạo Hóa Tiên Tử giơ tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tống Thư Hàn, đừng khóc, ngoan. Tống Thư Hàn lại khóc càng to hơn, vừa khóc vừa không quên cho Xích Tiêu Kiếm tiền bối một phát Ư Dưỡng đao thuật. Bạch Tiền Bối phân thân cảm thấy ba tên này hết thuốc chữa rồi, để ta thử xem. Tống Thư Hàn thu liễm tinh thần lực của bản thân, để thần thức của mình phối hợp với viên bảo thạch. Bích thủy các bị người ta phá hủy rồi, ta lại không thể tới kịp lúc, khi cô ấy cần ta nhất thì ta lại không có mặt. Từng suy nghĩ truyền ra ngoài từ giọt nước mắt do bảo thạch biến thành, ùa vào trong lòng Tống Thư Hàn, xen lẫn với đau thương còn có một loại ý hận ngập trời. Đây là một trong những lần khóc lớn hiếm có trong cuộc đời Tống Đầu Gỗ, là cảm xúc đau khổ bộc phát khi hắn hay tin bích thủy các bị hủy. Người hay cười toe toét, thích tìm đường chết, nhìn như không tim không phổi như hắn. Nhưng khi bộc lộ chân tình thì cảm xúc sẽ như bom nổ, không cách nào chống cự lại được. Giá như, nếu cho hắn một cơ hội, cho dù có cách xa muôn trùng, dù có phải bò thì hắn cũng sẽ bò tới để ngăn cản tai nạn xảy ra cho Bích Thủy Các. Sau khi suy nghĩ đau thương này được cộng hưởng tới, trong lòng Tống Thư Hàn lập tức sinh ra vô số linh cảm. Đốn ngộ có liên quan tới nét vẽ mắt, ý thức của Tống Thư Hàn theo bản năng xuất hiện trước diễn đồ kim đan Bích Thủy Các vô hạn. Hắn giơ tay ra, điểm lên nét cuối cùng. Điểm này là khái niệm vô hạn thật sự, bên trong nó ẩn chứa vô hạn, vô số, dù phóng đại bao nhiêu lần, bích thủy cắt trong điểm này cũng sẽ tuần hoàn vô hạn, không có tận cùng. Nét vẽ mắt vừa xong, kim đan hóa thành lưu ly kim đan, lấp loáng ánh sáng màu lưu ly. Sau khi viên kim đan này được vẽ mắt xong, 7 viên tiểu kim đan của Tống Thư Hàn đều được đã hóa thành lưu ly kim đan. 7 viên tiểu kim đan lần lượt sáng lên, liên kết lại, bắt đầu cộng hưởng cùng nhau. Ý thức của Tống Thư Hàn rời khỏi không gian diễn đồ kim đan, không biết hắn đã ngừng khóc từ lúc nào, nước mắt đã khô,
trên mặt chỉ còn lại vệt nước mắt, gửi đau thương của ta cho ngươi, mong ngươi sẽ thích, Tống Nhất. Tin nhắn cuối cùng truyền ra từ trong bảo thạch, nước mắt lập tức đánh tan chút cảm động trong lòng Tống Thư Hàn. Vốn dĩ Tống Thư Hàn còn đắm chìm trong nỗi bi thương của Tống Đầu Gỗ vì Bích Thủy Các bị hủy diệt, thậm chí trong đầu còn hiện lên rất nhiều ý tưởng, ví dụ như đạt được sức mạnh to lớn, tuyệt đối không thể để những thứ quý giá trong lòng mình bị tổn thương, ví dụ như tuyệt đối không để lại điều tiếc nuối gì giống như sự kiện Bích Thủy Các trong đời mình. Ví như còn có rất nhiều ý niệm chợt lóe lên mà chưa kịp định hình, kết quả loại cảm động và những ý niệm này tồn tại chưa được một giây đã bị đánh tan tành. Nếu sau này có cơ hội gặp được Tống Đầu Gỗ, Tống Thư Hàn nhất định phải tặng cho hắn một bầy đà mã, để vạn con đà mã phi nước đại nguyên ngày nguyên đêm trước mắt Tống Đầu Gỗ. Tống, không khóc nữa à, Tạo Hóa tiên tử nghiêng đầu hỏi, cảm ơn tiên tử, cảm ơn Bạch tiền bối, rốt cuộc cảm xúc bi thương cũng dừng lại. Tống Thư Hàn vừa lau nước mắt trên mặt vừa trả lời, Tạo Hóa tiên tử tiếc nuối thu tay về, bảy viên tiểu kim đan của ngươi đều đã lưu ly hóa, tiếp theo là tiến hành bước cuối cùng đúng không, Bạch tiền bối phân thân nói. Cũng đã đến lúc Tống Thư Hàn khắc họa diễn đồ kình đan bản mệnh rồi. Đúng vậy, Tống Thư Hàn gật đầu, về mặt thời gian hẳn là kịp, ta có thể dùng 2 đến 3 ngày để củng cố cảnh giới trước, bước kế tiếp chính là khắc họa diễn đồ kình đan, kết hợp diễn đồ thiên đình cộng nhóm cửu châu số 1 cộng các tiền bối và đạo hữu mà hắn quý trọng, dung hợp tất cả lại chính là nội dung của bức diễn đồ kình đan mà hắn sắp vẽ. Sau khi củng cố cảnh giới, hắn sẽ dùng mấy ngày cẩn thận lập dàn ý chi tiết về bức diễn đồ kim đan sắp vẽ. Sau đó tranh thủ vẽ một mạch hoàn thành luôn diễn đồ kình đan, giống như quá trình thiên đế khắc họa diễn đồ kim đan mà hắn đã trải qua trong lúc nhập mộng, một lần là xong. Qua hôm nay thì còn lại 22 ngày, Xích Tiêu kiếm tiền bối nhắc nhở, không thành vấn đề, ta nghĩ chắc chắn sẽ kịp, Tống Thư Hàn đáp, có kinh nghiệm vẽ diễn đồ cho 7 viên tiểu kim đan cộng thêm trải nghiệm khắc họa diễn đồ lúc nhập mộng bám vào thiên đế, hắn tin mình đủ sức khắc họa diễn đồ cho kình đan bản mệnh, đây không phải sự tự tin mù quáng. Đây là sự tự tin có cơ sở. Xích Tiêu kiếm nằm ngang trên đầu gối Tống Thư Hàn, nghiêm túc bế quan, đừng lơ là buông thả nữa. Tất nhiên rồi, Tống Thư Hàn đáp, sau đó Xích Long động lại khôi phục hình dạng như trước. Tống Thư Hàn ngồi xếp bằng, Xích Tiêu kiếm nằm ngang trên đầu gối hắn, Tạo Hóa tiên tử ngồi dựa lưng vào hắn, Bạch tiền bối phân thân lại tìm một tư thế ngủ thoải mái rồi tiến vào mộng đẹp. Hôm nay bầu không khí trong Xích Long động rất hài hòa. Màn đêm buông xuống, lão tộc trưởng bộ Lạc Long huyết lại dạo qua trước Xích Long động. Biết sao được, hắn rảnh rỗi quá mà. Mấy ngày nay ngoài việc chiêu đãi Côn Na nữ sĩ, thỉnh thoảng lại mở một buổi tọa đàm thảo luận pháp thuật ra, hắn chẳng còn việc gì để làm nữa, mấy chuyện vặt vãnh trong bộ Lạc Long huyết cũng không cần hắn nhúng tay vào. Lão tộc trưởng cảm thấy hắn giống như một linh vật được trưng bày trong bộ Lạc Long huyết, có lẽ đã đến lúc ta phải cân nhắc về chuyện nghỉ hưu rồi, lão tộc trưởng nghĩ, mặc dù hình như có nghỉ hưu hay không cũng chẳng khác bây giờ gì mấy. Sau khi dạo qua trước Xích Long động, cảm ứng được khí tức của Tống Thư Hàn, Bạch tiên sinh và Tạo Hóa nữ sĩ vẫn còn ở bên trong, tinh thần lực rất dồi dào, lão tộc trưởng yên tâm đi về. Hệ thống tu luyện của Thư Hàn tiên sinh thật khó tin, mấy ngày không ăn uống không đi vệ sinh mà vẫn chịu được, lão tộc trưởng thầm bội phục. Hắn còn tưởng bản thân sẽ có cơ hội bắt gặp Thư Hàn tiên sinh nhàm chán lén chạy ra ngoài tìm đồ ăn hoặc là đi ra ngoài chơi, nhưng bây giờ xem ra Thư Hàn tiên sinh thật sự có thể bế quan không ăn không uống một tháng, thậm chí là một năm. Ngày hôm sau, bầu trời trong thế giới Hắc Long ửng sáng, tiếc là mặt trời nhỏ mà mọi người mong đợi vẫn không xuất hiện, có lẽ sau này cũng không xuất hiện nữa. Trong Xích Long động, 7 viên tiểu kim đan của Tống Thư Hàn đang không ngừng điều chỉnh tần số cộng hưởng, dường như chúng đang tìm một tần số cộng hưởng phù hợp với tất cả. Đến lúc này, cuối cùng tần số cộng hưởng giữa 7 viên tiểu kim đan cũng ổn định, sau đó 7 viên tiểu kim đan bắt đầu lên tiếng, Thánh Thành, không bao giờ thất thủ. Viên tiểu kim đan thứ nhất truyền một câu nói đến Tống Thư Hàn. Trên tiểu kim đan có một sợi dây nhân quả kéo dài ra, đầu cuối của sợi dây nhân quả kết nối với Bạch tiền bối bản thể. Tống Thư Hàn lại thấy được sợi dây nhân quả nhưng khác với lần trước, lần này hắn chỉ nhìn thấy sợi dây nhân quả kéo dài ra từ trên tiểu kim đan. Thánh kiếm, kết thúc thế giới, sau đó yêu đan bảy màu lên tiếng, trên người nó cũng có một sợi dây nhân quả đâm vào hư không, kết nối với Bạch tiền bối tu. Thánh nhân, không ai không dạy, vị thánh nhân trên kim cương công đức hé miệng phát ra tiếng. Sau đó cũng có một sợi dây nhân quả được sinh ra, sợi dây nhân quả này kéo dài ra như muốn đâm vào hư không, nhưng khi đâm được một nửa, sợi dây nhân quả này lại đứt đoạn. Tống Thư Hàn, hỏi chấm, sợi dây nhân quả đứt đoạn có nghĩa là đối tượng kết nối ở đầu bên kia của sợi dây, chết rồi, chẳng lẽ đối tượng mà sợi dây nhân quả này muốn kết nối chính là Thánh Nhân Nho Gia, sợi dây nhân quả đứt đoạn đong đưa trong gió, không có đầu cuối. Thánh Huyết, nguyền rủa vô hạn,
Viên tiểu kim đan thứ tư hạch tâm huyết ma phát ra giọng nói nặng nề, trong giọng nói mang theo vô tận bi thương cùng hận ý ngập trời, loại bi và hận này lại vừa lúc khớp với cảm xúc trong giọt nước mắt của Tống Đầu Gỗ. Trên bức diễn đồ bích thủy các vô hạn của hạch tâm huyết ma cũng có một sợi dây nhân quả dài ra. Sợi dây nhân quả này khá quỷ dị, sau khi kéo dài đến một nửa, nó lại phân nhánh. Sợi dây nhân quả phân thành hai nhánh, một nhánh đâm vào trong hư không kết nối với sở các chủ tu, một nhánh khác lại quay ngược trở về đâm vào bên cạnh Tống Thư Hàn, kết nối với sở các chủ trong thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàn. Thánh hạch, hủy diệt chi tinh, trên lò phản ứng hạch tâm máy móc cũng có một giọng nói vang lên, đây là giọng nói thuộc về hóa thân bọc thép số bá bá của Tống Thư Hàn. Sau đó trên diễn đồ kim đang truyện tranh bốn ô sáng tạo và hủy diệt chi tinh cũng có một sợi dây nhân quả kéo dài ra. Đối tượng kết nối của sợi dây nhân quả sinh ra từ lò phản ứng hạt nhân là Đậu Đậu, thiếu nữ người máy tóc vàng hay là vị công chúa tinh quốc thần bí kia đây, Tống Thư Hàn thầm nói. Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, một sợi dây nhân quả nửa đen nửa vàng kéo dài ra, hoặc nhìn sợi dây nhân quả này giống như một tổ hợp do hai sợi dây xoắn lại với nhau tạo thành. Trong lòng Tống Thư Hàn chợt dâng lên dự cảm không ổn, dây nhân quả màu đen tượng trưng cho kẻ địch, màu vàng tượng trưng cho đạo hữu. Nếu là nửa đen nửa vàng, có nghĩa ngoài mặt là bạn nhưng trong bóng tối lại âm thầm đâm ta một dao, sau đó sợi dây nhân quả này kết nối với thiên đế, Tống Thư Hàn, đây là kết quả hắn không muốn nhất, lẽ nào do mặt trời nhỏ bị thiên đế mang đi nghiên cứu nên sợi dây nhân quả này mới kết nối với cô ta ư, rốt cuộc nguyên lý kết nối của sợi dây nhân quả là gì vậy? Ngay lúc Tống Thư Hàn đang suy tư, sợi dây nhân quả kết nối với thiên đế lại xảy ra biến hóa, sợi dây nhân quả xuyên qua thiên đế, sau đó tiếp tục kéo dài đâm vào trong hư không. Nhưng rốt cuộc một đầu khác nối liền với ai thì Tống Thư Hàn hoàn toàn không cảm ứng được, lẽ nào là công chúa tinh quốc? Tống Thư Hàn tập trung tinh thần lực, muốn đi thăm dò thử rốt cuộc sợi dây nhân quả kia nối liền với ai nhưng không thu hoạch được gì, thiên đế chắn trước mặt hắn vững như núi, mọi thăm dò đều dừng bước trước thiên đế. Hơn nữa khi Tống Thư Hàn cố thăm dò thêm, dường như thiên đế bên kia lại cảm ứng được, Tống Thư Hàn vội chấm dứt ý niệm tiếp tục thăm dò, thiên đế là đối tượng mà bây giờ hắn không chọc vào nổi, không chọc nổi nên chỉ có thể tránh. Thánh tế, chư thiên vạn giới, lúc này trên viên tiểu kim đan thần huyết cổ vu vang lên một giọng nói, tiếp đó diễn đồ kim đan QR cốt trên đó chớp lóe liên hồi. Bên trên nó có rất nhiều sợi dây nhân quả kéo dài ra, số lượng vừa đúng với số bạn tốt mà Tống Thư Hàn đã thêm từ trước đến giờ. Tống Thư Hàn, chư thiên vạn giới. Mấy chữ này, chẳng lẽ thật sự muốn ta bước đi trên con đường kết bạn với tất cả mọi người trong chư thiên vạn giới, ra ngoài nhờ bạn bè, người trong chư thiên vạn giới đều là bạn của ta. Sau đó tung hoành thiên hạ, mấy viên tiểu kim đan trước đa số chỉ sinh ra một sợi dây nhân quả, cùng lắm là phân nhánh hoặc xoắn lại thành một, mà QR cốt trên tiểu kim đan thần huyết cổ vu lại sinh ra một đống dây nhân quả. Khi đám dây nhân quả này mới vừa chui ra khỏi thân thể Tống Thư Hàn, muốn phân tán ra thì đột nhiên trong hư không như có một đôi tay nhỏ vô hình bắt chúng lại, cả đám dây nhân quả rời bị cưỡng chế xoắn thành một sợi. Tống Thư Hàn, đây là biến hóa quỷ dị gì vậy? Đám dây nhân quả bị xoắn thành một sợi to chui thẳng về một hướng, cuối cùng trong một thế giới tối tăm u ám, sợi dây nhân quả đã kết nối được với mục tiêu. Ở nơi đó có một vị nữ quan mặc đạo bào rộng ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm, bị dây nhân quả đâm trúng. Ai đâm ta đấy? Nữ quan kêu lên, cô lập tức ngồi thẳng lưng bày ra dáng vẻ uy nghiêm, song chẳng biết tại sao đạo quan trên đỉnh đầu lại nghiêng lệch siêu vẹo. Mặc dù không thấy rõ mặt nhưng Tống Thư Hàn đã đoán ra thân phận của nữ quan này. Người này chính là vị Trình Lâm tiên tử cứ khăng khăng rằng mình đã chết kia, lần này xem cô còn ngụy biện thế nào nữa, chết rồi cũng không để cho người ta yên nghỉ nữa à, Trình Lâm tiên tử nói, cô cúi đầu nhìn chằm chằm sợi dây nhân quả trên người mình rồi tóm chặt lấy, cô thấy được sợi dây nhân quả hơn nữa còn có thể tiếp xúc với nó, biến đi, Trình Lâm tiên tử quát, sau đó cô cầm lấy sợi dây nhân quả vứt phăng đi, Tống Thư Hàn, một hành động khiến người ta không thở nổi, tiên tử cô đang làm gì vậy? Cô vứt bỏ mối ràng buộc giữa chúng ta đấy à, muốn tuyệt giao đúng không? Trong lúc Tống Thư Hàn đang suy nghĩ, sợi dây nhân quả thô to kia bỗng uốn éo như rắn rồi bay về một hướng khác, sợi dây nhân quả đâm vào hư không, một lúc lâu sau nó chui ra khỏi hư không, đâm lên người một vị đại lão. Trong vùng hư không này có một cây cột to, trên cây cột có một con chân long to quấn vòng quanh, nhìn cứ như một cây cột được chạm nổi, nhưng con chân long này khác với chân long bình thường, nó chỉ có một chân, là rồng đốn tu, ui. Ai đâm ta đấy, phản ứng của rồng đốn tu giống hệt Trình Lâm tiên tử. Một lúc lâu sau nó cúi đầu nhìn sợi dây nhân quả trên người mình. À, là ngươi đấy à, Tống Thư Hàn tiểu hữu có ngoại hình không được đẹp lắm, rồng đốn tu nói. Tống Thư Hàn, hóa ra trong ấn tượng của đại lão rồng đốn, ta là một người có ngoại hình không được đẹp thư.
tìm được Trình Lâm nhà ta chưa? Nhắn cho cô ấy có rảnh thì về nhà sớm đi, đừng cứ rong chơi ở bên ngoài mãi thế. Trồng đống tu tiếp tục nói, Tống Thư Hàn, thật ra sợi dây nhân quả này là do Trình Lâm tiên tử nhà ngài ném đến chỗ ngài đấy, cô ấy không hề muốn về nhà. Ngoài ra cô ấy còn nói mình chết rồi, chẳng phải cô ấy vẫn luôn ở trạng thái chết sao? Lần sau gặp lại, nhắn cô ấy trở về tìm ta, có chuyện thật, gấp lắm đấy, Trồng Đống Tu nói, dứt lời, hình ảnh của Trồng Đống Tu tối đi, Trình Lâm tiên tử vẫn luôn ở trạng thái chết tư. Cuối cùng, viên tiểu kim đan thứ bảy là Phách Long sáng lên, Thánh Long, lưới rồng triệu hoán, diễn độ kim đan thế giới được kết nối trên cổ U Long Phách sáng lên, mạng công đức như thông qua cổ U Long Phách tiến hành kết nối với lưới rồng. Lời thoại của bảy viên tiểu kim đan ngắn gọn súc tích, làm người nghe rất thoải mái, không biết sợi dây nhân quả trên cổ U Long Phách sẽ kết nối với người nào đây, Tống Thư Hàn tò mò nghĩ, cật qua tiền bối, hoặc là người tạo ra mạng công đức, hay là lưới rồng, đáp án là đối tượng cuối cùng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Một sợi dây nhân quả màu vàng kéo dài ra kết nối với Cung Na nữ sĩ, nhưng Cung Na nữ sĩ cũng không phải điểm cuối. Lần này tương tự như tình huống xảy ra trên người Thiên Đế lúc nãy, sợi dây nhân quả xuyên qua Cung Na nữ sĩ, kết nối với một người đại diện sau lưng cô. Ở khu vực vô số tiếp điểm lưới rồng, một vị Cung Na nữ sĩ da đen mắt rồng lẳng lặng ở trong tiếp điểm lưới rồng. Sợi dây nhân quả kết nối với Cung Na mắt rồng. Ta không phải Cung Na mắt rồng, ý chí lưới rồng nhắc nhở, hãy gọi ta là quả cầu béo. Tống Thư Hàn, bảy viên tiểu kim đang kết nối với các đối tượng là bạch tiền bối tu, thánh nhân Nho Gia có lẽ đã chết, sở các chủ cộng sở các chủ tu, thiên đế cộng nhân vật bí ẩn, Trình Lâm và rồng đốn tu, ý chí lưới rồng tên là quả cầu béo. Hầu như toàn bộ đùi vàng siêu to mà Tống Thư Hàn quen biết đều bị kéo vào, ngoài mấy vị kể trên, bạn cảnh giới trường sinh giả mà Tống Thư Hàn quen biết cũng chỉ còn lại Bắc Phương Đại Đế, Bạch Long Tỷ Tỷ. Xích Tiêu Tử Tiền Bối cùng với Vân Tước Tử Tiền Bối hiện chỉ tính là một nửa. Biến hóa trên 7 viên lưu ly kim đan kết thúc, chúng vẫn giữ một tần số cộng hưởng nhất định với nhau nhưng lại không tiến hành bước biến hóa tiếp theo. Tống Thư Hàn giữ nguyên tư thế đã tọa, tiến vào trạng thái nội thị, nhìn chằm chằm vào 7 viên tiểu kim đan. Hắn còn đang mong đợi không biết 7 viên tiểu kim đan có diễn biến ra chức năng vẽ thay chủ, vẽ ra diễn đồ kình đan bản mệnh thay hắn hay không. Nhưng nhìn hoài nhìn mãi chừng 10 phút, cuối cùng Tống Thư Hàn bỏ cuộc. Tiểu kim đan không có chức năng này, sau khi thu thập đủ 7 viên tiểu kim đan cũng không thể triệu hồi rồng thần. Tống Thư Hàn từ từ mở mắt ra, Xích Tiêu kiếm, lại gì nữa thế, dị biến trên lưu ly kim đan đã kết thúc, vốn dĩ ta còn đang mong đợi chúng dị biến thêm một bước nữa nhưng kết quả lại chẳng có gì cả. Tống Thư Hàn lại hỏi, Xích Tiêu kiếm tiền bối, lần này ta bế quan bao lâu, bây giờ là buổi trưa ngày thứ 9 kể từ lúc ngươi bế quan, miễn cưỡng tính là bế quan một ngày một đêm, Xích Tiêu kiếm đáp, ngắn vậy à, ta còn tưởng mình bế quan lâu lắm rồi ấy chứ, Tống Thư Hàn gãi đầu, nhưng đối với ta, nhiều đây thời gian cũng coi như bế quan khá lâu rồi, cả ngày luôn, Xích Tiêu kiếm, một ngày một đêm mà gọi là bế quan cái gì, thế này thì có khác gì với tu luyện thường ngày đâu chứ. Rốt cuộc ngươi có hiểu hai chữ bế quan này nghĩa là gì không vậy, còn 21 ngày, Tống Thư Hàn duỗi người, tiếp tục điều chỉnh trạng thái, ngày mai ta bắt đầu khắc họa diễn đồ kình, lại sao nữa, Xích Tiêu kiếm hỏi. Hình như thiên kiếp ngũ tấn lục của ta sắp đến rồi, Tống Thư Hàn đáp, nhưng vấn đề là hắn còn chưa bắt đầu vẽ diễn đồ kình đan. Tuy nói tiểu kim đan cũng là kim đan, sau khi tiểu kim đan hóa thành lưu ly kim đan, theo lý thuyết tu sĩ sẽ tiến vào trạng thái chuẩn bị độ kiếp, thế nhưng trên kình đan bản mệnh vẫn trống rỗng chưa có gì, sau khi hắn độ kiếp thì kình đan bản mệnh phải làm sao đây, nó có tiến hóa nữa không? Kình đan không có diễn đồ thì không thể hóa thành linh hồn sau khi độ kiếp, đến lúc đó cảnh giới của Tống Thư Hàn được tính là mấy phẩm đây? Quan trọng hơn là nhỡ đâu bây giờ độ kiếp xong rồi kình đan bản mệnh còn có thể khắc họa diễn đồ kim đan, chờ sau khi nó tiến hóa thành lưu ly kim đan thì Tống Thư Hàn lại độ kiếp lần nữa, lúc đó phải độ thiên kiếp mấy phẩm, thu liễm khí tức, trước hết hãy áp chế dao động linh lực trong cơ thể, sau đó kéo dài thời gian độ thiên kiếp, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, tốt nhất là chờ đến khi kình đan bản mệnh của ngươi cũng hóa thành lưu ly kim đan rồi hãy độ kiếp, kéo bằng cách nào, Tống Thư Hàn hỏi, Xích Tiêu kiếm tiền bối trả lời, truyền công đi. Trước đó chẳng phải ngươi đã thu Xích Đồng làm đệ tử sao? Lát nữa truyền chút công lực cho nó đi. Thật ra truyền công cũng chẳng có gì đáng sợ, đặc biệt cảnh giới nhất phẩm là giai đoạn truyền công thích hợp nhất. Dù sao lên nhị phẩm cũng không cần độ thiên kiếp, truyền công an toàn đáng tin, một hơi có thể đưa nó vào nhị phẩm. Chỉ cần sau này chú ý dẫn dắt đạo tâm của nó thì cũng không cần phải sợ căn cơ của nó bất ổn, cuối cùng vẫn phải đi lên con đường Tống Thiên Nhai Tử.
Thư Hàn, không lối về ư? Tạo hóa tiên tử ở phía sau vỗ nhẹ lên ngươi Tống Thư Hàn. Tống, đừng khóc, ta có khóc đâu tiên tử. Tống Thư Hàn đáp, sao ta cứ có cảm giác cô đang mong ta khóc thế hả? Trên không trung, Bạch Tiền Bối phân thân dụi mắt tỉnh giấc. Sau khi thấy trạng thái của Tống Thư Hàn, Bạch Tiền Bối phân thân xoay người đáp xuống, đưa tay điểm lên người Tống Thư Hàn, trấn áp linh lực đang rục rịch trong cơ thể hắn. Ta mới ngủ có một lúc mà ngươi đã sắp độ kiếp rồi à? Bạch Tiền Bối phân thân khổ não nói. Bạch Tiền Bối, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, kình đan bản mệnh của ta còn chưa hoàn thành diễn đồ đây này, Tống Thư Hàn nói. Bạch Tiền Bối phân thân, vậy bây giờ ngươi định làm gì đây? Ta sẽ liên hệ với Cung Na nữ sĩ. Sau khi suy nghĩ một chút, Tống Thư Hàn nói, nếu được, ta vẫn muốn kéo bản thể ra khỏi thiên kiếp Bát Tấn Cửu trước đã. Tiểu Âm Trúc vẫn đang ở trong không gian thiên kiếp, ngoài ra còn có thêm số hamster. Hai người bọn họ ở trong không gian độ kiếp càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Hơn nữa bản thể của hắn ở trong không gian thiên kiếp cũng ảnh hưởng cực qua thánh quân độ kiếp. Vậy nên tranh thủ kéo bản thể, Tiểu Âm Trúc cùng với số hamster ra ngoài trước rồi nói sau. Tống Thư Hàn không hề sợ thiên kiếp ngũ tấn lục, chỉ cần không biến dị, vui chao bậy rồi. Đại cát đại lợi, Bạch Tiền Bối phù hộ, đến lúc xuất quan rồi, Tống Thư Hàn đột nhiên thở dài nói, trước sau tính ra ta cũng đã bế quan 9 ngày, đây đúng là một kỷ lục trong đời ta. Thân kiếm của Xích Tiêu kiếm Tiền Bối không nhịn được khẽ rung lên, đột nhiên rất muốn bay lên đâm eo Tống Thư Hàn. Tinh, đồng minh Cung Na nữ sĩ của ngươi đã offline. Tinh, đồng minh quả cầu béo của ngươi đã online. Tích tích, đồng minh quả cầu béo truyền 2 giây sức mạnh, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận. Tái bút, Thư Hàn tiên sinh, bên ngươi có dao động, ngươi sắp độ thiên kiếp ngũ tấn lục à? Tống Thư Hàn, đúng vậy, nhưng hắn không có một hồi đáp, không thể trả lời Cung Na mắt rồng được. Lúc này ý chí lưới rồng có tên quả cầu béo lại truyền chút sức mạnh cho Tống Thư Hàn, còn kèm theo lời nhắn, ta đến ngay đây, hãy mở trận pháp phòng ngự chỗ ngươi bế quan ra đi. Một lát sau, Cung Na nữ sĩ mắt rồng đã đến bên ngoài Xích Long Động. Bạch Tiền Bối phân thân mở kết giới phòng ngự để cô đi vào. Sau khi Cung Na nữ sĩ đi vào, Bạch Tiền Bối phân thân lập tức thu hồi bộ dạng lười biếng, hắn hiếu kỳ đánh giá đối phương, trong mắt tràn đầy hứng thú. Cung Na nữ sĩ mắt rồng, Thư Hàn tiên sinh, hiện giờ ngươi đã chuẩn bị tốt hết chưa? Có cần ta hoán đổi bản thể với phân thân của ngươi không? Phải làm gì đây? Tống Thư Hàn hỏi. Hiện giờ bản thể của ngươi còn đang ở trong thế giới thiên kiếp Bát Tấn Cửu, duy trì chế độ người khổng lồ kim loại. Ta sẽ trao một phần quyền hạn lưới rồng cho ngươi, thông qua phần quyền hạn này trung chuyển, ý thức trên phân thân và bản thể của ngươi có thể duy trì đồng bộ. Đến lúc đó chính bản thể và những người ngươi muốn mang ra khỏi thế giới thiên kiếp phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo phân thân của ngươi có thể tiến vào chế độ độ kiếp. Ngay khi chế độ độ kiếp mở ra, ta sẽ kéo bản thể của ngươi ra khỏi thế giới thiên kiếp Bát Tấn Cửu, lại nhét phân thân của ngươi vào. Cơ hội chỉ có một chớp mắt thôi, ngươi phải phối hợp nghiêm túc với ta, Cung Na nữ sĩ mắt rồng trả lời. Tống Thư Hàn gật đầu, ta hiểu rồi, nói chung là phân thân lại phải gánh tội thay nữa rồi. Trong nháy mắt ngay khi bản thể, Tiểu Âm Trúc và số hamster được kéo ra khỏi thế giới thiên kiếp, phân thân sẽ bị nhét vào trong thế giới thiên kiếp. Đến lúc đó có thể phân thân sẽ anh dũng hy sinh, ngay cả chuyện ảnh hưởng đến thế giới thiên kiếp mà quyền hạn lưới rồng cũng làm được à? Bạch Tiền Bối phân thân tò mò hỏi, có thể làm được ở một mức độ nhất định. Mặc dù lưới rồng không đáng là gì so với thiên đạo bên các ngươi, nhưng lại có một số quyền hạn, Cung Na nữ sĩ mắt rồng nghiêm túc trả lời, nên chọn địa điểm độ kiếp ở đâu đây? Tống Thư Hàn hỏi, tốt nhất là nên chọn một nơi trong thế giới Hắc Long, như vậy đến lúc đó ta có thể thông qua quyền hạn trợ giúp ngươi một chút. Cung Na nữ sĩ mắt rồng nói. Nhóm người Tống Thư Hàn đi theo Cung Na nữ sĩ mắt rồng đến một thảo nguyên rộng lớn cạnh bìa rừng Đát Ma. Nơi này rất thích hợp để độ kiếp. À mà Thư Hàn này, thời gian chờ của đồng vàng hồi sinh đã kết thúc chưa? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàn gật đầu. Qua thời gian bế quan cộng thêm thời gian chịu đựng thiên kiếp Bát Tấn Cửu, thời gian chờ của đồng vàng hồi sinh đã kết thúc. Vậy thì tốt. Nếu thiên kiếp ngũ tấn lục của ngươi có vấn đề thì ta có thể ra tay tiễn ngươi tiến vào giai đoạn hồi sinh trước để tránh né thiên kiếp, Bạch Tiền Bối phân thân gật đầu nói. Tống Thư Hàn lập tức hoảng lên, Bạch Tiền Bối đã nói như vậy, thiên kiếp ngũ tấn lục của hắn tiêu chắc rồi, chuẩn bị xong chưa? Cung Na nữ sĩ mắt rồng hỏi. Tống Thư Hàn, chuẩn bị xong rồi, Cung Na nữ sĩ, hãy gọi ta là quả cầu béo. Cung Na nữ sĩ mắt rồng đưa tay về phía Tống Thư Hàn, nắm tay. Bàn tay to của Tống Thư Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cung Na nữ sĩ, mở một phần quyền hạn lưới rồng. Chỉ trong chốc lát, Tống Thư Hàn cảm nhận được dường như ý thức của bản thân đang mở rộng vô hạn, phủ khắp thế giới Hắc Long. Nhưng trong lưới rồng khổng lồ có hai khu vực giống như hố đen, ý thức của Tống Thư Hàn không cách nào tiếp xúc được. Trong đó có một nơi mơ hồ toát ra khí tức của Cung Na nữ sĩ mắt rồng.
khí tức trong hố đen còn lại cũng rất quỷ dị, không giống sức mạnh thuộc về hệ thống tu luyện của thế giới Hắc Long, ngược lại khá giống với sức mạnh của tu sĩ. Hãy dẫn thiên kiếp xuống, cơ hội chỉ có trong nháy mắt thôi, Cung Na nữ sĩ nói. Tống Thư Hàng phân thân làm theo, linh lực trong bảy viên tiểu kim đang bùng nổ. Xích Tiêu kiếm, Tạo Hóa tiên tử và Bạch Tiền bối phân thân đều tránh xa Tống Thư Hàng để lát nữa không bị cuốn vào trong thế giới thiên kiếp Bát Tấn Cửu. Trên bầu trời, kiếp vân bắt đầu ngưng tụ, là thiên kiếp thuộc về Tống Thư Hàng. Chính là lúc này, Cung Na nữ sĩ nói, đã sẵn sàng, Tống Thư Hàng hô. Ngay sau đó hắn cảm thấy cả người nóng lên, ý thức mơ hồ kết nối với bản thể trong thế giới thiên kiếp. Đến rồi, chính là cảm giác này. Xoẹt, tiếp đó sau lưng Tống Thư Hàng xuất hiện một bóng người, nhưng không phải bản thể của hắn. Hello Thư Hàng, bọn ta về rồi đây, giọng nói từ tốn của Bạch Tiền bối vang lên sau lưng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lập tức xoay đầu lại, vừa lúc thấy được Bạch Tiền bối tuấn Mỹ vô song đang mỉm cười bước ra khỏi đường hầm không gian. Nhìn trời, sao Bạch Tiền bối ngài lại đến đây? Mau, mau tránh xa ta ra, Tống Thư Hàng vội kêu lên. Bây giờ hắn là phân thân, mà phân thân lại sắp phải đi vào thế giới thiên kiếp Bát Tấn Cửu chịu tội thay. Lúc này Bạch Tiền bối lại hiện xuất hiện bên cạnh hắn. Nếu không may bị phân thân của hắn mang vào trong thế giới thiên kiếp Bát Tấn Cửu luôn thì toi đời. Quái thật, với vận khí của Bạch Tiền bối, cho đến nay đều là gặp dữ hóa lành, đại khí vận che chở, thậm chí có thuộc tính tự động tránh tai. Sao hôm nay ngài ấy lại xuất hiện sau lưng phân thân của ta thế này, hửng? Ngươi đang độ kiếp à? Bạch Tiền bối tò mò hỏi. Lời vừa dứt, Tống Thư Hàng phân thân và Bạch Tiền bối đã bị một loại sức mạnh vô hình bao phủ. Thân thể hai người giống như bị hố đen hút vào. Trong nháy mắt đã biến mất tâm, Tống, tiêu đời, Tạo Hóa tiên tử nói, bản thể, Bạch Tiền bối phân thân trợn tròn mắt, biến cố này xảy ra bất ngờ quá đó nha, Xích Tiêu kiếm xoay chui kiếm nhìn Cung Na nữ sĩ, Cung Na nữ sĩ, Bạch đạo hữu và phân thân của Tống Thư Hàng đều bị ném vào trong thế giới thiên kiếp Bát Tấn Cửu, có cách nào kéo Tống Thư Hàng ra trước không, hãy gọi ta là quả cầu béo, cảm ơn, Cung Na nữ sĩ mắt tròng bình tĩnh đáp, không có quyền hạn, bó tay, kéo không nổi, Bạch Tiền bối phân thân. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đối với bản thể, nói không chừng bị cuốn vào thiên kiếp Bát Tấn Cửu lại là một chuyện rất vui vẻ ấy chứ, Bạch Tiền bối phân thân thầm nói. Cùng lúc đó, trong thế giới thiên kiếp Bát Tấn Cửu, Tống Thư Hàng bản thể lại chào từ biệt Cật Qua tiền bối. Cật Qua tiền bối, lần này ta sắp rời khỏi đây thật rồi. Ở một bên khác của thiên kiếp Lẩu Uyên Ương, Cật Qua thánh quân bệnh ra mạng lưới công đức khổng lồ, thoải mái chống lại từng đợt thiên kiếp cửu phẩm. Chỉ cần không phải thiên kiếp biến dị, thiên kiếp Bát Tấn Cửu bình thường không quá khó vượt qua đối với Cật Qua thánh quân. Nghe thấy Tống Thư Hàng chào từ biệt, Cật Qua thánh quân lo lắng nói, bá Tống tiểu hữu, lần này sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa đấy chứ. Thật ra ta cảm thấy bây giờ ta đã thích ứng với cường độ của thiên kiếp rồi, ta chỉ cần cắn răng chống đỡ hẳn là vẫn đủ sức chịu đựng uy lực thiên kiếp mạnh gấp đôi. Hay là ngươi đừng đi qua đi lại nữa, cứ ở lại với ta đi, khi nào ngươi không chịu nổi thì ta sẽ qua đó đỡ thiên kiếp thay ngươi nhé. Cật Qua thánh quân cảm thấy bá Tống tiểu hữu rất biết tự hành xác, hai người là bạn tốt, hắn lo bá Tống tiểu hữu tự hành xác qua mức sẽ mất luôn cả mạng nhỏ, cứ thận trọng mà làm thì tốt hơn, ta phải đi ra ngoài, nếu không ra sẽ rắc rối hơn nữa. Ở bên ngoài phân thân của ta đã dẫn thiên kiếp ngũ tấn lục xuống, nếu ta không hoán đổi đi ra, lát nữa phân thân bị nhét vào thế giới thiên kiếp sợ rằng sẽ làm uy lực của thiên kiếp bây giờ tăng mạnh. Vả lại số hamster và tiểu âm trúc sắp không chịu nổi rồi. Tống Thư Hàng nói, bây giờ số hamster còn đang ở trong bụng hắn, hắn vẫn duy trì chế độ hóa sương mù, phòng ngừa số hamster bị thiên kiếp đã thương. Ở bên cạnh, trạng thái của tiểu âm trúc khá kỳ lạ, cô cứ ở trạng thái ngủ đông mãi không tỉnh dậy. Hôm nay thân thể của tiểu âm trúc ngày càng yếu ớt. Mặc dù có người khổng lồ hủy diệt do tổ hợp pháp khí tam thập tam thú biến thành bảo vệ, nhưng vẫn có từng tia khí tức thiên kiếp cửu phẩm lọc vào, đã thương một người chỉ có cảnh giới tứ phẩm như cô. Vậy, chúc ngươi thuận lợi. Cật Qua thánh quân nói, mong rằng bá Tống tiểu hữu không gặp sự cố bất ngờ gì nữa. Cật Qua tiền bối, hẹn gặp lại vào 985 ngày sau. Tống Thư Hàng chào tạm biệt. Trong lúc nói chuyện, thông qua quyền hạn lưới rồng, bản thể của hắn cộng số hamster cộng tiểu âm trúc cộng tổ hợp pháp khí tam thập tam thú cộng mỹ nhân rắn công đức, tất cả đều bị một luồng sức mạnh vô hình bao phủ. Đến rồi, lần này cảm giác đúng rồi. Trên mặt Tống Thư Hàng lộ ra ý cười. Sau đó hắn cảm nhận được thân thể bị kéo dài ra như mì sợi, kéo ra khỏi thế giới thiên kiếp Bát Tấn Cửu, đồng thời phân thân của hắn bị kéo vào để thay thế, bản thể và phân thân đều bị kéo dài như mì sợi, sau đó hai người lướt sát vai nhau trong nơi giáp tranh giữa thế giới thiên kiếp Bát Tấn Cửu và thế giới Hắc Long. Vả vả rồi, phân thân, ngay lúc lướt qua nhau, Tống Thư Hàng im lặng truyền một ý niệm cho phân thân,
Do bị thế giới thiên kiếp ngăn cách, bản thể và phân thân của Tống Thư Hàn không thể duy trì trạng thái cộng hưởng giác quan, ở một mức độ nào đó xem như biến thành hai cá thể khác nhau. Mà đúng lúc này, phân thân cũng truyền một ý niệm cho bản thể. A a a, bản thể, nguy rồi, Bạch Tiền Bối cũng bị kéo vào cùng ta đấy. Tống Thư Hàn bản thể, há hốc miệng. Bạch Tiền Bối, bản thể vội la to. Ha ha, ta bị kéo vào rồi, gặp lại sau. Ý niệm của Bạch Tiền Bối truyền đến. Chớp mắt Tống Thư Hàn và phân thân đã hoàn thành bước hoán đổi, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Lại một chớp mắt, Tống Thư Hàn bản thể điều khiển người khổng lồ hủy diệt chui ra không gian, xuất hiện trong thế giới Hắc Long. Ầm, người khổng lồ hủy diệt đáp xuống đất, thân thể hơi cúi, hai tay thòng xuống. Nguy rồi, Bạch Tiền Bối bị cuốn vào thiên kiếp bát tấn cửu rồi. Tống Thư Hàn hét lớn, Xích Tiêu kiếm, từ, bọn ta đều thấy được, tạo hóa tiên tử. Tống, đừng khóc, trước hết đừng để ý đến bản thể của ta. Có thể trong tiềm thức hắn cũng muốn tiến vào thế giới thiên kiếp bát tấn cửu để chơi đấy. Bây giờ ngươi hãy tập trung vào thiên kiếp của ngươi đi, đừng để lật thuyền trong mương. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Bạch Tiền Bối phân thân thật bình tĩnh, hình như phân thân nào của Bạch Tiền Bối cũng mang thuộc tính gài hàng bản thế thì phải. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang lên, kiếp vân ngũ tấn lục giăng kín bầu trời, uy lực của thiên kiếp không ngừng tăng lên, bởi đối tượng độ kiếp có đến ba người là Tống Thư Hàn, Số Hamster và Lý Âm Trúc. Tống Thư Hàn đưa tay moi Số Hamster ra khỏi thân thể sương mù, sau đó khôi phục nguyên trạng. Nếu chỉ có ba người chúng ta thì uy lực của thiên kiếp sẽ tăng lên đến thất phẩm là cùng, có thể vượt qua, Tống Thư Hàn tự tin nói. Hắn là thanh niên đã chống đỡ thiên kiếp bát tấn cửu gần 15 ngày. Mặc dù là mượn ngoại lực mở tung hách, thân thể Số Hamster rung lên, tiếp cho kế hoạch của chủ nhân ta, Bạch Tiền Bối tu vẫn luôn muốn mang Số Hamster vào không gian ma kiếp, để khi nó độ thiên kiếp tứ tấn ngũ sẽ ngưng tụ ra ma ấn. Bây giờ xem ra kế hoạch này không thực hiện được rồi. Lúc này đừng quan tâm đến kế hoạch gì nữa. Tống Thư Hàn ngẩng đầu nhìn thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp này trước đã rồi nói sau. Cuối cùng đã ra khỏi thế giới thiên kiếp bát tấn cửu chết tiệt. Tống Thư Hàn cảm thấy cả người như sống lại. Đến rồi, Cung Na nữ sĩ mắt rồng nói khẽ. Ầm, trên khung trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ rung trời. Ngay sau đó đợt thiên kiếp thứ nhất mang tính thăm dò giáng xuống, uy lực còn nhỏ hơn Tống Thư Hàn tưởng tượng rất nhiều. Thế giới Hắc Long không có thiên kiếp dạng này. Kiếp của thế giới Hắc Long đều là kiếp nạn về mặt tinh thần. Lúc này thiên kiếp ngũ tấn lục của Tống Thư Hàn là bị dẫn từ hiện thế đến, xuyên qua thế giới Hắc Long rồi mới đánh xuống người Tống Thư Hàn. Hay nói cách khác, thiên kiếp ngũ tấn lục này đang tác chiến xuyên thế giới, vậy nên tiêu hao là khó tránh khỏi, tất nhiên uy lực sẽ giảm xuống một chút. Đến lúc rồi, Cung Na nữ sĩ mắt rồng bình tĩnh nói, sau đó cô giơ hai ngón trỏ ra bắt đầu vẫy nhẹ, giống như một nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc. Khi cô vẫy tay, sức mạnh của lưới rồng trong trời đất được điều động đến. Hiện thế, thế giới Hắc Long, thế giới thiên kiếp, ba thế giới khác nhau lấy Tống Thư Hàn làm trung tâm bắt đầu kết nối với nhau. Sau đó có hai loại thiên kiếp khóa Tống Thư Hàn làm mục tiêu. Một loại là thiên kiếp ngũ tấn lục, một loại khác là thiên kiếp trong thế giới thiên kiếp bát tấn cửu. Mà dường như sức mạnh của loại thiên kiếp thứ hai có thể bị kéo đến bất cứ lúc nào. Xoẹt, một luồng kiếm quang lướt qua, Xích Tiêu kiếm kề ngay cổ Cung Na nữ sĩ mắt rồng. Ngươi đang làm gì vậy hả? Tạo hóa tiên tử theo sát phía sau, cô vung tay lên, một quyển kinh thư nho gia xuất hiện trong tay cô, lại có nho văn hiện lên trên kinh thư. Đây là nho thư do chính tay thánh nhân viết, có uy lực khó lường. Thân hình tạo hóa tiên tử lóe lên xuất hiện sau lưng Cung Na nữ sĩ, nho văn trong tay hóa thành một cây bút lớn màu vàng, khóa chặt mục tiêu. Bạch Tiền Bối phân thân không ra tay, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàn, một khi xuất hiện đột biến, hắn sẽ ra tay chém chết Tống Thư Hàn trước. Để Tống Thư Hàn tiến vào trạng thái hồi sinh, tránh né thiên kiếp. Ta không có ác ý, Cung Na nữ sĩ mắt rồng bình tĩnh nói, ta sẽ không làm lại Thư Hàn tiên sinh, bọn ta là đồng minh nên đừng lo. Theo tiếng nói của cô truyền ra, có một luồng sức mạnh thiên kiếp cửu phẩm bị kéo ra khỏi thế giới thiên kiếp. Sau khi bị kéo ra khỏi thế giới thiên kiếp, luồng sức mạnh thiên kiếp cửu phẩm này hợp làm một thể với thiên kiếp ngũ tấn lục trên đỉnh đầu Tống Thư Hàn. Do mục tiêu của cả hai thiên kiếp đều là Tống Thư Hàn nên về mặt bản chất, thiên kiếp trong lúc chuẩn bị có cùng nguồn gốc, ngươi muốn làm gì? Trả lời ta nhanh, Xích Tiêu kiếm quát, trên thân kiếm tỏa ra đao ý rét lạnh, ầm. Sấm sét nổ vang rền, thiên kiếp cửu phẩm dung hợp với thiên kiếp ngũ tấn lục, kiếp vân hóa thành một bàn tay khổng lồ, diện tích của bàn tay này bao trùm hơn 10 tiểu thế giới Long Lân. Lấy rừng rậm Đát Ma làm trung tâm, hơn 10 tiểu thế giới Long Lân xung quanh đều bị kiếp vân che phủ, rơi vào đêm vào. Tu luyện giả dưới cấp 5 đều rơi vào trạng thái hôn mê ngay khi tiếp xúc với khí tức của thiên kiếp cửu phẩm. Tu luyện giả từ cấp 5 trở lên đến dưới cấp 7 cũng không thể nhúc nhích, cả người như nhũn ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng tận thể kinh khủng này.
Trên bàn tay hiện lên vô số phù văn, mỗi một phù văn lại ẩn chứa một chú ấn pháp thuật đáng sợ. Bàn tay thiên kiếp khổng lồ xuề ra năm ngón tay, lôi quang tăng vọt, một chưởng tâm lôi cường hóa hiện ra. Chưởng tâm lôi bình thường chỉ dung nạp một quả cầu sấm sét nhỏ giữa lòng bàn tay, mà chưởng tâm lôi này lại lớn gấp mười mấy lần, nhìn giống như đang nâng một quả bóng rổ trong tay. Diện tích của chưởng tâm lôi thiên kiếp cường hóa bao phủ gần 50 tiểu thế giới long lân. Một khi chưởng này vỗ xuống, 50 tiểu thế giới bên dưới cùng với các tiểu thế giới xung quanh chúng sẽ tan thành mây khói. Mọi người hoảng sợ nhìn cảnh tượng tận thế trên không trung. Thư Hàng tiên sinh, ngươi có bằng lòng tin tưởng ta không? Côn Na mắt rồng hỏi. Hiện giờ trong lòng Tống Thư Hàng rất phức tạp, hắn thấy tình huống lúc này rất giống một cảnh tượng trong phim truyền hình. Nhân vật A vung dao rựa kề sát cổ nhân vật B rồi hét to, ngươi có tin ta không? Có bằng lòng tin tưởng ta không? Tống Thư Hàng cảm thấy bây giờ hắn chính là nhân vật B kia. Nếu ta nói không, có khi nào chưởng tâm lôi thiên kiếp bản cường hóa này đã vỗ vào trán hắn không? Côn Na nữ sĩ, ngài đã nói đến nước này rồi, chẳng lẽ ta lại không tin? Vì vậy Tống Thư Hàng thành thật hỏi, tin tưởng có phải trả tiền không? Xích Tiêu kiếm, đờ mờ, trở về ta nhất định phải bổ đầu Tống Thư Hàng ra xem thử có phải dây thần kinh trong đó thắt nút quấn chặt với nhau rồi hay không? Côn Na mắt rồng cũng nghiêm túc trả lời, chắc là không đâu nhỉ, vậy ta tin tưởng cô một chút, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nếu phải trả tiền thì ta không tin đâu, bây giờ ta nghèo lắm. Ngoài ra vừa rồi Tống Thư Hàng lại nghĩ đến một chuyện, Bạch Tiền Bối mang nội tại Su Cát Tị Hung, ngài ấy mới lộ mặt ra đã chạy theo phân thân vào trong thế giới thiên kiếp Bát Tấn Cửu. Vậy rốt cuộc lần này Bạch Tiền Bối là đi Su Cát hay là đi Tị Hung? Nếu là đi Su Cát thì không sao, nhưng nếu là đi Tị Hung? Tống Thư Hàng cảm thấy bản thân có nguy cơ sắp chết mất xác rồi. Cảm ơn, Côn Na mắt rồng nói. Tích, quả cầu béo đã mở quyền hạn lưới rồng cao hơn cho người. Ý thức của Tống Thư Hàng phủ khắp thế giới lưới rồng lần nữa, lần này càng rõ ràng hơn, mỗi một nơi lưới rồng chạm đến, Tống Thư Hàng đều có thể mơ hồ cảm ứng được sự vật cụ thể, có thể dùng một câu trong thần thoại để diễn tả loại cảm giác là con mắt của thần hiện diện khắp mọi nơi. Lần trước lúc Côn Na mắt rồng mở quyền hạn lưới rồng cho Tống Thư Hàng cảm ứng được hai hố đen cực lớn trong lưới rồng, một cái trong đó có khí tức của Côn Na nữ sĩ, một hố đen khác mơ hồ lộ ra khí tức của tu sĩ. Mà lần này hố đen có khí tức của Côn Na nữ sĩ cũng mở ra cho Tống Thư Hàng xem. Tống Thư Hàng thấy được đây là một tiết điểm lưới rồng, giống như điểm cuối cùng vẽ rồng điểm mắt trong mạng công đức, hố đen này của Côn Na nữ sĩ là trung tâm của cả lưới rồng. Nếu nơi này là trung tâm, vậy một hố đen khác nằm ở đâu? Tống Thư Hàng tò mò nhìn về một hắc động khác, thế nhưng ở nơi đó vẫn mơ hồ, không cách nào cảm ứng được, là tồn tại không thể miêu tả, không thể đề cập đến. Vừa nhắc đến tên của nó cũng sẽ bị nó cảm ứng được. Thư Hàng tiên sinh, xin hãy tin tưởng ta hơn nữa, Côn Na nữ sĩ mắt rồng nói. Được thôi, ta có thể tin tưởng cô hơn nữa, giờ phải làm gì tiếp? Tống Thư Hàng hỏi. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được rồi, cảm ơn ngươi, Thư Hàng tiên sinh. Côn Na tiên tử mắt rồng ra sức vẫy hai tay, Xích Tiêu kiếm và Tạo Hóa tiên tử vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Nếu cô muốn giở trò, Xích Tiêu kiếm và Tạo Hóa tiên tử sẽ liên thủ cho cô một đòn chí mạng. Trong hư không, chưởng tâm lôi thiên kiếp siêu cấp khổng lồ đè xuống, tất cả sinh vật trong tiểu thế giới vảy rồng bị thiên kiếp bao trùm ở bên dưới đều tuyệt vọng, ngay cả tiếng hét thảm thiết cũng không phát ra được. Trên mặt những tu luyện giả từ cấp 5 trở nên hiện đầy vẻ tuyệt vọng, tính ra người bình thường còn hạnh phúc hơn bọn họ, sau khi ngất đi rồi thì chẳng biết gì nữa, còn bọn họ phải trơ mắt nhìn thảm họa giáng xuống trong khi thân thể không cách nào nhúc nhích, không cách nào phản kháng, mà cho dù có phản kháng cũng vô ích. So với thảm họa tận thế trên bầu trời, sức mạnh của bọn họ quả thật quá nhỏ bé, cảm giác này mới là sự tuyệt vọng thật sự. Trong thành trì của bộ lạc Long Huyết, Xích Đồng dừng tu luyện quyền pháp, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thành trì cũng nằm dưới sự bao phủ của thiên kiếp, lúc này đa số thành viên Long Huyết tộc trong thành đều rơi vào trạng thái hôn mê. Vòng đồng trên cổ tay Xích Đồng lóe sáng, dấu ấn trên đó nóng lên. Thánh ấn đang bảo vệ nó, giúp nó không mất đi khả năng hành động dưới sự ảnh hưởng của khí tức thiên kiếp như những người khác. Ngoài ra thể chất hiện giờ của nó cũng khá khác mọi người, cộng thêm dấu ấn thánh ấn của Tống Thư Hàng, nhờ vậy nó vẫn có thể hoạt động thoải mái dưới sự ảnh hưởng của khí tức thiên kiếp cửu phẩm. Nhìn thảm họa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, Xích Đồng trầm tư một lúc sau đó tiếp tục vùi đầu tu luyện quyền pháp căn bản của cương thủ. Không phải nó không sợ, thật ra sau khi trải qua cái chết thì nó càng hiểu rõ cái chết đáng sợ và tuyệt vọng đến mức nào. Một lần nữa đối mặt với cái chết, tim nó đập nhanh điên cuồng. Cảm giác tuyệt vọng bất lực đè nặng lên người làm nó sắp không thở nổi. Đứng giữa lằng ranh sự sống và cái chết, con người sẽ bộc phát tiềm lực to lớn, Xích Đồng trầm giọng nói. Nó điên cuồng thi triển quyền pháp căn bản, một quyền tiếp một quyền,
trong miệng gào thét hô to khẩu quyết quyền pháp, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, không ngừng bay múa theo động tác vung quyền của nó, dưới lôi quang chiếu rọi, da thịt trắng ngần lộ ra vẻ đẹp lạ thường, một quyền tiếp nối một quyền, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mà ở ngay khắc cuối cùng, Xích Đồng cảm giác trong lồng ngực như có một miệng suối nguồn sự sống bị đào ra, một loại sức mạnh có tên là sức mạnh khí huyết từ ngực tràn ra, tâm khiếu mở. Thư Hàng tiên sinh, Cung Na mắt rồng đang nghe truyện trên TV audio CV gọi. Tống Thư Hàng, ta rất tin tưởng cô, đã đạt đến cực hạn trong thang đo độ tín nhiệm giữa hai chúng ta tính đến thời điểm hiện tại rồi, không phải chuyện đó, ta hồi hộp quá nên kêu ngươi vậy thôi, Cung Na mắt rồng nói. Tống Thư Hàng, ngay sau đó, chưởng tâm lôi thiên kiếp bản cường hóa trên không trung đột nhiên biến mất, thông qua quyền hạn lưới rồng, Tống Thư Hàng cảm ứng được chưởng tâm lôi khổng lồ kia đã bị chuyển đến hố đen khác trong lưới rồng. Lẽ nào Cung Na nữ sĩ định dùng chưởng tâm lôi thiên kiếp oanh tạc hố đen kia trong lưới rồng? Trong nháy mắt Tống Thư Hàng chợt hiểu ra, chưởng tâm lôi bản cường đụng vào khu vực hố đen trong lưới rồng, nện vào trong đó, quyền hạn, năng lượng ngưng động, Cung Na mắt rồng trầm giọng quát. Ngay sau khi cô ra lệnh, toàn bộ năng lượng của lưới rồng lập tức dừng lại, rơi vào trạng thái bất động, như vậy khu vực hố đen không thể nhận được năng lượng duy trì hoạt động từ lưới rồng. Chưởng tâm lôi thiên kiếp bản cường hóa nổ tung, nổ bay màn che khu vực hố đen. Nhờ quyền hạn lưới rồng, cuối cùng Tống Thư Hàng cũng thấy rõ cảnh tượng bên trong khu vực hố đen. Ở đó cũng là một tiết điểm lưới rồng, có cấu tạo gần giống với tiết điểm trung tâm lưới rồng của Cung Na nữ sĩ. Trong tiết điểm hố đen này lại có một loạt ma thần trụ đứng thẳng, trên mỗi cây ma thần trụ lại khắc những hình ma thần khác nhau. Những ma thần trụ này cắm tại tiết điểm lưới rồng, điên cuồng hấp thu sức mạnh của lưới rồng. Ma thần trụ này trông quen mắt quá, Tống Thư Hàng nhíu mày. Trong lúc suy tư, hắn đưa tay chạm nhẹ vào con mắt trái của mình. Đúng rồi, là hình ảnh mà con mắt thánh nhân Nho Gia thấy được khi xem các đại lão cổ u cắm mắt lúc trước. Trong đó hình như có một vị đại lão trường sinh giả ma môn cũng cắm mắt ở cổ u. Hắn nhớ vị đại lão ma môn kia là một tồn tại đáng sợ, sau khi tranh đoạt chức vị thiên đạo thất bại đã trốn đến thế giới cổ u này. Sau khi tranh đoạt chức vị thiên đạo thất bại mà vẫn có thể sống sót, vị trường sinh giả ma môn này là một trong số ít người có thực lực đứng đầu tầng lớp trường sinh giả chứ chẳng đùa. Ma thần trụ trong tiết điểm lưới rồng chính là cây trụ của vị đại lão trường sinh giả ma môn kia. Nói vậy cũng có nghĩa là bây giờ ta đang tin tưởng Cung Na nữ sĩ, sau đó phối hợp với cô ấy đánh trực diện với vị đại lão ma môn kia. Tống Thư Hàng, Tống, một ngày không cà khịa đại lão cả người ta lại bức rứt, thiếu cà là khó chịu. Thư Hàng, đôi khi thứ không cần trả tiền cũng không thể tùy tiện tin, rất có thể người ta không lấy tiền nhưng lại lấy mạng. Hôm nay Tống Thư Hàng lại tổng kết ra một kinh nghiệm nhớ đời. Mà trong lúc hắn đang bận tổng kết kinh nghiệm cuộc đời, Cung Na nữ sĩ mắt rồng đã rút sức mạnh thiên kiếp bát tấn cửu liên tiếp 9 lần, sau đó dung hợp chúng với thiên kiếp ngũ tấn lục của Tống Thư Hàng, tạo thành chưởng tâm lôi thiên kiếp siêu cường hóa, tiếp đó không ngừng ném chúng vào tiết điểm lưới rồng mà đại lão trường sinh giả ma môn đang ở. Chẳng biết tại sao, Tống Thư Hàng lại nhớ đến cảnh dùng pháo nổ cá cùng đám bạn khi bản thân còn nhỏ và rất nghịch ngợm, chính là cảnh tượng này, không ngừng ném chưởng tâm lôi vào tiết điểm của đại lão trường sinh giả ma môn. Cứ ném vào là nổ, bỗng dưng cảm thấy cũng vui phết đấy chứ, Tống Thư Hàng thầm nói, liên tiếp ném hơn 30 chưởng tâm lôi cường hóa, tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai không dứt, chỗ tiết điểm lưới rồng của đại lão ma môn, ma thần trụ bị nổ gãy hơn một nửa, cảnh tượng rất lộn xộn, đây là thủ đoạn của ngươi đấy hả? Ngươi giấu ta âm thầm bày mưu tính kế cả buổi, cuối cùng là dẫn thiên kiếp cửu phẩm đến, một giọng nói âm trầm truyền ra từ trong tiết điểm lưới rồng, chỉ là thiên kiếp cửu phẩm nho nhỏ thì làm gì được ta chứ? Thiên kiếp cỡ này ta đã nếm qua lúc thất tấn bát rồi, ngươi làm ta thất vọng quá, sức mạnh của ngươi, thủ đoạn của ngươi, mưu kế của ngươi, khí vận của ngươi, tất cả đều không đáng nhắc đến, chính vì vậy nên ta mới có thể khống chế ngươi, giọng nói kia tiếp tục nói, trong giọng nói của hắn lộ ra sự ngông cuồng tự cao tự đại không coi ai ra gì, đây là một loại ma âm, chuyên phá hủy tâm trí con ngươi, đến cảnh giới của hắn, thậm chí chỉ cần nói lớn tiếng trong một khu vực, ma âm sẽ khiến sinh vật có tinh thần lực yếu điên cuồng. Tẩu hỏa nhập ma, hắn là thiên tai di động, là ác mộng biết nhảy nhót, tên này ai mà phách lối thế, Xích Tiêu Kiếm hỏi, Xích Tiêu Tử, một trong những chủ nhân của nó cũng không phách lối như vậy, Cung Na nữ sĩ mắt rồng hơi giang hai tay ra, giơ lên không trung, ngay sau đó có đến ba chưởng tâm lôi thiên kiếp cường hóa bị ném vào tiết điểm của đại lão trường sinh giả ma môn, đồng thời còn có một hạt giống bị đưa vào chung, đó là một hạt giống trong suốt, bên trong có một cô gái tí hon đang cuộn người lại, ngay khi bị đưa vào tiết điểm, hạt giống nứt ra, đó là một luồng ý chí hỗn độn cổ u, là vật mà Tống Thư Hàng đã trao đổi với Cung Na tiên tử. Hạt giống nứt ra,
khí tức của ý chí hỗn độn cổ u khuếch tán ra. Ngay sau đó chưởng tâm lôi thiên kiếp cường hóa đột nhiên biến đổi, thiên kiếp hóa thành thiên phạt. Dưới thiên kiếp còn có một đường sinh cơ, nhưng nếu chết dưới thiên phạt thì thập tử vô sinh. Bên trong thiên phạt ẩn chứa lực sát thương cấp pháp tắc. Thiên phạt là thứ mà ngay cả chúa tể cửu u cũng không muốn động vào. Hơn nữa thiên phạt thuộc kiểu không chết không ngừng. Ba chưởng tâm lôi thiên kiếp cường hóa chuyển hóa thành thiên phạt, mang theo sát khí đằng đằng đánh vào vị trí mà đại lão ma môn đang ở. Một loạt thao tác này rất trôi chảy, không ai lường trước được. Thành công rồi, Côn Na nữ sĩ mắt rồng nói, lấy khí tức của ý chí cổ u làm vật dẫn, chuyển hóa thiên kiếp cửu phẩm thành thiên phạt, mà dưới sức mạnh không chết không ngừng của thiên phạt, khu vực hố đen tiết điểm lưới rồng do trường sinh giả ma môn tạo ra sẽ bị phá hủy hoàn toàn, hủy đến tận gốc. Tống Thư Hàn, làm xong rồi à? Đúng vậy, kết thúc rồi, Côn Na nữ sĩ mắt rồng đáp, đây cũng là lần đầu tiên ta làm như vậy, hoàn toàn không nắm chắc nên hơi lo lắng, cũng may là thành công rồi. Ầm ầm, chưởng tâm lôi kiểu thiên phạt đánh vào khu vực hố đen, nổ ra pháo hoa rực rỡ nhất hôm nay. Dưới sức phá hủy mang tính pháp tắc của thiên phạt, diện tích của tiết điểm lưới rồng do trường sinh giả ma môn tạo ra không ngừng thu nhỏ. Hơn nữa có Côn Na nữ sĩ mắt rồng ở một bên khống chế, làm lưới rồng ngừng cung cấp năng lượng cho tiết điểm của trường sinh giả ma môn. Trường sinh giả ma môn chiến đấu một mình, bại lui liên tiếp, địa bàn ngày càng nhỏ. Đại cục đã định, hắn giống như một khối u ác tính do virus ngưng tụ thành trong lưới rồng, bản thân ta không cách nào diệt trừ hắn, chỉ có thể mượn ngoại lực. May là cuối cùng cũng có thể thuận lợi cắt bỏ khối u này, Côn Na nữ sĩ mắt rồng chậm rãi nói. Xích Tiêu kiếm xoay thân kiếm nói vậy là ngay từ đầu ngươi đã lên kế hoạch sẵn rồi ư? Từ việc tiếp xúc với Tống Thư Hàn, trở thành bạn tốt của Thư Hàn, đến việc mượn sức mạnh lôi kiếp bát tấn cửu của Tống Thư Hàn chuyển hóa thành thiên phạt, nếu tất cả những chuyện này đều là kế hoạch mà cô bày ra, vậy ý chí lưới rồng cũng mưu mô quỷ quyệt quá rồi. Xích Tiêu kiếm cảm thấy nó không giỏi đối phó với kiểu người lắm thủ đoạn tâm tư kín đáo này. Ở chung với kiểu người tính toán đầy bụng thế này, có khi bản thân bị bán còn giúp đối phương đếm tiền cũng không chừng. Chi bằng cứ chơi với kiểu người thẳng thắn thành thật như Tống Thư Hàn, trực tiếp thi triển đại bảo kiếm càng thực tế. Xích Tiêu đao tiên sinh hiểu lầm rồi, Côn Na nữ sĩ mắt rồng lắc đầu giải thích, ta không có năng lực vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ như vậy, thật ra phần lớn đều là trùng hợp thôi. Tiếp xúc với Tống Thư Hàn đơn giản chỉ là vì mấy người bọn họ là kẻ đột nhập, là nhân loại không thuộc về thế giới Hắc Long nên thân là ý chí lưới rồng, đương nhiên cô sẽ chú ý đến. Sau đó từ khi tiếp xúc với Tống Thư Hàn, đối phương mang đến cho cô quá nhiều điều bất ngờ và ngạc nhiên. Nào là thiên phạt do ý chí của cục tròn dẫn đến, nào là hạt giống phong ấn khí tức ý chí cổ u mà Tống Thư Hàn trao đổi với cô, còn một chuyện nữa là tốc thăng cấp điên cuồng của Tống Thư Hàn. Nói tóm lại, kế hoạch chuyển hóa sức mạnh thiên kiếp thành thiên phạt, phần lớn đều được xây dựng dựa trên những điều kinh ngạc mà Tống Thư Hàn mang đến cho cô. Thậm chí ngay từ lúc đầu, cô không hề ngờ rằng có thể dẫn ra thiên kiếp cấp bậc bát tấn cửu từ trên người Tống Thư Hàn. Thư Hàn tiên sinh đúng là một người đàn ông chuyên mang những kinh ngạc đến cho người khác, Côn Na nữ sĩ mắt rồng nói. Lát nữa khi Thư Hàn tiên sinh độ thiên kiếp ngũ tấn lục, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp coi như là để báo đáp ngươi. Tống Thư Hàn, ta tưởng thiên kiếp ngũ tấn lục của ta mất rồi chứ, rõ ràng là hắn sắp độ thiên kiếp, kết quả thiên kiếp trên đỉnh đầu lại hóa thành thiên phạt chạy đi oanh tạc đại lão ma môn, bỏ rơi người độ kiếp là hắn đây đứng bơ vơ tại chỗ. Không đâu, chờ sau khi thiên phạt kết thúc, thiên kiếp của ngươi sẽ ngưng tụ sinh ra lần nữa, Côn Na nữ sĩ mắt rồng giải thích. Tiếp, quả cầu béo đã mở quyền hạn lưới rồng tối cao cho ngươi. Ngươi có chính thành quyền hạn lưới rồng trở lên, có quyền quản lý chỉ đứng sau quả cầu béo, có hiệu lực trong 20 ngày. Chúc mừng ngươi trở thành người đại diện có quyền hạn lưới rồng tối cao, Tống Thư Hàn, hỏi chấm, đây là món quà mà ta tặng lại cho Thư Hàn tiên sinh, đến lúc độ thiên kiếp ngũ tấn lục, ngươi có thể điều động toàn bộ sức mạnh của lưới rồng, chỉ cần ngươi đứng trong thế giới Hắc Long thì không phải lo về vấn đề thiên kiếp, Côn Na nữ sĩ mắt rồng nói, nhưng ta chỉ có thể mở quyền hạn cho ngươi trong 20 ngày thôi, nếu lâu hơn nữa thân thể ngươi sẽ đồng hóa với lưới rồng, đến lúc đó không cách nào rời khỏi lưới rồng được. Mặc dù ta rất muốn giữ Thư Hàn tiên sinh ngươi ở lại trong lưới rồng, nhưng hạn chế sự tự do của ngươi không phải là chuyện tốt, thì ra là vậy, cảm ơn, Tống Thư Hàn nói, không có gì, người nói cảm ơn phải là ta mới đúng, Côn Na nữ sĩ mắt rồng dùng hai tay nhấc hai bên váy, hành lễ kiểu thuộc nữ với Tống Thư Hàn, bây giờ Thư Hàn tiên sinh ngươi có thể nghiên cứu cách sử dụng lưới rồng trước. Đợi đến khi độ kiếp có thể phát huy công hiệu của lưới rồng một cách thành thạo, Tống Thư Hàn gật đầu, Tống, cẩn thận, đúng lúc này, tạo hóa tiên tử đột nhiên kêu lên, Tống Thư Hàn, hỏi chấm, mỹ nhân rắn công đức lập tức xuất hiện trên người Tống Thư Hàn, bảo vệ toàn thân hắn, cây bút lớn màu vàng trong tay tạo hóa tiên tử cách không điểm một phát, một chuỗi nho văn hóa thành một tấm gương sáng trước mặt Tống Thư Hàn,
tạo ra pháp thuật phòng ngự. Xích tiêu kiếm chợt lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện trong tay Tống Thư Hàn. Tổ hợp pháp khí tam thập tam thú không thể tiếp tục duy trì hình thái người khổng lồ hủy diệt, chúng tách ra thành hai bộ tổ hợp pháp khí, che chở Lý Âm Trúc và số hamster. Keng, một ma thần trụ lớn cỡ cây gậy đột nhiên hiện ra, đụng vào trước mặt Tống Thư Hàn, bị tấm gương sáng do nho văn biến thành chặn lại. Ma thần trụ xoay tròn rồi cắm xuống đất, tấm gương do nho văn biến thành vỡ nát tan biến. Tống Thư Hàn là đại lão ma môn ư, chỗ ở bị oanh tạc, cuối cùng đối phương thẹn quá thành giận nên muốn đích thân ra sân lấy lại mặt mũi. Nhưng tại sao vị đại lão ma môn này vừa ra sân đã công kích ta? Kẻ địch chân chính của hắn không phải ý chí lưới rồng ở bên cạnh sao? Ha ha ha, không ngờ lại đỡ được một kích của ta, con rệt như người trong vậy mà bóp cũng cấn tay đấy. Giọng nói trầm thấp của trường sinh giả ma môn vang lên. Ha ha ha. Không chỉ cấn tay, nói không chừng còn chém cục tay ngươi nữa đấy, tin không? Xích tiêu kiếm tiền bối đáp lại ngay. Tống Thư Hàn, xích tiêu kiếm tiền bối, ngài trả lời như vậy chẳng khác gì đang ngầm thừa nhận ta là một con rệp chứ. Tống, con rệp, tạo hóa tiên tử hát, mỹ nhân rắn công đức lập tức tiếp lời, con rệp như ngươi trông vậy mà bóp cũng cấn tay đấy. Tống Thư Hàn, Thư Hàn tiên sinh đừng sợ, để ta đối phó hắn. Long Đồng Cung tiên tử vỗ ngực nói, mặc dù ta không giỏi chiến đấu nhưng nơi này là địa bàn của ta, đối thủ cấp bậc trường sinh giả, một cuộc phiền toái lớn, sẽ toi mạng đấy. Bạch tiền bối phân thân uể oải nói, hắn cố gắng lấy lại tinh thần, Thư Hàn, đưa kiếm cho ta, lưu tinh kiếm đã đi theo bản thể tiến vào thế giới thiên kiếp bát tấn cửu rồi, mà mục tiêu lại là tồn tại cấp bậc trường sinh giả, không thể dùng phi kiếm dùng một lần được. Tống Thư Hàn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thi triển một phát dưỡng đao thuật lên thân xích tiêu kiếm tiền bối. Xích tiêu kiếm tiền bối, ngài thử hợp tác với bạch tiền bối xem sao. Vốn dĩ xích tiêu kiếm định từ chối, bởi mặc dù nó là kiếm nhưng lại am hiểu đao ý, song nể tình dưỡng đao thuật, nó đồng ý đề nghị của Tống Thư Hàn. Kiếm quang chợt lóe, xích tiêu kiếm tiền bối xuất hiện trong tay bạch tiền bối. Bạch đạo hữu, chúng ta hợp tác một lần thử xem. Nhưng nói trước nhé, sở trường của ta là đao ý, nếu không phối hợp hoàn mỹ cũng không thể trách ta. Ta cảm thấy hai ta sẽ rất hợp đấy. Bạch tiền bối phân thân chạm vào thân kiếm xích tiêu, ánh sáng lóe lên, một phát dưỡng đao thuật được thi triển ra. A, à, đã quá, xích tiêu kiếm kinh ngạc nói, bạch đạo hữu cũng biết pháp thuật này à. Thư Hàn đã sử dụng pháp thuật này đối với ta rất nhiều lần, chỉ cần biết nguyên lý của pháp thuật, muốn mô phỏng lại không hề khó. Bạch tiền bối phân thân trả lời, trước kia lúc hắn ngủ, Tống Thư Hàn ngứa tay nên ném không biết bao nhiêu phát dưỡng đao thuật lên người hắn. Thế là bạch tiền bối phân tích ra được nguyên lý của dưỡng đao thuật. Xích tiêu kiếm tiền bối vừa nhớ lại dư vị vừa rồi vừa bình luận, không hổ là bạch đạo hữu, dưỡng đao thuật mà ngươi mô phỏng lại rất giống của Thư Hàn tiểu hữu, chỉ khác nhau mấy chỗ rất nhỏ thôi. Những khác nhau nhỏ xíu này không hề ảnh hưởng đến hiệu quả của dưỡng đao thuật, dù sao đối với xích tiêu kiếm cái nào cũng rất thoải mái. Bạch tiền bối cầm kiếm, xích tiêu kiếm tiền bối dốc toàn lực phối hợp. Ngay sau đó, một người một kiếm tiến vào trạng thái tâm ý tương thông. Nếu cho bọn họ thêm chút thời gian phối hợp, không chừng cả hai còn có thể đi vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Tống Thư Hàn giơ tay lên cao, hai bộ tổ hợp pháp khí tam thập tam thú ngưng tụ thành hình. Thánh Thành không bao giờ thất thủ bảo vệ số hamster và tiểu âm trúc, đồng thời võ trang cho Tống Thư Hàn. Còn Thánh Kiếm Trung Yên thì bay lơ lửng trên đỉnh đầu Tống Thư Hàn. Vẻ mặt Tống Thư Hàn rất bình tĩnh. Dù phải đối mặt với đại lão ma môn, trường sinh giả đỉnh cấp, hắn vẫn không hề sợ hãi. Dù sao đội ngũ bên phe hắn rất hoành tráng, bản thân hắn thực lực chống lại trường sinh giả, vả lại, thế giới hạch tâm của hắn đã bắt đầu hồi phục. Có quyền quản lý lưới rồng tối cao trong tay, thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàn bắt đầu giải trừ hiệu ứng chặn kết nối, chỉ cần thế giới hạch tâm không phế thì Tống Thư Hàn sẽ không sợ. Trong thế giới hạch tâm của hắn còn có ngoại viện cực mạnh, ngoài ra bạch tiền bối tu cũng bắt đầu liên hệ với hắn rồi. Bên ngươi xảy ra chuyện gì à? Sao ta cảm ứng được khí tức của thiên phạt thế? Giọng của bạch tiền bối tu vang lên trong đầu Tống Thư Hàn. Bạch tiền bối, có người muốn đánh ta, đối phương là đại lão trường sinh giả đỉnh tiêm. Tống Thư Hàn lập tức trả lời. Bạch tiền bối tu tò mò hỏi, vị bạch tiền bối hiện thế của ngươi đâu? Chẳng phải hắn trở về rồi sao? Bạch tiền bối hiện thế đi vào thiên kiếp bát tấn cửu của ta chơi rồi. Tống Thư Hàn trả lời. Bạch tiền bối tu, vậy có cần ta giúp một tay không? Hiện giờ bên cạnh ngươi có ai? Có phân thân của bạch tiền bối hiện thế, xích tiêu kiếm tiền bối, tạo hóa tiên tử, ý chí lưới rồng. Ngoài ra trong thế giới hạch tâm mở ra của ta còn có quy tiền bối, không biết đầu của sở các chủ có tính là một trợ lực không? Tống Thư Hàn suy nghĩ một chút rồi trả lời. Bạch tiền bối tu, với đội ngũ này thì sao mà ngươi thua được? Được rồi, ta đã rõ tình hình bên đó rồi. Hiện giờ thế giới Hắc Long đang có thiên phạt, ta không tiện ra mặt,
tránh cho bị thiên phạt bổ lên đầu. Dù sao ta cũng là chúa tể cửu U, nhưng nếu bên các ngươi xảy ra vấn đề gì thì cứ mở cổng truyền tống chạy đến thế giới cổ U. Bây giờ ta đang bố trí một ít thứ thú vị ở thế giới cổ U, nếu người đánh ngươi đuổi đến cổ U, cứ giao cho ta xử lý, bảo đảm sẽ tặng cho hắn một kỷ niệm cả đời khó quên. Bạch Tiền Bối tu trả lời, Tống Thư Hàn, ta hiểu rồi, Bạch Tiền Bối. Sau đó hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào khu vực hố đen tiếp điểm lưới rồng mà đại lão Ma Môn đang ở. Đến đây, đến đánh ta đi. Ha ha ha, một con rệp bóp một lần không chết, ta sẽ không bóp lần thứ hai. Yên tâm đi, ít nhất hôm nay mạng nhỏ của ngươi vẫn giữ được. Giọng nói trầm thấp của đại lão Ma Môn vang lên lần nữa. Tạo hóa tiên tử, Tống, con rệp, hôm nay, lại sống sót rồi. Mỹ nhân rắn công đức, ít nhất hôm nay mạng nhỏ của ngươi vẫn giữ được, Tống Thư Hàn. Ngoài ra, có thể dẫn thiên phạt đến đối phó ta, phải nói trình độ mưu kế của ngươi cao hơn tưởng tượng của ta một chút, nhưng cũng chỉ cao hơn mức nhỏ bé không đáng kể một chút xíu mà thôi. Giọng của đại lão Ma Môn tiếp tục nói, song nếu đây là toàn bộ mưu lược và lá bài tẩy của ngươi thì hôm nay ngươi phải thất vọng rồi. Đồng tử của Côn Na nữ sĩ mắt rồng co rụt lại, hôm nay đúng là một ngày tốt, ta khổ sở chờ đợi nghìn vạn năm, cuối cùng thời cơ cũng đã đến. Tuy thiên phạt do ngươi dẫn xuống nằm ngoài dự liệu của ta nhưng ta rất vui, bởi vì nó đến rất đúng lúc, đại lão Ma Môn cười to. Ngay sau đó trong khu vực hố đen tiếp điểm lưới rồng lại có 1088 cây trụ bay lên. 108 cây trụ này đã ẩn nấp sẵn ở sâu trong khu vực hắc động, nghìn vạn năm qua vẫn luôn chiếm đoạt, hấp thu sức mạnh của lưới rồng, cho các ngươi chứng kiến thủ đoạn của ta, đại lão Ma Môn nói. Lời vừa dứt, 108 cây trụ kia bỗng hợp lại, đây hình như là một bộ tổ hợp pháp khí đầy đủ. Sau khi tổ hợp xong, 108 cây trụ hóa thành vực sâu, từ thế giới lưới rồng kết nối với một thế giới khác, thế giới cổ U. Thiên phạt trong hư không tiếp tục giáng xuống. Trường sinh giả Ma Môn cười khà khà, hắn đưa tay chộp một phát, từ trong bụng rút ra một bóng người. Bóng người kia đón gió phình to, hóa thành dáng dấp của bản tôn. Đồng thời bóng người kia tung người nhảy vào thế giới cổ U. Trên người nó mang theo khí tức của ý chí hỗn độn cổ U. Thiên phạt như bị dẫn đi, đuổi theo bóng người kia, đánh vào trong cổ U. Thiên phạt không ngừng oanh tạc thế giới cổ U. Di hoa tiếp mộc, dẫn nước về đông. Côn Na nữ sĩ mắt rồng nhíu mày, không hiểu rốt cuộc trường sinh giả Ma Môn này muốn làm gì. Tống Thư Hàn, hay là chúng ta cứ xông thẳng lên đánh hắn đi. Ta có linh cảm nếu để tên này làm xong việc thì sẽ rất phiền toái. Đậu xanh, sao thiên phạt lại đánh vào thế giới cổ U? Các ngươi lại làm gì vậy hả? Tiếng của Bạch Tiền Bối tu lại vang lên trong đầu Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn, chuyện này không liên quan đến bọn ta, chính tên trường sinh giả Ma Môn muốn đánh ta kia làm đấy, hắn dùng thủ đoạn dẫn thiên phạt vào thế giới cổ U. Bọn ta hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì, phát nhà hắn, Thư Hàn. Đưa hắn vào danh sách đen cho ta, xem ta có hành chết hắn không, Bạch Tiền Bối tu cả giận quát. Hiển nhiên thứ thú vị mà hắn bố trí ở thế giới cổ U cũng chịu ảnh hưởng của thiên phạt, không chừng còn bị phá hỏng không ít, thế nên Bạch Tiền Bối tu mới tức giận như vậy. Tống Thư Hàn cười khà khà đáp, chuyện nhỏ, ta lập tức tạo danh sách đen ngay đây. Ha 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 ha, ở đằng xa, trường sinh giả Ma Môn cất giọng cười sang sảng. Thiên phạt đến thật đúng lúc, chính là lúc này, ý chí hỗn độn của cổ U, hôm nay chính là ngày ngươi vỡ nát hoàn toàn, trường sinh giả Ma Môn thầm nói, hủy diệt ý chí cổ U, chiếm đoạt thế giới cổ U, sau đó thẳng đường thôn tính luôn cả lưới rồng của thế giới Hắc Long. Đến lúc đó, hắn sẽ thuận lợi trở thành chúa tể của cả thế giới Hắc Long và thế giới cổ U. Ngay lúc hắn đang ảo tưởng, tích bá Tống Huyền Thánh đã đưa ngươi vào danh sách đen, trường sinh giả Ma Môn, đưa vào danh sách đen là cái quái gì vậy? Hình như là thứ gì đó nghe có vẻ giống với pháp khí liệp sát bảo điển của Ma Thần Tông nhà hắn. Ma Thần Tông có một món pháp khí là một quyển bảo điển, bất kỳ ai bị ghi tên vào bảo điển đều trở thành đối tượng săn giết của Ma Thần Tông. Nếu đệ tử trong tông lấy được đầu của kẻ có tên trong liệp sát bảo điển thì có thể về tông lĩnh thưởng. Thật ra trong các đại môn phái đều có pháp khí tương tự với loại bảo điển này, chỉ là tên khác nhau mà thôi. Lẽ nào đưa vào danh sách đen chính là đưa ta vào danh sách đối tượng săn giết, trường sinh giả Ma Môn thầm nghĩ, lá gan của tên bá Tống Huyền Thánh này không nhỏ. Hơn nữa sau khi đưa vào danh sách đen còn thông qua lưới rồng cưỡng chế gửi thông báo cho hắn, không hề cho hắn có cơ hội phản đối, bá đạo vô cùng, rất giống phong cách làm việc của Ma Môn hắn. Nhưng tên bá Tống này là ai? Tại sao lại đột nhiên đưa ta vào danh sách đen chứ? Trong lúc đang suy nghĩ, đại lão trường sinh giả Ma Môn quét mắt về phía con rệp kia. Đại lão Ma Môn, không sai, trên người con rệp này lại treo thánh ấn, bá Tống Huyền Thánh. Rõ ràng chỉ là một tu sĩ ngũ phẩm vậy mà trên người lại treo dấu ấn huyền thánh. Thảo nào lúc bóp hắn lại cấn tay như vậy, rốt cuộc tên này có lai lịch gì đây? Xem ra mình đã coi thường hắn rồi. Thú vị, bá Tống Huyền Thánh,
không ngờ lại đưa ta vào danh sách đen, là ta xem thường ngươi. Đại lão ma môn quét mắt nhìn Tống Thư Hàn, trầm giọng nói, Tống Thư Hàn, hỏi chấm, tích, thêm chức năng, danh sách đen, tích tích tích, đã thành công đưa trường sinh giả ma môn Hà Chỉ Ma Đế vào danh sách đen, thảo nào đại lão ma môn cứ nhìn ta với ánh mắt là lạ, hại chết ta rồi, có chức năng đưa vào danh sách đen nhà ai mà lại còn thông báo cho đối phương biết không? Lẽ nào QR code của ta hiểu sai về chức năng danh sách đen, ta rút lại lời nói lúc nãy, nếu đã đưa ta vào danh sách đen liệt vào đối tượng săn giết thì ngươi cũng phải có giác ngộ tương ứng, đại lão ma môn Hà Chỉ Ma Đế trầm giọng nói, Tống Thư Hàn ngẩng đầu nhìn trời, có phải đại lão ngài hiểu sai về chức năng danh sách đen rồi không? Thật ra, ta không phải bá Tống Huyền Thánh, ta là bá Nho Huyền Ma, đột nhiên Tiếp Tiên Tử sau lưng Tống Thư Hàn lên tiếng, trong lúc nói chuyện, Tiếp Tiên Tử nâng hai tay lên, ma ấn bá Nho hiện ra, tỏa sáng lấp lánh, Hà Chỉ Ma Đế, hỏi chấm, thứ này thoạt nhìn không giống thánh ấn thật. Vì vậy hắn lại quét mắt nhìn Tống Thư Hàn, thật sự không phải bá Tống Huyền Thánh, mà là bá Nho Huyền Ma, lẽ nào vừa rồi ta hoa mắt ư, Tống Thư Hàn, Tống, cạn lời. Thư Hàn, hắn đang kéo dài thời gian đấy, lúc này Bạch Tiền Bối phân thân lên tiếng, đừng nói nhảm với hắn nữa, đánh hắn à, Cung Na nữ sĩ mắt rồng hỏi, Bạch Đạo Hữu, chúng ta đánh trận đầu nào, Xích Tiêu Kiếm nói, mệt, Bạch Tiền Bối phân thân nhìn về phía Cung Na nữ sĩ mắt rồng, lên. Thật ra chuyện đối phó với trường sinh giả ma môn không liên quan đến bọn họ lắm, Tống Thư Hàn và hắn cũng chỉ là khách, Cung Na nữ sĩ mắt rồng mới là chủ nhà, cô ấy mới là người phải sốt ruột, vậy để ta lên, hiển nhiên Cung Na nữ sĩ mắt rồng cũng hiểu rõ đạo lý này, cô vẫy hai tay giống như một nhạc trưởng, sau đó có một luồng sáng màu vàng rực rỡ ngưng tụ thành hình ở sau lưng cô, lưới rồng của thế giới Hắc Long đang phối hợp với cô. Trong luồng sáng vàng rực rỡ dùng sức mạnh ý chí của lưới rồng ngưng tụ ra này có sức mạnh pháp tắc bổ đôi thế giới, tiếc là bây giờ cô chỉ có thể điều động sức mạnh về mặt ý chí lưới rồng, còn về ma lực thuộc về lưới rồng, một giọt cũng không thể sử dụng. Một khi điều động sử dụng ma lực, đồng nghĩa với việc mở ra trạng thái phong cấm, đến lúc đó tiết điểm lưới rồng của trường sinh giả ma môn sẽ được cung cấp ma lực lưới rồng cuồn cuộn không ngừng, thậm chí trong thời gian ngắn còn có thể khôi phục như lúc đầu. Trong quá trình luồng sáng vàng ngưng tụ, mặt đất dưới chân Cung Na nữ sĩ mắt rồng không ngừng nứt toát, mặt đất không chịu nổi sức mạnh lớn như vậy. Đây là sức mạnh lớn nhất của ta lúc này, Cung Na nữ sĩ nói. Luồng sáng vàng ngưng tụ sau đó hóa thành quang pháo bắn về phía trường sinh giả ma môn, khóa mục tiêu vào 108 cây ma thần trụ kia. Những nơi quang pháo đi qua, vạn vật nứt vỡ, bị sức mạnh của pháp tắc bổ đôi thế giới chém nứt. Cũng trong lúc đó, công kích của Bạch Tiền Bối phân thân và Xích Tiêu Kiếm theo sát phía sau, phần thiên tích địa kiếm. Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng xoay cổ tay, trên thân Xích Tiêu Kiếm bùng lên ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, đồng thời có một luồng kiếm ý khai thiên tích địa và đao ý thiêu trời đốt đất hợp lại với nhau, tạo thành hiệu quả đao kiếm hợp kích. Bạch Tiền Bối sử dụng Xích Tiêu Kiếm, thành công chém ra kiếm khí, Xích Tiêu Kiếm kích động đến mức suýt rơi lệ. Thân là một thanh thần binh trường sinh giả loại kiếm, đây vẫn là lần đầu tiên nó thật sự chém ra công kích kiếm ý. Đao ý thiêu trời đốt đất là phần thiên hỏa diễm đao do sức mạnh của Xích Tiêu Tử tồn trữ trong thân kiếm biến thành, còn kiếm ý khai thiên tích địa là một kiếm cực mạnh do Bạch Tiền Bối phối hợp với nó chém ra, đao kiếm hợp nhất, bù đắp cho nhau, phát huy ra tổ hợp hiệu quả 1+1=2, ha ha ha, ngươi cho rằng ta đang kéo dài thời gian ư. Chẳng qua ta chỉ đang làm một chuyện quan trọng hơn, lười phân thần thôi, Hà Chỉ Ma Đế nói, dứt lời, bên vị trí cánh tay trái của hắn có một ma văn nhấp nháy. Trong ma văn phát ra một tiếng phượng hót cao vút, ngay sau đó có một con minh phượng tắm trong lửa đen xuất hiện, thân hình minh phượng cực lớn, lớn chừng một thành nhỏ. Nó dang rộng hai cánh chắn phía trước luồng sáng vàng chói lọi của Cung Na nữ sĩ, bảo vệ 108 ma thần trụ, quang pháo do luồng sáng vàng rực rỡ hình thành bắn lên thân minh phượng. Ngay lúc đó, toàn bộ sức mạnh pháp tắc bổ đôi thế giới ẩn chứa trong quang pháo được phóng ra, minh phượng ngửa mặt lên trời rít một tràng dài. Một hình chiếu thế giới hắc viêm hiện lên trên thân hình nó, ngoan cường chống lại công kích của quang pháo, ánh sáng chói mắt, ngọn lửa màu đen, sức mạnh to lớn bổ đôi thế giới, tiểu thế giới sụp đổ. Trong nháy mắt, quang pháo tắt, hình chiếu thế giới hắc viêm do Minh Phượng chiếu ra cũng biến mất, thân thể Minh Phượng nhỏ lại một vòng, nhưng nó vẫn tràn đầy sức sống. Nó kiêu ngạo ngẩng đầu thét dài giống như một con gà trống to màu đen ngạo mạn sau khi giành được chiến thắng. Ngay lúc nó thét dài, một luồng đao ý mang theo lửa phần thiên kết hợp với kiếm ý sắc bén chém lên người nó với tốc độ cực nhanh. Minh Phượng không né tránh mà dù có muốn tránh cũng không được, bởi tốc độ của một kiếm này quá nhanh. Nó cảm ứng được ngọn lửa phần thiên trong đao ý và kiếm ý khai thiên tích địa nhưng hai thứ này nó đều miễn dịch. Thân là Minh Phượng, lửa là thức ăn của nó, trên đời này không có loại lửa nào có thể đả thương nó.
đồng thời thân thể nó kết nối với thế giới hắc viêm, kiếm ý khai thiên tích địa cũng không làm gì được nó. Rắc, một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, Minh Phượng bị đao kiếm hợp kích chém trúng. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàn cũng ra tay, hắn lấy ra một thanh đại đao đầu quỷ quái dị, đồng thời con mắt thánh nhân trong mắt trái sáng lên. Ở sau lưng hắn, Tạo Hóa Tiên Tử nghiêm túc nói, tại hạ là Bá Tống, 18 tuổi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu ta có chỗ nào đắc tội, các ngươi đến đánh ta đi. Cô cũng nâng tay lên, phối hợp với Tống Thư Hàn triệu hoán thánh ấn Bá Tống Huyền Thánh. Tiên tử, lần sau chúng ta nên sửa câu thoại này lại một chút, để thế này kéo cừu hận quá, Tống Thư Hàn nói. Lời vừa dứt, con mắt trái của hắn sáng lên, bắn ra một luồng sáng ánh nhìn mang thai về phía Hà Chỉ Ma Đế. Ánh nhìn mang thai không có hiệu quả đối với cường giả tuyệt thế chân chính. Hiển nhiên Ma Đế thuộc về hàng ngũ cường giả tuyệt thế, nhất định có thể miễn dịch với thuật giám định cường giả. Nhưng Tống Thư Hàn vẫn thi triển ánh nhìn mang thai không chút do dự. Dù sao cũng là công kích do con mắt thánh nhân Nho Gia bắn ra, là công kích của người đàn ông tài ba nhất thế gian. Dù chỉ là một tiểu pháp thuật, dù nó không có hiệu quả gì nhưng vẫn có thể tạo được tác dụng dọa người ta giật mình. Dù sao cứ mở mắt trừng một phát trước, không quan tâm có hữu hiệu hay không, cứ trừng mắt nhìn là được, có mất gì đâu. Thế nào là hiếu, Ích Tiên Tử hô to. Tạo Hóa Tiên Tử, thế nào, cô còn chưa đọc xong lời thoại, Tống Thư Hàn đã bắn ánh nhìn mang thai lên người Hà Chỉ Ma Đế. Tạo Hóa Tiên Tử trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàn. Sao lại như vậy, cô vẫn chưa đọc xong lời thoại mà. Biết tình yêu của mẹ vĩ đại thế nào không? Ích Tiên Tử tiếp lời, lại cướp câu thoại một lần. Tạo Hóa Tiên Tử im lặng ngồi xổm sau lưng Tống Thư Hàn, hai tay ôm đầu. Ở phía xa, Hà Chỉ Ma Đế bị ánh nhìn mang thai đánh trúng. Không phải hắn cao ngạo, xem thường con rệp như Tống Thư Hàn nên đứng im ở đó hứng trọn công kích để ra vẻ ta đây. Mà là do hắn không nhúc nhích được, Minh Phượng bị miễu sát rồi. Ngay lúc trảm kích của đao kiếm hợp nhất chém trúng người Minh Phượng mới hét lên một tiếng thì đã bị miễu sát. Rõ ràng có thuộc tính miễn dịch với sát thương của lửa, lại kết nối với thế giới hắc viêm nên không sợ công kích kiếm khí loại hình sắc bén. Nhưng khi trảm kích của đao kiếm hợp nhất cuốn lấy Minh Phượng lại bị miễu sát một cách kỳ lạ. Đến lúc này Hà Chỉ Ma Đế vẫn không rõ tại sao Minh Phượng của mình lại toi mạng. Rốt cuộc nguyên lý gây sát thương của chiêu đao kiếm hợp nhất này là gì? Tại sao có thể miễu sát Minh Phượng trong một chiêu, thậm chí làm Minh Phượng cũng không kịp kích hoạt kỹ năng dục hỏa trùng sinh chứ? Không thể nào hiểu nổi. Sau khi Minh Phượng bị miễu sát, trảm kích của đao kiếm hợp nhất cũng biến mất. Lúc Minh Phượng chết, Ma Đế bị phản vệ, thân thể cứng đờ trong nháy mắt. Mà đúng trong một nháy mắt này, công kích đến từ Bá Tống đã bắn trúng người hắn. Trong luồng công kích này mang theo một loại khí tức khiến Hà Chỉ Ma Đế phải giật mình kinh ngạc. Lúc Hà Chỉ Ma Đế lẻn vào thế giới cổ u cắm mắt, thánh nhân Nho Gia vẫn chưa ra đời nên Hà Chỉ Ma Đế không biết thánh nhân Nho Gia. Nhưng, hắn tuyệt đối không quên loại khí tức trường sinh giả siêu mạnh thuộc cấp bậc đỉnh phong này. Loại khí tức cực mạnh này rất giống với khí tức của một vị đã làm người cả đời chưa từng thất bại lần nào như hắn phải nếm mùi thất bại cay đắng. Là khí tức của nhân vật vô địch đương thời chân chính, trấn áp chư thiên vạn giới. Bụp, luồng sáng bắn trúng người hắn. Nhưng Hà Chỉ Ma Đế phát hiện thân thể hắn không hề bị thương hay có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Đây mới là phiền toái nhất. Ma Đế nhíu mày, thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Năm đó, hắn cũng từng trúng một kỹ năng thoạt nhìn rất bình thường, rất đơn giản, có vẻ không đau không đớn gì nên hắn không thèm để mắt đến, vẫn hăng hái tái chiến, song cuối cùng kỹ năng nhìn như vô hại kia lại khiến hắn hối hận cả đời. Đối với công kích của tồn tại ở cấp bậc này, cho dù là một tiểu pháp thuật cũng không thể xem thường. Ma Đế bắt đầu kiểm tra thân thể. Đúng lúc này, trong đường hầm do 108 cây ma thần trụ sau lưng hắn tổ hợp thành đột nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn. Ma Đế, hỏi chấm, ầm. Lúc này trảm kích của đao kiếm hợp nhất do Bạch Tiền Bối phân thân chém ra đã biến mất sau khi miễu sát Minh Phượng đột nhiên xuất hiện, chém lên ma thần trụ. Chuyện gì thế này? Không có dao động không gian, Tư Dựng lại xuất hiện. Sao không hợp lý gì hết vậy hả? Ở phía xa, mí mắt Bạch Tiền Bối phân thân cụp xuống, mệt chết ta. Vừa rồi trong trảm kích của đao kiếm hợp nhất, hắn còn bút thêm cách vận dụng kỹ năng siêu thời không mạng bộ của rùa tai ương khổng lồ. Sau khi tiêu diệt Minh Phượng, trảm kích tiến vào trạng thái siêu thời không mạng bộ. Trạng thái này là một năng lực thần kỳ mà ngay cả chúa tể cửu u cũng không cảm ứng được. Biến mất lặng lẽ không tiếng động, lúc xuất hiện lại cũng không hề tạo ra chút dao động không gian nào. Sau đó 108 cây ma thần trụ bị nổ một đợt, cũng may ma thần trụ rất cứng rắn nên vẫn chịu đựng được nhưng Ma Đế lại mệt tim vô cùng. Ánh mắt của hắn lại lướt qua bóng người tuấn mỹ có mái tóc dài đến eo ở đằng xa. Rốt cuộc tên này có lai lịch gì đây? Ma Đế có linh cảm nam tử tuấn mỹ này mới là đối thủ lớn nhất của hắn. Rất có thể sự tồn tại của nam tử này sẽ phá hỏng đại kế nghìn vạn năm của hắn. Khi hắn nhìn chằm chằm vào bóng người tuấn mỹ kia,
trong đầu tự nhiên hiện lên thánh hào của đối phương. Bạch Thánh, đây là ảnh hưởng của hiệu ứng nhân vật thiên hạ ai cũng biết. Đừng nói với ta vị Bạch Thánh này là huyền thánh bát phẩm mới tấn thăng nhé. Nếu huyền thánh bát phẩm nào ở hiện thế thời đại bây giờ cũng trâu bò như thế thì hắn còn lập đại kế nghìn vạn năm gì nữa, cứ nằm chờ chết cho rồi. Trong lòng hắn chợt dâng lên một linh cảm mãnh liệt, phải giết chết tên Bạch Thánh này trước. Loại linh cảm này cực kỳ mãnh liệt, đối với những tồn tại ở đẳng cấp như hắn, bình thường rất ít khi sẽ có linh cảm mãnh liệt như vậy. Hà Chỉ Ma Đế bắt đầu ra tay, một thanh trường thương hiện ra trong tay hắn, khóa mục tiêu vào Bạch Thánh. Trường thương bị ném mạnh ra, dùng hết năng lượng rồi. Lúc này Bạch Tiền Bối phân thân đột nhiên nói, Xích Tiêu kiếm, hỏi chấm, không chịu nổi nữa, mệt, phải trở về. Bạch Tiền Bối phân thân nói tiếp, nói xong, phân thân đột nhiên biến mất, chỉ để lại một mình Xích Tiêu kiếm lơ lửng trên không trung. Đột nhiên mất đi mục tiêu khóa sẵn, trường thương do Hà Chỉ Ma Đế dốc toàn lực ném ra chợt dừng giữa không trung trong chốc lát, sau đó trường thương bỗng nhiên bộc phát, đánh về phía nhóm người Tống Thư Hàn. Tên Bạch Thánh bỗng dưng biến mất nhưng mấy người Tống Thư Hàn vẫn còn ở kia. Một khi bảo thương của hắn đi ra, nhất định phải thấy máu mới trở về. Thư Hàn tiên sinh, một thương này cứ giao cho ta. Ngươi chỉ cần tập trung công kích thôi, Côn Na nữ sĩ mắt rồng nói. Cô lại dốc toàn lực điều động sức mạnh của ý chí lưới rồng, ngưng tụ ra luồng sáng vàng rực rỡ. Xích Tiêu kiếm cũng lên tiếng, Thư Hàn, sử dụng phần thiên hỏa diễm đao, nhân quả đao. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàn vung thanh nhân quả quỷ đầu đao kia lên. Đây là đại đao do nửa đoạn nhân quả thương biến thành, đại đao vung lên, nặng nề mạnh mẽ. Sau khi đao nhân quả xuất hiện, bảy viên tiểu kim đan trong người Tống Thư Hàn sáng lên, từng sợi dây nhân quả chui ra từ sau lưng hắn. Sợi thứ nhất nối với Bạch Tiền Bối, sợi thứ hai nối với Bạch Tiền Bối tu, sợi thứ ba nối với bóng dáng thánh nhân hư ảo, cuối cùng lại biến thành con mắt thánh nhân. Sợi thứ tư nối với Sở Các Chủ tu và đầu của Sở Các Chủ, sợi thứ năm xuyên qua thiên đế, nối với một vị tồn tại thần bí. Sợi thứ sáu rẽ ngoặt, nối với một con rồng đốn quấn trên cây cột. Sợi thứ bảy kéo dài đến trên người Côn Na tiên tử mắt rồng ở bên cạnh. Nhân quả đao mới vừa tiến vào cảnh giới nhập môn, Tống Thư Hàn cố lắm mới thi triển được môn đao pháp cực mạnh này. Nhưng thanh quỷ đầu đao trong tay hắn có lai lịch không hề tầm thường. Đao này là do thần binh nhân quả thương được ý chí hỗn độn cổ u dùng pháp tắc ngưng tụ ra biến thành. Chỉ cần dẫn dắt đúng cách là có được một lần sử dụng sức mạnh nhân quả. Đao pháp nhân quả đao mà Xích Tiêu kiếm tiền bối suy diễn ra chính là một tư thế dẫn dắt chính xác, nhờ vậy mà Tống Thư Hàn thành công dẫn sức mạnh nhân quả ẩn trong quỷ đầu đao ra. Hơn nữa do bảy viên tiểu kim đan trong cơ thể hắn kết nối với bảy đại lão bảy hệ, vậy nên một đao này lại kéo các đại lão có quan hệ mật thiết với Tống Thư Hàn vào. Tống Thư Hàn cũng bị hiệu quả của một đao này làm giật mình, lẽ nào muốn mượn một phần sức mạnh của tất cả các tiền bối có kết nối với sợi dây nhân quả? Nếu đúng như vậy, đây không phải là nhân quả đao nữa mà là đao pháp, đánh không lại thì đi mách phụ huynh mới đúng. Đao này vừa ra, khắp chư thiên vạn giới ai có thể cản nổi. Điều đáng tiếc duy nhất là quỷ đầu đao do nhân quả thương biến thành chỉ có thể dùng một lần. Lần này dùng xong rồi, không biết phải chờ đến cảnh giới nào mới chém ra được một đao như vậy. Thôi kệ, nếu đã chém ra một đao này rồi thì cứ chém cho sảng khoái đi. Tống Thư Hàn nghĩ đến đây, đao trong tay đột nhiên chém xuống. Bảy viên tiểu kim đan điên cuồng cộng hưởng. Tiểu kim đan thứ nhất, bá đao. Thánh thành, không bao giờ thất thủ, yêu đan bảy màu, bá tống, thánh kiếm, kết thúc thế giới, kim cương công đức, bá nho, thánh nhân, không ai không dạy, hạch tâm huyết ma, bá ma, thánh huyết, nguyền rủa vô hạn, lò phản ứng lò hạch tâm, bá bá, thánh hạch, hành tinh hủy diệt, thần huyết cổ vu, bá vu, thánh tế, chư thiên vạn giới, cổ u long phách, bá long, thánh long, triệu hồi lưới rồng, sau đó, hắn tiến vào giai đoạn tụ lực, Tống Thư Hàn, hỏi chấm, hơn nữa giai đoạn tụ lực này kéo dài khá lâu. Nói đơn giản là thời gian dùng để tụ lực cũng đã đủ để kẻ địch chém chết Tống Thư Hàn mấy chục lần với đủ loại tư thế, sau đó cắt hắn thành từng miếng. Cảnh tượng bản thân vung đao cực ngầu, phe địch tan tác giống như trong tưởng tượng của Tống Thư Hàn hoàn toàn không tồn tại. Xích Tiêu kiếm, ở trong mắt nó, Tống Thư Hàn vung đao đến giữa chừng thì như bị kẹt lại, chậm chạp không chém xuống, làm kiếm sốt ruột muốn chết. Ầm, ở đằng xa, đại thương mang theo khí thế sát phạt của ma đế đánh đến, những nơi đại thương đi qua, ngay cả không gian cũng bắt đầu vỡ nát. Côn Na nữ sĩ mắt rồng điên cuồng ngưng tụ luồng sáng vàng chói mắt, đánh về phía thanh đại thương kia. Đại thương sắc bén không gì cản nổi, mà Côn Na nữ sĩ mắt rồng lại có toàn bộ thế giới Hắc Long ủng hộ cô, dốc hết sức chống đỡ. Ngoài ra dường như ma đế có điều kiên kỵ khi đối mặt với Côn Na nữ sĩ, uy lực của đại thương hơi thu liễm, có vẻ như hắn vẫn không thể trực tiếp chém chết Côn Na nữ sĩ. Hai loại sức mạnh giằng co với nhau, duy trì thế cân bằng vi diệu. Tạo hóa tiên tử ngưng tụ nho văn lần nữa,
nhưng lần này không tấn công mà bút nho văng lên người Côn Na nữ sĩ mắt rồng, tiếp sức để Côn Na để có thể chống đỡ lâu hơn. Mỹ nhân rắn công đức phụ trách bảo vệ Tống Thư Hàn, tạo ra hình chiếu một tòa công đức điện để Tống Thư Hàn không bị quấy nhiễu trong thời gian tụ lực. Xích tiêu kiếm lượn quanh Tống Thư Hàn, đề phòng những biến cố bất ngờ có thể xảy ra. Cũng trong lúc đó, sợi dây nhân quả kết nối với bạch tiền bối là sợi dây nhân quả thứ nhất gửi sức mạnh về cho Tống Thư Hàn. Một luồng sức mạnh từ chỗ bạch tiền bối truyền qua, bút thêm hiệu ứng siêu thời không mạng bộ lên một đao của Tống Thư Hàn. Bây giờ bạch tiền bối đang ở trong thế giới thiên kiếp bát tấn cửu, không ngờ bận như vậy mà vẫn dành ra chút thời gian trợ giúp Tống Thư Hàn. Sợi dây nhân quả kết nối với bạch tiền bối tu xếp thứ hai, có một luồng sức mạnh pháp tắc hợp từ ba loại sức mạnh tàn phá, hủy diệt, kết thúc lại thành một dung nhập vào một đao của Tống Thư Hàn. Đây là mấy loại sức mạnh pháp tắc bạo lực nhất của chúa tể cửu u. Phần sức mạnh của bạch tiền bối tu được gửi về kèm theo một lời nhắn: hành hắn như tử cho ta. Còn một điều nữa, chính ngươi chú ý an toàn đấy, ý chí hỗn độn của u sắp không chịu nổi rồi, đoán chừng sẽ vỡ nát tạm thời. Ma đế đã kéo tất cả thiên phạt cường hóa vào trong thế giới của u nhằm mục đích muốn làm ý chí hỗn độn của u vỡ nát một lần nữa. Ý chí hỗn độn của u không thể bị xóa bỏ triệt để, chỉ cần thế giới của u vẫn còn tồn tại, cho dù ý chí hỗn độn có bị đánh nát thì sau một quãng thời gian, nó sẽ ngưng tụ ra lại trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Xếp thứ ba là sợi dây nhân quả đứt đoạn kết nối với thánh nhân. Vốn dĩ Tống Thư Hàn cứ tưởng rằng sợi dây nhân quả này đã phế, hắn không thể lấy được bất kỳ trợ lực gì từ nó, nhưng không ngờ nó vẫn có tác dụng. Con mắt trái của Tống Thư Hàn nóng lên, con ngươi nóng cháy như muốn nổ tung. Đồng thời con mắt thánh nhân nho gia này gửi về rất nhiều tin tức cho Tống Thư Hàn. Con mắt thánh nhân khóa chặt ma đế ở đằng xa, truyền rất nhiều số liệu vào trong đầu Tống Thư Hàn. Những số liệu này chỉ cho Tống Thư Hàn biết lát nữa xuất đao nên chém ở đâu, dùng tư thế gì để chém sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Thậm chí trong những số liệu này còn bao gồm cả số liệu về siêu thời không mạng bộ của bạch tiền bối, cũng như số liệu về pháp tắc bạo lực ba hợp một của bạch tu. Đây là những điều được rút ra từ kinh nghiệm chiến đấu quý báu của thánh nhân, chỉ dẫn Tống Thư Hàn chiến đấu. Tiếp theo là trợ lực đến từ hai vị sở các chủ đồng thời truyền đến trên người Tống Thư Hàn. Khi thấy loại sức mạnh mà hai vị sở các chủ truyền đến, Tống Thư Hàn khá là bất ngờ. Đây không phải là sức mạnh đại đạo trường sinh của các cô, thậm chí cũng không liên quan gì đến hệ thống sức mạnh của Bích Thủy Các. Sức mạnh của hai vị sở các chủ một chính một phụ, một sống một chết, ngưng tụ thành hai cây đại thụ cao chót vót sau lưng Tống Thư Hàn. Nhưng sinh tử song thụ chỉ là một đường dẫn, dẫn một phần sức mạnh khác từ một nơi nào đó đến trên người Tống Thư Hàn, bám vào nhân quả đao. Đó là một luồng đao ý cực kỳ bá đạo, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Luồng đao ý này hoàn toàn không hợp với tính cách của hai vị sở các chủ. Tiếp đó là sợi dây nhân quả kết nối với Thiên Đế. Thiên Đế truyền 10 giây công lực cho người, kèm theo tin nhắn: Tống tiền bối, không ngờ ngươi lại nhờ ta giúp đỡ, bất ngờ thật đấy. Đến đây, tiếp thu sức mạnh của ta đi nào Tống tiền bối. Tống Thư Hàn, thật ra nếu có thể chọn, Tống Thư Hàn không hề muốn nhận sức mạnh của Thiên Đế, cứ có cảm giác cô đang đào một cái bẫy để hại hắn. Thiên Đế truyền sức mạnh của bản thân cho Tống Thư Hàn, hơn nữa cô còn rất hào phóng, vừa ra tay chính là sức mạnh thời gian, là sức mạnh cơ bản nhất của cô, là nền tảng của đạo trường sinh thiên đình. Sức mạnh thời gian bút lên nhân quả đao, quả đúng là thời gian như đao, từng đao thúc giục con người già đi. Sau đó đến lượt đại lão rồng đốm. Đại lão rồng đốm vẫn quấn quanh trên cây cột làm hình khắc nổi, mượn sức mạnh của ta ư? Xấu, không cho, đại lão rồng đốm hồi đáp. Trong lúc nói chuyện, điểm đại diện cho trạm trung chuyển trình lâm của sợi dây nhân quả hơi sáng lên, lóe lên một cái rồi thôi. Sau đó trên người đại lão rồng đốm có vô số loại sức mạnh hóa thành vòng xoay lớn, bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng ngẫu nhiên quay trúng một loại trong đó, gửi về cho Tống Thư Hàn. Đại lão rồng đốm, lúc này hắn còn nói được gì nữa? Tuy sức mạnh thuộc về đại lão rồng đốm bám vào trên đao nhưng lại tác động lên người Tống Thư Hàn. Đây là một loại vu thuật có tên là huyết tế, còn kèm theo một phần sức mạnh của đại lão rồng đốm. Thiên đạo rồng đốm nắm giữ một số lượng pháp thuật khổng lồ, hắn rất có thiên phú về lĩnh vực nghiên cứu. Thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàn, cửu tu phượng hoàng đao, phòng tối thiên đạo, thế giới kim liên nho gia và thế giới tà liên cửu u đều là những thứ do hắn nghiên cứu ra. Hắn cũng có nghiên cứu về vu thuật, mà huyết tế là loại hình vu thuật thông qua hiến tế máu tươi của bản thân để đổi lấy hiệu quả nhục thân bạo phát rất khủng trong thời gian ngắn. Trùng hợp đến vậy à, lúc Tống Thư Hàn cảm ứng được loại sức mạnh này, trong lòng chợt động. Bởi hình ảnh do bức diễn đồ QR code trên tiểu kim đan thứ 6 thần huyết cổ vu quét ra chính là hình ảnh cổ vu tế đàn và nam tử nhỏ máu hiến tế, vu thuật huyết tế kích hoạt. Sức mạnh thuộc về đại lão rồng đốm kích thích Tống Thư Hàn, bắt đầu dẫn dắt vu thuật huyết tế.
diễn đồ trên tiểu kim đan của Tống Thư Hàn như nhận được sự cộng hưởng, tiếp nhận vu thuật huyết tế này. Ngay sau đó Tống Thư Hàn cảm nhận được một nửa máu tươi trong cơ thể bắt đầu sôi trào, bị chuyển hóa thành tế phẩm. Trong nháy mắt mất đi một nửa máu tươi, khuôn mặt Tống Thư Hàn tái nhợt nhưng cơ thể lại không yếu ớt, trái lại là một loại sức mạnh kinh khủng không ngừng nổ tung trong thân thể hắn. Sức mạnh của đại lão rồng đống cộng diễn đồ kim đan cộng vu thuật huyết tế, sức mạnh thân thể của Tống Thư Hàn được tăng lên đến cực hạn. Trên đỉnh đầu hắn, một con thánh viên to lớn dẫn đầu hiện ra, tay nâng kinh thư, lần này thậm chí trên người nó còn có thêm một bộ nho sam. Mà sau lưng thánh viên lớn có hơn 2000 hư ảnh thánh viên nhỏ xếp thành hình vuông, xếp hàng ngay ngắn ở sau lưng thánh viên lớn, trên người chúng cũng mặc nho sam, tay nâng kinh thư. Thánh viên đứng kín cả một vùng trời không ngừng dùng ngôn ngữ viễn cổ tụng niệm ở trên đỉnh đầu Tống Thư Hàn, nhìn như chúng đang đọc nội dung trong kinh thư. Nhưng người nào nghe hiểu ngôn ngữ viễn cổ sẽ biết được thật ra nội dung mà thánh viên nho gia đang niệm chính là 666, 666. Sợi dây nhân quả gửi phản hồi về cuối cùng chính là sợi dây nhân quả kết nối với ý chí lưới rồng, Cung Na nữ sĩ mắt rồng. Bây giờ Cung Na nữ sĩ đại diện cho ý chí lưới rồng không thể giúp đỡ Tống Thư Hàn quá nhiều. Cô đang dốc toàn lực chống lại thanh đại thương kia, ngoài ra hiện giờ căn nguyên của cô là lưới rồng lại đang ở trạng thái phong cấm. Nếu không, cô có thể cung cấp sức mạnh liên tục cho Tống Thư Hàn, thứ duy nhất cô có thể cung cấp cho Tống Thư Hàn bây giờ chính là tinh thần lực. Cô trực tiếp chuyển tinh thần lực của lưới rồng lên trên người Tống Thư Hàn, con mắt thánh nhân của Tống Thư Hàn vốn đang nóng bừng lập tức lạnh xuống, vốn dĩ não của Tống Thư Hàn đã sắp không chứa nổi số liệu chiến đấu khổng lồ do con mắt thánh nhân truyền đến. Nhưng sau khi có được tinh thần lực lưới rồng, những số liệu chiến đấu này lập tức rõ hẳn lên. Sức mạnh nhục thân khổng lồ, tinh thần lực của ý chí lưới rồng, tư liệu chiến đấu do con mắt thánh nhân nho gia cung cấp, sức mạnh thời gian của thiên đế, đao ý bá đạo do hai vị sở các chủ cung cấp, pháp tắc bạo lực ba hợp một của Bạch Tiền Bối tu, phương thức công kích thiên phú dạo bước vượt thời không do Bạch Tiền Bối cung cấp, cuối cùng nhân quả đao cũng hoàn thành giai đoạn tụ lực. Một đao này quá kinh khủng. Dưới trạng thái bình thường sợ rằng Tống Thư Hàn còn chưa chém ra một đao này, thân thể hắn đã không chịu nổi sức mạnh quá lớn, vỡ nát từ lâu rồi. Mà bây giờ với thể chất được hơn 2000 hư ảnh thánh viên cường hóa, Tống Thư Hàn có thể chém ra một đao này một cách hoàn mỹ. Hà Chỉ Ma Đế, hãy nếm thử một đao này của ta. Tống Thư Hàn dùng hai tay cầm quỷ đầu đao, cố đè nén kích động muốn gào thét trong lòng. Không thể lãng phí hiệu ứng dạo bước vượt thời không mà Bạch Tiền Bối cung cấp được. Mà ngay một khắc trước khi Tống Thư Hàn hoàn thành giai đoạn tụ lực, Hà Chỉ Ma Đế đột nhiên cười như điên, ha 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 ha, thành công rồi, hôm nay, cuối cùng đại kế nghìn vạn năm của ta cũng thành công rồi. Trong thế giới cổ U, dưới sự trấn áp của mấy phân thân Hà Chỉ Ma Đế cộng thêm sức mạnh của thiên phạt bổ xuống, ý chí hỗn độn cổ U thể tập hợp đã bị đánh nát. Một phân thân của Hà Chỉ Ma Đế có sức mạnh khắc chế ý chí hỗn độn cổ U, ma thần trụ trong tay phân thân kia có thể khiến cho thân hình của ý chí hỗn độn bị định thân trong mấy giây, lại phối hợp với sức mạnh của thiên phạt. Cuối cùng đánh nát hoàn toàn ý chí hỗn độn cổ U, rốt cuộc sức mạnh của thiên phạt tiêu tán. Trên lý thuyết, dù ý chí hỗn độn cổ U có bị đánh nát vẫn có thể ngưng tụ, hồi sinh lần nữa trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Hà Chỉ Ma Đế đã chuẩn bị sẵn từ trước, hắn bố trí ma thần trụ đặc biệt ở thế giới cổ U, đồng thời đưa vào biển tà năng trong thế giới cổ U, phối hợp hành động với phân thân kia của hắn. Nhân lúc ý chí hỗn độn cổ U bị đánh nát, phân thân của hắn sẽ đoạt được quyền khống chế thế giới cổ U. Quyền khống chế này là tạm thời, khi ý chí hỗn độn cổ U hồi phục, quyền khống chế vẫn sẽ bị thu hồi. Nhưng thứ mà Ma Đế muốn chính là thời gian này. Sau khi lấy được quyền khống chế thế giới cổ U, đến lúc đó bản thể của hắn ở thế giới Hắc Long muốn làm gì thì làm. Lưới rồng, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ thuộc về ta, Hà Chỉ Ma Đế tuyên bố. Cung Na nữ sĩ mắt rồng, ngươi không phải kiểu ta thích, cô cắn răng vẫy tay, ánh sáng vàng chói mắt trong tay bùng nổ, đánh bay thanh đại thương kia về. Mà ngay lúc này, thân hình Ma Đế đột nhiên xuyên không gian xuất hiện bên cạnh Cung Na nữ sĩ, sau đó hắn đưa tay chộp về phía Cung Na nữ sĩ. Vốn dĩ Cung Na nữ sĩ muốn né tránh nhưng ma thần trụ hình cây gậy trên lưng Ma Đế chợt lóe lên, Cung Na nữ sĩ lập tức bị định thân, không cách nào nhúc nhích được giống như ý chí hỗn độn cổ U. Nghìn vạn năm qua, nếu Ma Đế nghiêng đã cứu ra ma thần trụ khắc chế ý chí hỗn độn cổ U, đương nhiên sẽ không quên lại làm thêm một cây khắc chế ý chí lưới rồng. Hắn bắt Cung Na nữ sĩ, sau đó nuốt chửng cô. Bản thể của Ma Đế không phải hình người, thân phận thật sự của hắn cao chừng 10 mét, lộ ra hình tượng ma thần. Hôm nay Ma Đế rất vui vẻ. Sau khi nuốt Cung Na nữ sĩ, ý chí của hắn bao trùm thế giới Hắc Long cộng thế giới cổ U. Cả hai thế giới đều trở thành vật sở hữu của hắn. Ngay lúc này đây, hắn có cơ hội tiếp xúc với khái niệm bất hủ.
Tiếp theo là lúc tiện tay bóp chết con rệp Bá Tống cấn tay kia. Ma đế xoay người lại nhìn về phía Bá Tống, vừa lúc Tống Thư Hàn đột nhiên vung đao, ngay sau đó sau lưng ma đế trúng một đao sáng chói. Ma đế, hỏi chấm, mợ nó, là ai to gan như vậy, dám đâm một đao sau lưng ta? Lẽ nào lại là tên Bạch Thánh kia? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.